Liệp Diễm Giang Hồ Mộng. Hoàng Hy Bình. Tập 10. Hy Bình đẩy cánh cửa phòng của Lôi Phượng, Tuyết Nhi rảo bước đi vào. Hy Bình bế nàng lên, nói. Tuyết Nhi bao nhiêu ngày không gặp ba ba rồi, nhớ ba ba không? Tuyết Nhi gật gật cái đầu nhỏ nhắn nói, có nhớ a, Tuyết Nhi rất nhớ ba ba mụ mụ. Hy Bình véo nhẹ vào cái mũi nhỏ của cô bé nói, ba ba mụ mụ cũng nhớ Tuyết Nhi lắm a. Tuyết Nhi nhìn nhìn Vưu Túy và Thi Nhu Vân nói, ba ba sao người lại trói thầm thầm như thế kia vậy? A gì cũng không thể động đậy được. Hy Bình nhìn Thi Nhu Vân đang ngồi bất động trên ghế, nghĩ rằng chắc là nàng đã bị thần đao tam hoa điểm huyệt rồi. Nói, bởi vì các nàng đều không ngoan như Tuyết Nhi, cho nên ba ba phải dạy các nàng học ngoan. Tuyết Nhi bĩu cái môi nhỏ nhắn của mình nói, đúng vậy a. A gì đúng thật là không có ngoan a. Mỗi lần chơi trốn tìm đều không cho Tuyết Nhi tìm thấy. Hy Bình ôm nàng đi đến bên giường, ngồi xuống, đặt cô bé nằm ở trên giường cạnh Dã Mân Côi nói, nàng đã đỡ hơn chưa? Dã Mân Côi nói, các nàng kia nhất định sẽ cười người ta, chàng thật là xấu, khiến cho Mân Côi tới giờ vẫn không rời giường được. Hôm nào tiểu ni tử kia đến đây rất nhiều lần rồi, chắc là chút nữa vẫn sẽ tới nữa đấy. Hy Bình nói, chàng chỉ chính là tước nhân sao? Dã Mân Côi nói, không phải nàng ta thì có ai vào đây nữa. Tiểu ni tử này cũng thật là một mảnh suy tình, một ngày không nhìn thấy chàng thì không được. Tới nơi này còn làm giận với ta, hỏi ta tối qua làm cái gì với ngươi, thật sự là tiểu quỷ nhân. Tuyết Nhi đột nhiên nói xen vào, a di, người tối hôm qua có phải là cùng với ba ba đánh nhau không? Dã Mân Côi đỏ mặt nói, tiểu hài tử không có được hỏi chuyện người lớn. Vưu Túy đột nhiên hỏi, Hoàng Hy Bình. Ngươi chẳng lẽ cứ định trói ta như thế này? Hy Bình vừa định trả lời thì nghe thấy tiếng gõ cửa, liền hướng ra cửa hỏi ai? Tiểu tước ngoài cửa nói, là ta. Hy Bình mở cửa, tiểu tước liền bổ nhào vào trong lòng hắn, làm nũng nói, nghe nói ngươi bị thương, ở chỗ nào? Để tước nhân nhìn xem nào. Hy Bình nhàn nhạt nói, đúng là có bị một mỹ nhân điên điên làm bị thương ngoài ra, không có gì đáng ngại cả. Muộn như thế này rồi. Nãy còn đến đây làm gì vậy? Tiểu tước sắng giọng, người ta là đến để thăm ngươi mà, cũng không được sao? Tiểu thư còn không cho phép người ta tới đấy, người ta còn mặc kệ, nhất định phải đến thăm ngươi mới có thể ngủ được. Vưu Túy tại một bên mắng, tiểu tao tinh. Tiểu tước vẻ mặt bực tức, muốn tìm Vưu Túy lý luận liền bị Hy Bình ôm lên trên giường ngồi nói, không cần chú ý đến nàng ta là không có nam nhân nuông chiều nên mới thế đấy. Tuyết Nhi hướng tiểu tước nói, tiểu tước, nãy cũng thích ba ba sao? Tiểu tước không có trả lời, ngược lại quay sang hỏi Hy Bình, người đã có con gái nhỏ vậy à? Hy Bình cười nói, cô bé rất đáng yêu, nãy nhận nàng làm muội muội được không? Tiểu tước chề môi lên đáp lại, ta mà nhận nàng ta làm muội muội thì ngươi lại trở thành cha nuôi của ta à? Nói rồi quay sang Tuyết Nhi nói, nãy tên là gì vậy? Tuyết Nhi trả lời thật nhanh, tỷ tỷ. Ta gọi là Tuyết Nhi. Tiểu tước làm bộ người lớn nói, về sau đừng gọi ta là tỷ tỷ, gọi là A Di được rồi. Tuyết Nhi ngạc nhiên nói, sao lại thế? Tiểu tước mặt đỏ lên nói, bởi vì nếu nãy mà không gọi ta là A Di ta liền không thương nãy nữa. Tuyết Nhi không hiểu ra sao, hỏi lại, sao lại như thế vậy? Hy Bình vuốt cái đầu nhỏ của cô bé nói, Tuyết Nhi, đêm nay con ngủ với vị A Di này nhé, được không? Tuyết Nhi không đồng ý nói, Tuyết Nhi muốn ngủ với ba ba cơ. Hy Bình nói, Tuyết Nhi sắp lớn rồi, không được ngủ với ba ba nữa. Tuyết Nhi lại nói, các A Di đều lớn như thế rồi, sao vẫn còn được ngủ với ba ba? Hy Bình không biết trả lời sao, đành phải làm ra cái uy nghiêm của phụ thân nói, Tuyết Nhi nếu không nghe lời, ba ba sẽ không yêu nãi nữa. Tuyết Nhi ủy khuất nói, vâng ạ. Tiểu tước cùng không thích, nói ta muốn ở lại. Ngươi lại đuổi ta đi sao? Hy Bình nói, tối nay khuya rồi, nãy không có trở về thì sáng mai là Mỹ Mỹ lại tới đây tìm ta huyên náo mất. Tiểu tước suy nghĩ một hồi, nói, ngươi phải hôn ta một cái. Hy Bình hôn nàng ta một cái, cũng thuận dịp hôn lên cái má tròn chính đáng yêu của Tuyết Nhi, tiểu tuyết vẫn còn lưu luyến không rời, ôm Tuyết Nhi đi ra. Vưu Túy bất mãn nói, thật là đại dâm trùng, đến tiểu cô nương cũng không buông tha. Hy Bình đóng cửa, quay đầu nhìn về phía nàng ta, nói, nhìn ta cái gì, người ta lại nghĩ là nãi đang ghen. Vưu Túy mỉm cười nói, đừng có cho rằng ngươi hơn người,
ta nhìn ngươi đều giống ác cẩu hơn cả. Hy Bình nói, ức phỉa không, tối hôm qua là ai kêu ta là một nam nhân vô cùng cường tráng, lại còn không ngừng nói vô cùng yêu ta vậy. Vưu Túy cả giận nói, ngươi làm chuyện thương thiên hại lý, lại vẫn còn dám nói ra nữa. Hy Bình làm ra vẻ vô cùng quang vinh nói, ta lại nghĩ mình làm một chuyện tốt, bằng không nãi cho tới bây giờ vẫn còn là một lão xử nữ. Ta đã phải hy sinh thân mình thành toàn cho nãi, nãi còn không cảm ơn ta. Vưu Túy hừ lạnh một tiếng, nói ta không cùng với đồ dâm tặc không biết liêm sỉ như ngươi nói chuyện, ngươi mau giải khai huyệt đạo cho Nhu Vân, nàng ấy không biết võ công, thân thể lại hư nhược, huyệt đạo bị phong bế lâu đối với nàng ấy không tốt. Hy Bình nói, nàng ta có bị điểm huyệt câm không vậy? Vưu Túy nói, không bị. Hy Bình ngạc nhiên nói, thế sao nàng ta không có nói một tiếng náo vậy? Bị câm rồi à? Vưu Túy cười lạnh nói, chẳng lẽ nàng ta đến cái quyền lợi không nói cũng không có sao? Hy Bình nói, ta không biết giải huyệt. Vưu Túy không tin, nói ngươi tới giải huyệt cũng không biết. Hy Bình xấu hổ nói, cái loại tiểu kỹ này Hoàng Hy Bình ta không thèm học. Vưu Túy cười nói, bất học vô thuật. Dã Mân Côi nói, Hy Bình để ta đến giải huyệt. Hy Bình nói, nãi không phải bảo nãi không thể rời giường được sao? Dã Mân Côi sắng giọng, người ta không phải lần đầu tiên, tuy bị ngươi lộng tới nhất thời không rời được giường, nhưng ta trải qua hai ngày rồi, đã không có gì đáng ngại nữa chỉ là vẫn còn hơi có chút mệt mỏi. Hy Bình thích chí, nói thế chúng ta đêm nay lại có thể. Dã Mân Côi cười duyên nói, ngươi đừng tưởng, đêm nay ta không dám nhạ ngươi nữa đâu. Nàng ta xuống tới giường, giải khai thi Nhu Vân huyệt đạo rồi trở lại giường. Hy Bình nói, các nàng đã ăn uống gì chưa? Dã Mân Côi nói, vừa rồi đem tới, các nàng không ăn, còn chờ ngươi trở về. Hy Bình đi đến trước mặt thi Nhu Vân, trừng mắt nói, tại sao lại không ăn cơm vậy? Thi Nhu Vân cũng đồng dạng trừng mắt với hắn, nhất định không thèm nói chuyện. Hy Bình thở dài một cái, rồi tới trước mặt Vưu Túy nói, nãi nếu hồi tâm chuyển ý, ta có thể cởi trói cho nãi, để nãi được tự do. Vưu Túy trừng mắt nhìn hắn, nói, ngươi đừng nghĩ hão huyền, ngươi giết trượng phu của ta, Vưu Túy ta nhất định phải giết ngươi, lấy đầu ngươi tế vong hồn thi trúc sinh. Hy Bình nói, lão nói thật, ta rất sợ nãi, nãi nếu quyết tâm giết ta, ta cũng đành phải quyết tâm trói nãi như thế này, một khắc cũng không có cởi trói cho nãi. Nhìn nãi ngoan cố hơn hay ta ngoan cố hơn đây? Vưu Túy sắc mặt biến đổi, nghĩ tới tình trạng bị trói thế này, ăn cũng không tiện, vệ sinh cũng không tiện, huống chi nàng tối hôm qua cùng với hỗn đản này cùng một chỗ loạn cảo, mồ hôi trên người vẫn còn, nếu vẫn còn như thế này thì không tới một hai ngày thân thể nàng không hiểu hôi tới mức nào nữa. Dù vậy nàng vẫn mạnh miệng nói, tùy tiện, ngươi phải giết ta nếu không ta cuối cùng cũng sẽ giết được ngươi. Hy Bình vuốt lên khuôn mặt của nàng nói, ta làm sao có thể giết nãi được cơ chứ? Vưu Túy xoay mặt sang một bên, nói, bỏ cái tay thối của nhà ngươi ra. Hy Bình nói, ta nhìn nãi có thể chống chịu được bao lâu? Nãi nhớ lại lúc ấy mà xem, còn chấp mê bất ngộ, biết rõ là thi trúc sinh không phải ta giết. Trước khi hắn chết còn không có một chút hận ta, nãi ngược lại sống chết đòi vì hắn mà giết ta báo thù. Đừng có tưởng nãi võ công lợi hại. Lão tử đây không có sợ nãi. Vưu Túy xì một cái đáp lại, ngươi không sợ. Không sợ thì sao còn lại phải trói ta lại thế này, còn không phải sợ thì là gì? Hy Bình không nhịn được nói, không có cùng với nãi cãi nhau, ta muốn ngủ rồi, tối hôm qua chỉ vì nãi nữ nhân điên khiến ta không ngủ được, ta phải hảo hảo ngủ một cái, nãi cứ ngồi trên ghế cả đêm đi. Xem nãi còn thức tới lúc nào. Vưu Túy nói, ta nhất định không chịu thua ngươi. Hy Bình không để ý tới nàng ta, đi tới trước mặt Thi Nhu Vân, hai câu không thèm nói liền bế nàng lên. Thi Nhu Vân giãy giụa nói, không được chạm vào ta, Nhu Vân ta hận ngươi nhất, đại bại hoại, là ngươi đem người đến hại chết ca ca ta. Vừa kêu nàng vừa khóc lóc. Nam nhân này đã bế nàng cả ngày vậy mà đến tối hậu hắn vẫn còn ôm nàng ngủ, điều này khiến nàng không thể tha thứ cho chính bản thân mình được, nàng sao lại có thể trong ngực cừu nhân của mình ngủ cơ chứ. Vưu Túy cả kinh nói, Hoàng Hy Bình, người ôm Nhu Vân định làm gì vậy? Hy Bình nói, nãi tự lo cho mình đi. Túy tả, ôm Nhu Vân đi tới trước giường, nói với Dã Mân Côi, nãi nằm dịch vào bên trong một chút. Dã Mân Côi y lời nằm dịch vào bên trong giường. Hy Bình liền ôm lấy Thi Nhu Vân nằm lên trên giường, Thi Nhu Vân trăm lần đều không muốn,
lại cùng không có biện pháp, đành phải ở trong ngực hắn vừa khóc vừa mắng chửi. Vưu Túy quát mắng, dâm tặc, người có việc gì thì lại tính sổ với ta đây, không được làm hại Nhu Vân. Hy Bình nói, ta cảnh cáo nãi, nãi mà còn nói nhiều nữa, ta lập tức muốn nàng ta liền. Vưu Túy còn định nói nữa, lại sợ hắn nói là làm, đành phải nuốt vào trong bụng. Hy Bình nói với Thi Nhu Vân, nãi khóc cái gì mà khóc. Nãi này này nha đầu ngốc, ca cố nãi nếu thật sự hận ta, coi ta là cừu nhân thì làm sao lại còn bảo ta chiếu cố nãi. Cho dù nãi muốn tìm ta báo thù, cũng phải ăn được ngủ được, dưỡng tốt thân thể, bằng không cừu còn chưa báo được đã đói chết, sao còn báo thù gì chứ. Ngoan, ngủ một giấc, ngày mai bắt đầu ăn thật nhiều, bảo dưỡng tốt thân thể mới có thể tìm ta báo thù. Thi Nhu Vân nói, người buông ta ra được không? Thi Bình nói, không ôm nãi thế này, ta không có an giấc. Nãi nếu canh ba nữa đêm tỉnh dậy cởi trói cho đại tẩu nãi, ta đành phải tới âm phủ tìm đại ca nãi tính sổ rồi. Thi Nhu Vân biết nam nhân này đã có chủ ý ôm nàng đi ngủ, cái gã được Tuyết Nhi gọi là ba ba này so với ca ca nàng còn tuấn mỹ hơn. Từ trước tới giờ nàng chưa từng cùng với một nam nhân nào thân cận như vậy, mà nam nhân này ban ngày lúc nào cũng ôm lấy nàng, đến tối vẫn còn ôm nàng đi ngủ. Nàng tận mắt nhìn thấy đại ca mình tự sát nhưng nàng vẫn nghĩ là tại nam nhân này hại chết đại ca, hắn phải là cừu nhân của mình, tại sao đại ca lại có thể đem nàng giao phó cho hắn chiếu cố. Kỳ thật nàng vẫn có thể chiếu cố tới bản thân mình được, các nàng đều là người lớn như thế này cả rồi mà. Tuyết Nhi nói hắn là một người rất tốt, ban đầu nhìn thì tựa hồ đúng vậy, bọn ác nhân muốn giết nàng và đại tẩu của mình, lại còn muốn đốt nhà của nàng. Là chính hắn đã ngăn cản bọn họ không giết nàng và đại tẩu, phòng tử cùng gì vậy mà không bị thiêu cháy. Đột nhiên nghĩ lại Tuyết Nhi từng muốn giới thiệu nàng cho hắn, còn nói nàng nhất định thích hắn, nàng thật sự sẽ thích hắn sao? Sẽ không như vậy, nàng hận hắn cùng cực. Nàng không thể không hận hắn được, nàng từ nhỏ tới giờ ngoại trừ phụ thân và đại ca ra, người thứ nhất tiếp cận với nàng chính là hắn, nàng làm sao mà có thể báo thù đây? Nàng giãy giụa lấy vài cái. Cũng không thể tránh thoát, đành trừng mắt nhìn nhìn ngắc nam nhân này khuôn mặt hắn lóe ra một vẻ nam tính mê hoặc vô cùng, khiến nữ nhân nào cũng đều có thể bị mê hoặc, lúc này hắn đã khép cả hai mắt, tựa hồ đã ngủ rồi. Nàng đột nhiên cảm thấy mình mệt mỏi, đành nằm trong ngực cừu nhân này mà tiến vào trong mộng. Chẳng biết qua bao lâu, Hy Bình bị Dã Mân Côi nằm bên cạnh lay tỉnh, hắn nhẹ giọng hỏi có chuyện gì vậy? Dã Mân Côi chỉ tới Vưu Túy. Nói, nàng ta nhìn không chịu được nữa. Hy Bình nhìn lại phía Vưu Túy, mặt nàng ta giờ tỏ vẻ khó chịu. Hy Bình nhẹ nhàng ôm Nhu Vân sang một bên, nói với Dã Mân Côi, nãi trong nàng ta nhé. Dã Mân Côi nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để bảo bối của ngươi đánh mất đâu. Hy Bình xuống giường, tới trước mặt Vưu Túy hỏi, vệ sinh. Có muốn không? Vưu Túy mặt đỏ bừng như trái thị, nhỏ giọng trả lời có. Hy Bình bế nàng đi vào gian trong, thả nàng xuống, mất một hồi lâu mới cởi được hạ y của nàng, ôm nàng giặt lên trên bệ xí, lập tức nghe được một âm trận âm thanh ồ ồ. Hy Bình nói, nàng sao lại tự làm khổ mình vậy chứ? Cái chết của Thi Trúc Sinh chính ta cũng không ngờ tới. Kỳ thật cứu nhân của hắn chính là bản thân hắn, nếu không phải hắn lúc trước tới thần đao môn giết rất nhiều người của bọn ta, chúng ta cũng sẽ không tới tìm hắn. Bây giờ hắn chết rồi. Cũng là chết ở chính kiếm của mình. Ta cũng chỉ muốn đem Tuyết Nhi về, tịnh không muốn cái mạng của hắn. Cho nãi có giết ta, hắn cũng không thể sống được, nãi làm sao phải khổ. Nếu hắn thật sự vẫn còn sống, hắn có năng lực cho nãi cái gì đây? Hảo hảo một nam nhân, lại đem cái thứ của mình cắt đi, cũng không trách hắn không muốn sống nữa. Ta biết là ta không đúng, ta không nên nửa đêm chạy tới phòng của nãi, chiếm tiện nghi của nãi. Nhưng việc không nên làm cũng đã làm rồi, giờ biết làm sao. Chỉ cần nãi đáp ứng về sau không đến phiền ta, ta có thể thả nãi, để nãi quay về địa ngục môn. Ngay cả Thi Nhu Vân cũng có thể cùng với nãi quay về, dù sao có đại tẩu như nãi chiếu cố nàng ta cũng không cần tới ta đại cửu nhân này tự ác hảo nhân. Thi Trúc Sinh cũng thật là, biết rõ ràng ta háo sắc, còn đem muội muội xinh đẹp như vậy chuyển cho ta, chẳng lẽ không sợ ta một lúc xúc động hủy đi muội muội bảo bối của hắn sao? Vưu Túy chỉ lo tới chuyện tiểu, một tiếng cũng không chịu nói. Nàng bị nam nhân này thoát chính mình hạ y, nhìn mình niệu, cái này khiến nàng ngượng tới muốn chui đầu xuống đất thôi. Nhưng mà khi hắn nhắc tới việc hôm qua,
nàng lại không có lý do tức giận, mà một khi đã lại chẳng còn ngượng ngùng nữa thì lại nghĩ, cái gã nam nhân rõ ràng chẳng có một chút hối hận về cái việc hôm qua. Nàng mặc dù cũng hận hắn, cũng muốn giết hắn, nhưng nàng cũng không hối hận về việc hôm qua bị hắn chiếm hữu, còn về phần hắn đại nam nhân thì hối hận cái gì chứ? Có hại chỉ còn có chính nàng, đến bây giờ nàng tiểu cũng thấy đau nữa, hắn lại còn có cái gì tổn thất? Hy Bình biết nàng xong việc rồi, tới bế nàng dậy, sửa sang lại quần áo, thuận tiện nhìn lại dây thừng trói có chắc không, nói, mặc dù võ công của nãi rất cao, nhưng muốn giết ta đều không phải là chuyện dễ dàng, ta không đánh lại nãi, bởi vì căn bản ta không muốn đã thương nãi mà thôi. Nhưng nãi muốn giết ta thì chúng đồng bọn của ta cũng không cho phép, bọn họ nếu liên thủ đối phó với nãi, nãi tự tin có thể đánh bại bọn chúng sao? Đừng cho rằng bọn chúng đánh không lại Thi Trúc Sinh thì không đáng nhắc tới. Bọn chúng chỉ là vì bị ảo giác trong kiếm chiêu của Thi Trúc Sinh áp chế phát huy không tới nữa thành công lực của mình mà thôi. Nhưng nãi lại không có bản lĩnh đó của Thư Trúc Sinh. Cho dù nãi thật sự so với Thi Trúc Sinh cao hơn, nãi cũng đánh không lại 10 thành công lực của bọn họ lúc liên thủ. Huống chi ta cũng không phải kẻ ngốc để nãi tùy ý chém giết. Nghe ta một câu, thủ tiêu ý niệm báo thù trong đầu đi. Kỳ thật Thi Trúc Sinh thật không phải do ta giết. Ta vì hắn vì các nàng đã trở mặt với Thiên Phong Bảo. Các nàng còn muốn ta làm sao nữa đây? Chẳng lẽ nãi thật muốn bức ta trói nãi cả đời, hay là ngoan tâm giết nãi đi? Vưu Túy cũng không nói lời nào. Hy Bình ôm nàng đi ra đặt lên trên ghế, nghĩ một hồi, lại ôm nàng đặt lên trên giường. Cái giường này vừa vặn có thể chứa được 3 người ngủ, Hy Bình nhìn Nhu Vân ngủ thật ngon, không muốn làm nàng tỉnh giấc, nhỏ giọng nói với Vưu Túy, nếu nửa đêm Nhu Vân tỉnh dậy cởi trói cho nàng. Nàng muốc giết ta thì trước đó chào hỏi ta một câu, như vậy ta chết cũng thanh tỉnh một chút. Dứt lời nằm xuống dưới sàn nhà giang tay chân ngủ liền. Dã Mân Côi nói, nãi muốn giết hắn, hãy giết ta luôn. Còn nữa, nãi trước khi giết hắn, tốt nhất cẩn thận ngẫm lại, nãi trên người còn lưu lại mùi của hắn đấy. Nhưng mà đêm đó, thì Nhu Vân và Vưu Túy đều là ngủ thẳng cho tới tận sáng hôm sau. Hôm sau... Thì Nhu Vân và Vưu Túy vừa tỉnh lại đã ngửi thấy mùi thức ăn, nhất thời cảm thấy bụng mình sôi lên, đều đưa mắt nhìn về đống thức ăn kia. Thì Bình ngồi ở cạnh đống thức ăn đó, hướng các nàng nói, rất đói phải không? Bất quá, các nàng trước tiên phải rửa mặt xong mới có thể ăn, hết thảy vì các nàng chuẩn bị đó, rời giường thôi. Dã Mân Côi đã dậy trước, thì Nhu Vân bắt đầu nghĩ tới cởi trói cho Vưu Túy, Thì Bình đi tới chừng mắt với nàng. Ôm nàng xuống giường để Mân Côi thay nàng rửa mặt. Vưu Túy nói, ta thì làm thế nào đây? Hy Bình cười trả lời, ta vì nãy đã chuẩn bị nước ấm rồi. Đoạn ôm lấy Vưu Túy, đi vào gian trong, vừa đi vừa nói, Mân Côi, trông coi Nhu Vân nhé, đừng để nàng ta chạy loạn. Vưu Túy nhìn thấy một dục bồn rất lớn, có thể chứa được cả 2, 3 người lận, nàng tưởng tượng tới việc sắp phát sinh. Hy Bình đem nàng buông ra. Từ trong túi lấy ra một viên dược hoàn, nói, đây là vừa rồi ta lấy của tiểu ba, nãi ăn nó xong, tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm rồi thì đem Nhu Vân trở về đi. Ta không dám đem theo các nàng bên người, mỗi ngày đều phải cẩn cẩn trọng trọng coi chừng. Nãi biết ta là người thế nào, mọi người đều sợ chết, chẳng biết lúc nào nãi xuyên kiếm vào tim ta hoặc là một kiếm đi tới ta tiện không còn cái đầu nữa. Vưu Túy nhìn dược hoàn kia hồi lâu, nói, đây là thuốc gì? Hy Bình nói, đối với nãi là có lợi. Vưu Túy hoài nghi nói, ta không biết nó có lợi ở đâu. Hy Bình nói, nãi ăn nó vào, hai chúng ta lập tức không còn liên quan gì cả, nãi không phải bảo nãi còn phải báo thù sao? Nãi nếu không uống nó vào, có thể về sau không nỡ ra tay báo thù. Vưu Túy nói, ta không uống thứ thuốc này của ngươi đều có thể hạ tâm giết dâm tặc nhà ngươi. Hy Bình nói, nếu nãi có hài tử của ta thì sao? Nãi có hay không không chút do dự giết phụ thân của nó. Vưu Túy toàn thân rung lên, sắc mặt tái nhợt, run giọng nói, người nói cái gì? Hy Bình nói, đừng xúc động, chỉ cần nãi ăn nó vào, nãi sẽ không hoài thượng hài tử của ta. Như vậy về sau nãi có thể gặp ta là giết, nãi nói xem, thuốc này đúng là có lợi không? Vưu Túy đặt mông xuống dưới đất, lẩm bẩm nói, ta không ăn, ngươi hỗn đản, hại chết trượng phu ta còn không đủ. Bây giờ lại muốn giết chết hài tử của ta, ta chết cũng không ăn cái thứ thuốc này, chết cùng không ăn. Hy Bình ngồi xuống một chút, nhìn bộ dạng đáng thương của nàng bây giờ, trong lòng một trận buồn bã, nói chúng ta cũng chỉ mới một lần, nãi không nhất định sẽ có,
đây cũng không tính là hại chết hài tử của nãi, chỉ là đề phòng vạn nhất, nếu nãi không hoài thai thì đối với cả ta và nãi đều tốt. Nãi ngẫm lại, ngược lại nếu nãi hoài thai, nãi làm sao có thể đối diện với thi trúc sinh, khẩn yếu chính là nãi làm sao có thể lập gia đình. Vưu Túy một cước đá về phía hắn nói, ta mặc kệ, ta nhất định không ăn. Rồi bắt đầu khóc, khóc một trận lại nói, ngươi không phải nói không nhất định sẽ hoài thai sao? Ta nghĩ ta sẽ không hoài thai, ta không cần ăn cái thứ đó. Sau này ta sẽ đem Nhu Vân rời đi, không ta lập tức rời đi. Nói xong lại giãy giụa đứng dậy, lại bị Hy Bình án trụ xuống. Hy Bình nói, ta đối với chính mình bình thường đều rất tự tin, ta khi đó trực giác cho biết đã cấp cho nãi một hài tử, nãi nếu không ăn thuốc này thì phải ở bên cạnh ta nghỉ ngơi nửa tháng, sau nửa tháng này, ta sẽ trả tự do cho nãi, nhưng nãi không được tìm ta báo thù. Nhược là nửa tháng sau xác định nãi không có hoài thai hài tử của ta, đến lúc đó ta để nãi trở về, nãi lú đó muốn thế sao thì làm, như vậy được không? Vưu Túy nhỏ giọng nói, nếu là ta thơ tu có thì sao? Hy Bình nói, đến lúc đó nói sau. Vưu Túy cắn răng nói, được, ta đáp ứng. Hy Bình vui vẻ nói, thế này mới ngoan. Sau đó bỏ dược hoàn vào trong túi, giúp Vưu Túy cởi dây trói, lại nói tiếp, nãi tắm trước, hay là ta tắm đây? Vưu Túy nói, ngươi tắm trước. Hy Bình không khách cởi què nhào bước vào trong mục bồn, tự thân kỳ cọ tắm rửa. Vưu Túy nhìn qua thân hình cường tráng của hắn ngập trong nước, liền lần lần cái túi của hắn, từ trong đó lấy ra viên thuốc dược hoàn kia, vứt nó xuống đất, dùng đế giày di nát, trên mặt bất giác lộ ra một nụ cười đắc ý. Hy Bình cười nói, Túy tả, nãi nhất định không có ăn thuốc, cũng không hoài thương hoài tử của ta. Thiếu chút nữa đã quên nói cho nãi biết, ta đêm đó với nãi tương hảo thì trước đó đã ăn một loại dược. Cái loại thuốc này có thể khiến nam nhân trong một ngày không sinh ra tinh trùng hoặc sinh ra tinh trùng đều không có hoạt tình, nãi căn bản là không có khả năng hoài thai đâu. Vưu Túy sắc mặt kinh biến, lập tức cởi bỏ quần áo, xích lõa nhảy vào trong dục bồn, đánh vào trong ngực Hy Bình, hô hào, người dâm tặc, mau trả lại hài tử cho ta. Hy Bình nói, ta lúc nào thiếu nợ nãi một hài tử cơ chứ? Sao ta có thể hoàn lại? Vưu Túy như phát cuồng nói, người nhất định nợ ta một hài tử. Người phải trả lại cho ta, trả lại cho ta. Hy Bình nắm lấy hai vai nàng nói, nãi bình tĩnh lại đi chứ. Nãi vốn không có hài tử, nãi bảo ta làm sao trả lại cho nãi chứ. Vưu Túy đột nhiên ôm sát lấy hắn, nằm trên vai hắn khóc lớn, nói, ngươi cho ta, ngươi cho ta, ngay bây giờ phải cho ta. Hy Bình thở dài, vuốt lấy cái lưng trơn nhẵn của nàng, nói, ta nhìn nãi đời này là không báo được cừu rồi. Kỳ thật nghiêm khắc mà nói. Ta với nãi không có cái gì cừu hận. Ta vừa rồi là lừa nãi đó, ta trước khi hoàn hảo với nãi không có ăn gì cả, nhưng ta thật tình hy vọng nãi không có hoài thai. Vưu Túy nghe hắn nói như vậy, theo phản xạ lui lại tách khỏi người hắn, chuyển khóc thành giận, nói, ai muốn hoài tử của ngươi chứ? Cho dù hoài thượng ta cũng sẽ phá thai. Hừ, dừng lại một chút, lại nói tiếp, không được chạm vào người ta. Hy Bình đứng lên nói, phải không? Nãi phải nhớ rõ mấy lời vừa nói đấy, ta tắm xong rồi, không gây trở ngại cho nãi nữa. Nãi cứ một mình tắm đi, tốt nhất là đem mấy cái thứ ta để trong người nãi tẩy ra hết càng tốt. Vưu Túy tức giận đến thần tình đỏ bừng, hét lên, ta nơi nào cũng có thể tắm, nhất định không có tẩy ở chỗ đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong phòng đột nhiên rộ lên tiếng cuồng thiếu của Hy Bình. Hy Bình vừa cười vừa đi ra. Thấy Nhu Vân như lang như hổ ăn vào, lại cười nói, ăn từ từ, không lại hóc bây giờ. Thì Nhu Vân không để ý tới hắn, chỉ lo ăn. Dã Mân Côi tò mò nói, các người ở bên trong làm gì vậy? Vừa khóc xong lại đã nháo lên rồi. Hy Bình nói, cũng không có gì, chỉ là nàng ta nhàn cư vi bất thiện, tìm ta báo thù, ta cấp cho nàng ta một chút giáo huấn, nàng ta liền khóc lóc làm loạn cả lên. Nàng ta cuối cùng vẫn là một nữ nhân. Ta sao có thể đấu lại chứ? Không nói nữa, ăn cơm no rồi ta còn phải tới xem bọn họ một chút. Vừa ăn không được lâu, Vưu Túy ở bên trong hô vọng ra, Hoàng Hy Bình, ta không có quần áo thay. Hy Bình nói, Mân Côi, nãy đi tìm mấy bộ quần áo của Phượng Nhân cho nàng ta. Nàng ta so với Phượng Nhân không sai lệch là mấy, chỉ là hơi thấp hơn một chút thôi, chắc là vừa người. Dã Mân Côi buông thức ăn xuống. Tìm quần áo, rồi tiến vào bên trong.
Hy Bình chăm chú nhức Thi Nhu Vân hồi lâu rồi nói, mặc dù ta không phải cửu nhân của nãi, nhưng nãi nhất định cứ nói phải tìm ta báo thù, nãi chỉ có thể đi theo bên người ta mới có thể có cơ hội động thủ. Cho nên, nếu nãi thông suốt không đem ta trở thành cửu nhân thì có thể cùng với đại tẩu của nãi trở về địa ngục môn, còn nếu nãi muốn báo thù, thì tốt nhất phải theo sát ta vào, ngày nào đó thừa dịp ta đi ngủ, hoặc không chú ý âm thầm đâm ta một đao, ta nghĩ đó không phải là chủ ý tồi, nãi nói sao? Thi Nhu Vân cũng chỉ lo ăn, cứ như ăn thay cho cả ngày hôm qua vậy, cũng chẳng thèm liếc qua Hy Bình một cái nào cả. Hy Bình không biết phải làm sao, nói tiểu cô nương đáng yêu này vĩnh viễn sẽ không có trở thành ách bá đâu. Chỉ là người ta không thích nói chuyện với ngươi đâu. Hy Bình nhét mấy món thức ăn vào miệng, ú ớ nói, nãi nói mấy cái lời này là chạm vào lòng tự tôn của ta rồi đấy. Vưu Túy vừa vặn đi ra, mắng, người này dâm tặc còn có tự tôn nữa sao? Hy Bình nhìn lại Vưu Túy vừa mới tắm rửa đi ra, dường như xinh đẹp hơn cả Lãnh Như Băng, mà phong vận không dưới Lãnh Tình Oánh, hắn cười nói, nãi có hay không phát hiện, từ khi được ta chăm sóc, nãi càng thêm có nữ nhân vị đó. Vưu Túy phi một cái, đáp ta phi, rồi ngồi xuống bên cạnh Thi Nhu Vân, cũng không để ý chuyện gì nữa, chỉ lo ăn uống. Hy Bình lắc đầu nói, nữ nhân khi ăn nên để ý một chút, bằng không sẽ dọa nam nhân chạy xa đó. Vưu Túy trừng mắt nhìn hắn nói, sao không thấy người bị dọa chạy? Hy Bình cười nói, nãi không phải tự mình vừa nói ta không phải là nam nhân à? Gì, ai gõ cửa? Bên ngoài vọng đến một âm thanh ngọt ngào, ba ba, là Tuyết Nhi. Dã Mân côi ra mở cửa, Tuyết Nhi liền nhảy nhanh về phía trước, đằng sau còn có La Mỹ Mỹ và Tiểu Tước. Tuyết Nhi ân cần hỏi thăm Vưu Túy và Thi Nhu Vân, sau đó leo lên trên đùi Hy Bình, reo lên, ba ba, Tuyết Nhi cũng muốn ăn. Hy Bình ôm lấy cô bé gấp cho nàng ta một ít thức ăn đoạn hướng La Mỹ Mỹ nói, đại tiểu thư, không có chuyện gì sao mà sáng sớm chạy tới đây có phải là muốn tìm ta huyên náo? La Mỹ Mỹ một mạch đi tới ngồi ở bên cạnh hắn, mạnh miệng, ta chính là muốn xem ngươi đã chết hay chưa? Hy Bình nuốt xong một ngụm thức ăn, nói, rất xin lỗi. Ta sinh long hoạt hổ, làm nãi thất vọng rồi. Tước nhân, tới đây cùng ta thân thân nào. Tiểu tước nhìn qua Hy Bình lại nhìn tới La Mỹ Mỹ, cuối cùng không có nghe Hy Bình nói, mà ngồi xuống bên cạnh Thi Nhu Vân. La Mỹ Mỹ trên mặt tỏa ra một vẻ thắng lợi, mỉm cười đắc ý nói. Đại dâm côn, ngươi muốn cầu dẫn tước nhân nhà ta hả? Còn sớm quá đấy, có La Mỹ Mỹ ta ở đây gian kế của ngươi đừng hòng hoàn thành, ta nói cho ngươi biết. Tước nhân là muốn cùng với ta một chỗ gả cho công tử nhà giàu, người cái đổ giang hồ vô lại, đừng tưởng nàng chú ý tới. Hy Bình cười cười, tiếp tục ăn cơm. Ăn xong, Hy Bình nói, Mân Côi, an bài cho các nàng hai chỗ khác nhé, ta không nghĩ đêm nay lại phải ngủ dưới đất nữa đâu. Nói xong chuyển sang ôm Tuyết Nhi đặt lên đùi Thi Nhu Vân ân cần nói, Tuyết Nhi, về sau đi cùng với Nhu Vân A Di nhé. Dã Mân Côi nói, người muốn đi đâu sao? Hy Bình nói, đúng vậy, dứt lời quay ra nhìn La Mỹ Mỹ liền thấy nàng ta toàn thân không được tự nhiên, liền nói. Ta không có nhìn nàng, ta chỉ nhìn đằng sau lưng nàng thôi. La Mỹ Mỹ vội quay đầu lại nhìn, chẳng thấy có cái gì cả, vừa mới quay đầu lại liền bị dọa một trận. Nguyên lai mặt Hy Bình đã sát tới trước mặt, nàng chưa kịp phản ứng Hy Bình hắn đã hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mộng của nàng, rồi mới nhẹ nhàng chạy ra ngoài. Xa xa còn nghe thấy tiếng hắn nói, môi của nãi rất là thơm a. La Mỹ Mỹ đạm chân muốn chạy theo, nhưng đã chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả, nàng có vẻ không vui quay trở về, lớn tiếng tuyên bố ta phải đi rửa mặt. Hoa Tiểu Ba và Triệu Tử Uy ở trong phòng của Lôi Long để dưỡng thương. Hy Bình một mình đi đến, Lôi Chiến phu phụ cũng đang chờ ở đó. Lôi Chiến thấy Hy Bình đến, hướng về hắn cười nói, Bình Nhi con đến rồi à. Hy Bình giả áp lại rồi bị Lý Vân kéo đến bên cạnh nói, Bình Nhi, để nãi nãi nhìn ngươi xem nào. Uy, người này tiểu tử cường tráng, lớn lên càng ngày càng đẹp trai phong độ dụ người a. Ngươi lấy được nhiều vợ thế, không được để Phượng Nhi nhà ta phải cô đơn nghe chưa? Hy Bình kề miệng vào tai Lý Vân, giọng nói nhỏ, nãi nãi à, việc này nãi nãi không cần phải lo lắng, Phượng Nhi lần nào gặp con đều phải xin hàng, nãi cứ ở đấy chờ bế cháu ngoại đi. Lý Vân mỉm cười nói, như vậy thì tốt rồi, như vậy thì tốt rồi. Hoàng Dương nói, Bình Nhi, con cẩn thận lắng nghe Lôi lão nói chuyện đây.
Kế đến nghe thấy Lôi Chiến tiếp tục kể chuyện, thật ra bọn ta liên thủ nhưng vẫn địch không lại Thi Trúc Sinh, lý do là như vậy. Nhớ lại hồi đó, gia gia của hắn, Địa Tàng Vương, là một tông thập đại cao thủ. Lão cùng với sư tổ của bọn ta Thiên Tự Lão Nhân được xưng tuyệt thế, tịnh không phải hư danh. Bọn ta sở dĩ không địch lại Thi Trúc Sinh là vì căn bản bọn ta không học được võ công tối lợi hại, tối bá đạo của Thiên Tự Môn là Thiên Tự Đoạt Xuất. Theo lời phụ thân Lôi Liệt của ta nói, Thiên Tự Đoạt Xuất là một loại võ công ngàn lần bá đạo, nhưng muốn tu luyện nó thì phải trả một cái giá hoàn toàn không bình thường. Muốn tu luyện thứ võ công đó phải là đồng nam, vĩnh viễn không được gần nữ sắc, chỉ cần một lần giao hợp với nữ nhân, công lực toàn thân tất cả đều bỏ sông bỏ biển hết. Sư tổ Thiên Tự Lão Nhân của bọn ta vì thế suốt đời không lấy vợ, đến khi chết vẫn còn là đồng nam. Người sau đó không truyền thụ võ công đó cho bốn vị đệ tử của mình, cũng chỉ vì lo nghĩ cho bọn họ. Từ sau khi người chết đi, Thiên Tự Đoạt Xuất xem như thất truyền. Tứ Cẩu than, loại võ công này không học là phải. Bảo Tứ Cẩu hắn không chạm đến nữ nhân cũng khó như bảo chó đừng ăn phân. Hoa Tiểu Ba cất tiếng, nhất định là tổ sư gia trông mặt rất khó coi mới có khả năng luyện được cái món Thiên Tự Đoạt Xuất đó. Cái tên tiểu tử này thật quá bất kính với tổ sư gia. Lôi Chiến cười nói, đích xác thì Thiên Tự Lão Nhân người trông vừa lùn vừa rất khó coi, vì vậy suốt nửa đời người chẳng có nữ nhân thèm ngó ngàng đến, nửa cuối đời. Tuy danh chấn võ lâm nhưng do luyện Thiên Tự Đoạt Xuất nên không có cách nào gần nữ sắc được, người lúc đó lại đã già nên chẳng còn mặt mũi nào để mà kích tình nữa. Lý Vân trừng mắt nhìn lão, cười cười nói, lão đầu tử, lão nói, kích tình, ý là sao? Không biết xấu hổ à? Lôi Chiến cười to nói, chẳng ý tứ gì cả, chẳng ý tứ gì cả. Bọn ngươi cứ dưỡng thương cho tốt, lão đầu tử ta đi đây. Nói xong liền cùng Lý Vân rời khỏi phòng. Hoa Tiểu Ba cất giọng cảm khái, Lôi Gia Gia đã già như thế mà vẫn còn sợ lão bà. Rõ ràng Lôi Long cũng được di truyền cái truyền thống tốt đẹp đó. Lôi Long cười nói, nếu không phải tay ta đang bị thương, chắc ta xé rách cái miệng hôi thối của ngươi ra. Hoa Tiểu Ba làm mặt hề nói, hiện tại ta đã có thể đi lại được rồi, người tốt nhất cũng nên nghĩ vài ngày. Hoàng Đại Hải nói, người của Thiên Phong Bảo chưa nói với chúng ta lời nào đã bỏ đi. Dù tình hay lý gì cũng không thể nào bào chữa được. Hy Bình nhỏ nhẹ nói, bỏ đi thì mặc họ, cũng chẳng có hại gì. Độc Cô Minh vẻ nổi giận nói, bọn họ đem cả Thi Nhi đi. Ta nhìn thấy thật không vừa mắt, thật khó lòng để muội muội của mình trở lại đó để làm quả phụ cả đời. Hoa Tiểu Ba vội vàng nói, Độc Cô Lão Huynh, Huynh đừng kêu ta câu dẫn muội muội của Huynh nữa. Lão đầu từ phiên nhiên mà nổi giận lên không thiến ta đi mới là lạ đó. Độc Cô Minh trợn mắt lên nói, xem như xong, ta thấy ngươi có diễm phúc mà không hưởng được, muội muội của ta đẹp như thiên tiên như thế, không thể nào chịu được cái loại trẻ con đầu để chỏm mao đầu tiểu tử không có khí khái nam nhân như vậy. Hoa Tiểu Ba nói, uy, Độc Cô Lão Đại à, Huynh đừng quên rằng cái thằng trẻ con đầu để ba chỏm đó đã dạy Huynh tán gái như thế nào. Hiện tại dẫu cho ta không bị thương đi nữa, bất kể Huynh có dùng biện pháp khích tướng gì thì Hoa Đại Hiệp ta cũng sẽ không chạm tới Thi tiểu thư nữa. Huynh nên tìm một dùng dũng sĩ khác thì hơn, ta đây tấm ỏng thì có dư nhưng không có lực, ai có thể thay ta chịu nổi, Toái Vân trưởng, nếu Từ Phiêu Nhiên nổi khùng lên. Triệu Tử Hào nhíu mày nói, Từ huynh vừa mất, bọn ngươi bày mưu câu dẫn quả phụ của hắn ta. Như thế thật là thái quá. Hoàng Đại Hải tán đồng nói, ta cũng nghĩ là không nên. Độc Cô Minh bực mình nói, cứ cho là các ngươi không nguyện ý giúp đỡ, hà tất phải phản đối như thế. Lão công của muội muội ta chết rồi, ta thân là đại ca, đương nhiên phải kiếm cho nó một lão công khác, lẽ nào có thể ngồi yên như không nhìn nó mới 17-18 tuổi phải ở quá như thế sao? Tứ Cẩu vỗ vai Độc Cô Minh nói, lão huynh, ta ủng hộ ngươi. Sao có thể để cho Thi Nhi trẻ tuổi xinh đẹp sống cuộc đời không có nam nhân như thế được chứ? Độc Cô Minh cảm kích nói, ngươi quả là có phong thái đại hiệp, thấy việc nghĩa liền ra tay, quả chân chính là nam tử hán, đại anh hùng. Không tưởng nổi Độc Cô Minh xu nịnh cao tay như thế. Cũng không lạ, về ăn nói hắn vốn thuộc hàng nhất lưu, sử dụng hững câu chữ nhất lưu để tán dương người ta thì chẳng khó gì trở thành cao thủ xu nịnh. Tứ Cẩu tự hào nói, đương nhiên là như vậy. Hy Bình nói, Thi Nhi không có ở đây, bọn các ngươi khẩn trương làm gì chứ? Hoa Tiểu Ba nhìn Hy Bình, đột nhiên ngạc nhiên nói, Độc Cô Lão Đại, muội muội của ngươi tuyệt không phải quá nữa.
chỉ cần tỷ phu của ta ra tay, Từ Phiêu Nhiên sẽ không dám đánh rắm lấy nửa cái. Thêm nữa, ai cũng biết Thi Nhi lúc ngủ nằm mộng thường hay gọi tên tỷ phu mà. Tứ Cẩu trêu ghẹo, người có đến hai tỷ phu ở đây, Thi Nhi thích tỷ phu nào đây? Hoa Tiểu Ba nói, người lại hỏi chuyện ai cũng biết. Đại tỷ phu ta vẫn luôn gọi là Hào Ca, ta chỉ dùng chữ tỷ phu khi gọi Hy Bình thôi. Ta xem ngươi liếm mông nữ nhân mãi đến nổi đầu óc u mê luôn. Tứ Cẩu vừa định chửi mắng hắn vài câu đột nhiên mỉm cười nói, Tiểu Ba, ta nghe nói có một nhóm dị quốc mỹ nữ đến Quần Phương Lâu. Ta vốn định đợi ngươi lành lặng thương thế, sư đồ ta sẽ cùng nhau đến đó toàn bộ gom hết. Nay ngươi đã có ý như thế với ta, ta đi với ngươi thật không tốt. Độc Cô Minh, ta và ngươi chút nữa đến đó ngắm mỹ nữ dị quốc chắc cũng không tệ hả? Hoa Tiểu Ba vừa nghe Thần Hiền lộ vẻ lo lắng, nói, sư phụ Tứ Cẩu, là đồ nhi không đúng, người giá nào cũng phải chờ ta khỏe lại mới được đi. Cho ta 5 ngày, ôi không, chờ ta 3 ngày là được rồi. Ta đối với người không có bất kỳ ý kiến gì nữa. Ngươi chính là thần tượng của ta phải theo ngươi học cách tán gái. Độc Cô Minh cũng cảm thấp hứng thú hỏi, mỹ nữ của nước nào vậy? Tứ Cẩu đáp, dường như là vũ nữ Thiên Trúc. Triệu Tử Uy trở nên kích động nói, dù sao cũng là huynh đệ mà, đợi ta đã rồi cùng đi. Vừa nói xong liền phát ho dữ dội, cứ như không còn hơi nữa. Hy Bình dội liền một gáo nước lạnh, Tứ Cẩu, ngươi không sợ lại gặp chuyện như lần đầu tiên của ngươi sao? Tứ Cẩu ngượng nghịu đáp, nếu vậy thì chờ bọn họ 3 ngày vậy. Hắn liên tục nháy mắt với Hy Bình, ý muốn bảo Hy Bình chớ tiết lộ cơ sự giữa hắn và Tiểu Hồng. Hắn hiện tại trong giới võ lâm cũng là nhân vật có danh tiếng, nếu để người ta biết lần đầu tiên của hắn là cùng với một kỹ nữ hạng 3 thì còn gì thể diện của hắn nữa. Hoa Tiểu Ba mừng rỡ nói, trong vòng 3 ngày này, Hoa Thần Y ta phải vận dụng hết sở học của mình, tận dụng các loại phương pháp đê không ặc hiệu sẵn có, để kịp bình phục thậm chí so với trước kia còn tráng kiện hơn. Hắn quay đầu nhìn thấy Triệu Tử Uy đang giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Vội cười nói, đương nhiên cũng bao gồm cả Uy Ca trong đó rồi, hắc hắc. Hoàng Đại Hải nói, ta cùng với Tử Hào đi chăm sóc các võ sĩ bị thương khác đây. Rồi cùng với Triệu Tử Hào ra ngoài. Tứ Cẩu thấy hai người đi khỏi, quay sang Hy Bình hỏi, lúc người đi, Dạ Lai Hương có đến chỗ người không? Hy Bình lắc đầu đáp, chỉ có chủ tì là Mỹ Mỹ thôi. Độc Cô Minh nói, Bách Mạt Lị cũng nói rằng phải qua bên ngươi. Hiện tại bọn họ chắc đều ở phòng của ngươi, bọn ta không quấy nhiễu họ dưỡng thương, ngươi qua đó bồi tiếp họ chăng? Hy Bình hơi do dự, Lôi Long nói, bọn ngươi cãi nhau ở đây cả nửa ngày trời, phải để ta nghỉ ngơi một chút chứ. Hoa Tiểu Ba cũng nói, đi nhanh đi, đi nhanh đi. Nếu đám nữ nhân đó đến đây tìm, bọn ta không thể nào an tâm dưỡng thương được. Các ngươi không được làm hại bọn ta 3 ngày sau không đến được Quần Phương Lâu. Hy Bình hạ quyết tâm nói, cũng được, liền cùng Tứ Cẩu và Độc Cô Minh ra về. Ba người đi ra ngoài, Hy Bình hỏi, Tứ Cẩu, ngươi làm sao biết được có đám mỹ nữ Thiên Trúc đến Quần Phương Lâu? Tứ Cẩu đáp, Lãng Vô Tâm bảo rằng hắn phải đến Quần Phương Lâu, ta liền bắt đầu chú ý. Sau khi đến được Viễn Dương Tiêu Cục thì hỏi Hoa Tiểu Ba sẽ rõ. Cái tên tiểu tử Lãng Vô Tâm này thật sự chỉ sống vì mỹ nữ. Ở đâu có mỹ nữ? Bất kể là ngàn dặm hắn đều chạy đến. Đôi khi ta thật sự bội phục hắn. Độc Cô Minh nói, ta trong lòng chỉ thấy oan uổng thay cho Bạch Tư. Nhìn thấy rõ ràng, hắn lạnh lẽo với Bạch Tư suốt thời gian dài như thế. Nói đến đó vừa vặn về đến trước phòng Lôi Phượng. Hy Bình dừng lại nói, bọn ngươi vào xem là Mỹ Mỹ đã đi chưa. Ta ghét phải gặp nàng ta. Tứ Vẩu cùng Độc Cô Minh hai người tiến vào. Từ trong liền truyền ra giọng nói của La Mỹ Mỹ, Hoàng Hy Bình, tên đại dâm côn đó đâu? Độc Cô Minh đáp rất thành thật, hình như là ở bên ngoài thì phải. Ở bên ngoài Hy Bình chửi rủa, thấy sắc quên bạn. La Mỹ Mỹ liền như một cơn gió lao ra ngoài, đối mặt Hy Bình vừa đánh vừa đá nói, xem ngươi còn dám hí lộng Mỹ Mỹ nữa không? Hy Bình đợi cho nàng phát tiết cho hết rồi mới nói, chỉ nhầm lẫn chạm nhẹ vào môi ngươi có một lần, hà tất phải nặng tay vậy chứ? Hắn đi vào phòng, La Mỹ Mỹ cũng giận dữ theo sau hắn, vẫn còn đá vào mông hắn thêm mấy cái. Tứ Cẩu cười nói, lần này chắc chắn không phải là ta phản bội ngươi. Hy Bình không thèm tranh cãi với bọn họ, quay sang hỏi Dã Mân Côi, Tuyết Nhi đâu? Dã Mân Côi đáp, đi chơi với Gia Gia và Nãi Nãi.
đã sắp đặt cho Vưu Túy và Thi Nhu Vân xong rồi. Hy Bình nhẹ nhõm nói, vậy thì tốt, hai nữ nhân này mỗi thời mỗi khắc đều muốn sát hại ta. Nếu lại để họ ở bên cạnh, ta không bị giết cũng bị họ làm phiền đến chết mất. Tứ Cẩu than, nói đúng ra, Vưu Túy nữ nhân này thật sự lợi hại, còn có thể đả bại cả ngươi. Hy Bình nghe thấy, Cho Ngô Ong cảm thấy không phục, liền phản bác, ai bảo ta bị nàng ấy đả bại. Ngươi không thấy cuối cùng chính nàng ta là người bị bắt sao? Ta thủy chung vẫn là người chiến thắng. Tứ Cẩu cười nói, chỉ vì nàng ta chưa hiểu giá trị, hành tình của ngươi, đến lúc đó mới thấy được ngón nghề của ngươi. Hy Bình ngồi xuống giường, quay về phía Tiểu Tước nháy mắt. Tiểu Tước hiểu ý, bèn đi sang ngồi xuống bên cạnh hắn. Hy Bình kéo nàng ta ôm vào lòng nói, nàng chắc không tin rằng ta chưa từng đánh nữ nhân nào. Là Mỹ Mỹ la lên phản đối. Hoàng Hy Bình, người đừng lợi dụng cơ hội chiếm tiện nghi của Tiểu Tước. Hy Bình bực mình quay về phía nàng ta nói, cái câu này ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Từ hồi ta ôm Tiểu Tước ngồi trên ngựa cho đến giờ, ngươi cứ nói hết ngày này qua ngày khác, ngươi không thấp phiền à. Ta chiếm tiện nghi là tiện nghi của Tiểu Tước, chứ có phải của tiểu thư nhà ngươi đâu, ngươi cớ gì phải khẩn trương vậy. Còn lại nhảy nữa ta chắc phải tóm nàng ném ra ngoài. Tiểu Tước thì thầm bên tai hắn, chàng không được nói chuyện kiểu đó với tiểu thư. La Mỹ Mỹ mắt thoáng hồng lên, cũng không biết là vì tức khí hay là vì e thẹn, nổi giận nói, Tiểu Tước, ngươi còn ngồi lì trong lòng hắn sao? Tiểu Tước liền bắt đầu giãy giụa, Hy Bình bèn thả nàng ta ra. Vừa định nói vài câu chọc giận La Mỹ Mỹ thì nàng ta đã chạy lao người vào lòng hắn, rồi liên tục đánh đấm hắn. Hy Bình tóm lấy hai tay nàng ta, kéo nàng ta lên giường. Quay lại áp người vào nàng ta rồi nói, không được mắng ta hay đánh ta, hôm nay không thể nào không trị nàng được. Tiểu Tước ở cạnh bên gấp gáp nói, đại sắc lang, mau thả tiểu thư ra. Hy Bình nổi giận, nàng ta còn nợ mấy cú đánh. Ca Mỹ Mỹ tuyệt vọng vùng vẫy nhưng không chẳng làm gì được, cuối cùng chỉ đành nắm yên, mặc cho Hy Bình thân hình to lớn của Hy Bình áp chặt vào người nàng, cũng chẳng nói tiếng nào. Tứ Cẩu cười nói, Hy Bình. Người đừng đè bạp mỹ nữ của bọn ta chứ. Hy Bình đáp, coi như không còn ép nữa. La Mỹ Mỹ lại vùng vẫy mấy cái. Độc Cô Minh nhận ra đã đến lúc nên ly khai, bèn nói, Hy Bình, ta không quấy rối các người nữa. Mạt Lị, chúng ta về thôi. Hiện tại ta đang rất đói, phải về ăn cái gì đó. Cốc U Lan hướng áng mắt mị hoặc về phía hắn, đừng nghĩ người ta không biết, người chính là đang mua ô một n ăn Mạt Lị thôi. Độc Cô Minh ôm Mạt Lị đi khỏi, không quay đầu lại nói, nàng, nếu có đói, cũng có thể đến cùng ăn. Cốc U Lan nổi giận nói, ta ăn cái đầu bò của ngươi á. Rồi cũng đi theo ra ngoài. Dạ Lai Hương quay về phía Tứ Cẩu nói, chúng ta cũng nên đi thôi. Tứ Cẩu nhìn mấy người nam nữ ở trên giường nói, gặp Lai sau nha. Dạ Lai Hương không thèm khách khí túm lấy lỗ tai kéo hắn ra ngoài nói, nhìn cái gì mà nhìn. Chàng còn chưa thấy bao giờ sao. Về rồi ta cho chàng nhìn một cú. Tứ Cẩu kêu gào, Hy Bình, cứu huynh đệ, cứu. Hy Bình cười nói, người tự lo cho mình đi. Dã Mân Côi nói, Hy Bình, chàng có đói không? Thiếp đi bảo người mang cái gì đến cho chàng ăn nhé. Hy Bình nói, không cần, ta bị nàng ta chọc giận no luôn rồi. Lần nào cũng đối đầu với ta, lần này nếu không giáo huấn nàng ta một bận. Nàng ta vẫn cứ nghĩ mình ở đây lớn nhất. Tiểu Tước hơi lo lắng nói, đại sắc lang, chàng định giáo huấn tiểu thư ra sao? Hy Bình không suy nghĩ gì nói, ta cứ thế này đè nàng ta xuống, đè đến khi nào nàng ta không dám cùng ta đối kháng nữa. Để xem nàng ta sau này còn dám ra cái vẻ uy phong của thiên kim tiểu thư trước mặt ta nữa không? Dã Mân Côi nói, tốt rồi, chàng thả nàng ta ra đi. Nàng ta bị đè đến phát khóc rồi kìa. Hy Bình quay lại nhìn, mắt La Mỹ Mỹ quả thật đang giàn giụa nước mắt, trong lòng liền mềm lại, bèn chuyển thân ngồi dậy bên nàng, quay qua Dã Mân Côi nói, nàng đi kêu cái gì để ăn đi. Dã Mân Côi ra ngoài phân phó vài câu rồi quay lại. Tiểu Tước đi sang an ủi La Mỹ Mỹ, lau nước mắt cho nàng ta rồi nói, đại sắc lang, sau này không cho phép chàng khi phụ tiểu thư nữa. Hy Bình nói, chuyện đó nàng không cần phải lo lắng, qua mấy ngày nữa về đến nơi. Lúc đó ta ném nàng ta trả lại cho lão gia mình, sau đó sẽ không phải nghe nàng ta lải nhải trước mặt mình nữa. Đương nhiên nàng ta sẽ không phải bị ta chèn ép nữa.
Tước Nhi, giờ nàng với tiểu thư cứ đi về đi. Nếu không HCO61C nữa nàng ta hồi phục, lại làm phiền nhiễu ta nữa. La Mỹ Mỹ cuối cùng cất tiếng, ta không đi. Hy Bình lại tức khí lên nói, giờ ta phải ngủ, nàng đang chiếm giường của ta. Tiếu tước lấy làm lạ hỏi, chàng không phải muốn ăn sao? Hy Bình giận dữ nói, ta đã no rồi, chỉ muốn ngủ thôi. Lại quay về phía La Mỹ Mỹ hét lên, dậy đi. Nếu không ta ném nàng xuống gầm giường đó. La Mỹ Mỹ trừng mắt nhìn hắn rồi đơn giản nhắm mắt lại, làm như không nghe thấy. Hy Bình đột nhiên nổi xung lên, cái loại nữ nhân như nàng còn vô lại hơn cả ta. Suốt 3 ngày trời, tứ cẩu cùng với Độc Cô Minh tối đến từng người thỏa mãn riêng với Dạ Lai Hương và Bạch Mạt Lị, ban ngày thì nhàn rỗi vô sự, chỉ đi tán tỉnh mấy nha hoàn con cái các phiêu đầu trong Viễn Dương Tiêu Cục, đùa bỡn mấy thiếu nữ hoài xuân đó đến nỗi thần hồn điên đảo, còn khiến cho Hoa Tiểu Ba vốn đang dưỡng thương chưa khỏi mắc phải chứng bệnh ghen tuông. Để sớm bình phục sức khỏe hầu có thể phong lưu khoái hoạt, tên tiểu tử Hoa Tiểu Ba này tận dụng tất cả thiên phú của hắn về phương diện y học để hồi phục thương thế cho 3 người với tốc độ nhanh gấp nhiều lần so với bình thường. Quả nhiên trong vòng 3 ngày sức khỏe họ đã trở lại như ban đầu, ngay cả Triệu Tử Huy bị thương rất nặng cũng có thể đi lại khắp nơi. Trong khi đó Hy Bình xem ra hơi cô đơn, là Mỹ Mỹ từ sau hôm bị Hy Bình dùng sức áp chế trở đi không dám đến nữa, cả tiểu tước cũng không được ghé qua. Tuyết Nhi thật ra hàng ngày đều một mình sang chơi với Hy Bình, bắt Hy Bình sướng ca cho cô bé nghe. Mỗi lần như thế, Hy Bình đều gọi Tứ Cẩu sang, bắt Tứ Cẩu chơi nhạc cho hắn. Tứ Cẩu hợp tác với hắn trong vài bài hát khiến mọi người trong Viễn Dương Tiêu Cục đồng loạt kháng nghị. Tứ Cẩu thường đến nửa đường thì từ chối, bảo rằng bộ dạng này phá hoại hình tượng tình nhân hoàn mỹ của hắn trong lòng các thiếu nữ, vì thế hắn cáo lỗi rồi trốn đi tìm Độc Cô Minh rủ dê đi khắp các nơi chơi bời trác táng. Dã Mân Côi trong 3 ngày này hầu như mỗi thời mỗi khắc đều ở trên giường. Nàng ta hiện tại gặp phải nam nhân này không những tình dục cực thịnh mà thật sự còn là một cỗ máy tình dục, khiến nàng chỉ mong lôi kéo thêm vài người đến giúp đỡ. Tuy nhiên, hiện tại bên cạnh Hy Bình chỉ có mỗi một nữ nhân là nàng phải tìm ai đây? Nàng đề nghị Cốc U Lan đến nhưng Hy Bình nói, Cốc U Lan là nữ nhân của Tiểu Ba, ta sẽ không đụng đến. Dã Mân Côi cắn răng xin cho tiểu tước đến thỏa mãn hắn. Hy Bình nói, nàng đừng hãm hại ta. Ta không thể để người ta nói ta cả tiểu nữ hài cũng không tha, còn mặt mũi nào nữa. Dã Mân Côi tuyên bố phải đình chiến với Hy Bình. Hy Bình bảo, khi nào đến tới giường bị ta động 2-3 chiêu nàng lại cầu ta đến ngay thôi. Dã Mân Côi trách yêu, đều tại chàng xấu xa. Hôm ấy, tứ cẩu rủ cả Triệu Tử Hào, Hoàng Đại Hải và Lôi Long cùng đến Quần Phương Lầu nhưng 3 người này từ chối hảo ý của hắn. Cuối cùng 5 nam nhân tương thông tương đắc cùng xuất hành từ sáng sớ. Hy Bình kiến nghị, lúc này liệu ca hát ở Quần Phương Lâu có được không vậy? Tứ cẩu mặt tái như cho tàn cương quyết phản đối, nếu như ngươi dám ca hát tại Quần Phương Lâu, ta sẽ tuyệt giao với ngươi. Triệu Tử Huy và Độc Cô Minh cũng đồng thanh, ta cũng vậy. Hoa Tiểu Ba giảng hòa nói, tỷ phu. Đợi sau khi bịn ta ôm nữ nhân đi về, đệ sẽ bồi tiếp huynh ca hát suốt ngày. Dù gì cũng là tỷ phu, nếu không để lại chút mặt mũi nào thì tỷ tỷ nhất định sẽ la dày mặc dù tỷ tỷ cũng rất sợ nghe hắn ca hát. Hy Bình cũng được một chút am ủi, nói, so ra vẫn là Tiểu Ba có chút lương tâm. Tứ cẩu biết rằng Hy Bình tạm thời sẽ không nhắc lại chuyện sướng ca nữa, liền nhẹ nhõm nói, chỉ sợ sớm đã bị Lãng Vô Tâm chiếm mất tiên cơ, giống như lúc đến xà thần bộ lạc. Mỹ nữ đều bị hắn cuỗm hê. Bọn ta chỉ còn mỗi việc tự đấm vào đầu mình thôi. Hoa Tiểu Ba không phục nói, lúc đầu ta cũng có sợ hắn một chút nhưng sau khi từ Dã Mã tộc trở về, Lãng Vô Tâm hắn không dọa được ta nữa. Ngoại trừ đánh nhau với hắn ra, còn lại, ta chẳng có gì phải sợ hắn cả. Hừm, không lẽ lão tử không kéo nổi Mỹ nữ ở bên hắn về với mình sao? Độc Cô Minh cười nói, Tiểu Ba, ngươi đừng khoác lác. Bộ dạng ngươi không thể so được với loại Mỹ nam tử như Lãng Vô Tâm đâu. Hoa Tiểu Ba mỉm cười đáp, chỉ có nữ nhân mới dựa vào khuôn mặt để kiếm ăn thôi. Hoa Tiểu Ba ta thực lực hùng hậu, tất có thể giành được sự ưa chuộng của Mỹ nữ. Hy Bình cười nói, ta đề nghị ngươi theo đuổi Thủy Khiết Thu. Hoa Tiểu Ba làm bộ hòa giải đáp, hắc, tỷ phu, ban đầu ta đích xác không thể không nghĩ đến chuyện giành lấy nàng ta vào tay mình. Nhưng sau khi biết nàng ta là Tuyết Kình chi thân, ta đã thề sẽ không câu dẫn nàng ta nữa.
Bởi vì mị lực của Hoa tiểu ba ta thật sự to lớn, ta sợ đến một lúc nào đó nàng động tình với ta thì thật sự là một tai nạn. Ta chắc sẽ thành một con quỷ phong lưu chết vì sắc. Ai, sao phải vì một cây mà bỏ cả rừng cây chứ? Hơn nữa, cái cây đó thật sự là một quả tạc đạn, nếu nổ tung sẽ làm người ta tan xương nát thịt. Độc Cô Minh và Triệu Tử Huy nhìn nhau cười. Tứ Cẩu vui vẻ nói, các huynh đệ, đến rồi. Năm người tiến vào quần phương lâu gây náo động không ít. Hoa tiểu ba thốt lên một câu hầu như y chang câu Hy Bình nói khi đến đây lần trước, nữ nhân ở đát thật sự tha mụ đích tao, mình không biết tha mụ đích tao là gì, mấy bác admin biết thì bổ sung giúp. Có điều hắn còn bổ sung thêm một câu, ta thích nơi này. Tiến vào bên trong, hoàn toàn chẳng thấy Tiểu Hồng đâu. Tứ Cẩu thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên bộc phát thiện tâm, nghĩ, hy vọng có một phú gia công tử nào đó thương yêu Tiểu Hồng, chuộc nàng ta về thì thật tốt. Một đám đông những kỹ nữ sặc sỡ ăn mặc thật sự đầy yêu khí ảo ra đón bọn họ. Mặt năm người lập tức xuất hiện vô số vết môi, bọn họ vốn là những lão thủ trong việc thưởng hoa, tự nhiên trong lòng cũng có chút rung động đối với những nữ nhân chuyên nghiệp này. Tứ Cẩu dùng tay cản đôi môi một nữ nhân đang áp tới, nói, xem ra bọn ta đến hơi sớm, mấy mỹ nữ dị quốc đó phải đến tối mới biểu diễn. Hoa tiểu ba loay hoay thoát khỏi cái miệng đói khát của một kỹ nữ. Vội vàng nói, sao người không nói sớm? Tứ Cẩu cười nói, giờ nói cũng chưa muộn, đã lỡ đến rồi, bọn ta cứ mỗi người tìm vài nữ nhân, vui chơi cho đến tối, thế không tốt sao? Hy Bình nâng hai nữ nhân đang bám chặt trên người hắn bỏ qua một bên, nói, đến tối bọn ta quay lại. Triệu Tử Huy và Độc Cô Minh cũng quay người theo hắn đi ra ngoài. Hoa tiểu ba nhìn Tứ Cẩu, đột nhiên cười nói, kể ra về nhà chơi cũng hay. Ta đã bỏ cốc U Lan lãnh lẽo mấy ngày liền, cũng nên bù đắp cho nàng ta. Tứ Cẩu véo mạnh vào đỉnh núi trên ngực một mỹ nữ rồi nói, không ngon. Rồi cùng theo Hoa tiểu ba ra ngoài. Thật tình cờ, bọn họ vừa ra đến cửa liền đụng phải bọn người của Lãng Vô Tâm. Nếu nói trên đời này lại có ai lại dẫn một đám mỹ nữ đến làm khách ở ký viện thì Lãng Vô Tâm chắc phải được xem là thiên hạ đệ nhất. Lãng Vô Tâm đương nhiên cũng nhìn thấy bọn họ. Hắn nhìn năm người rồi cười nói, bọn người đối với các mỹ nhân thiên trúc cũng có hứng thú à? Đã có Lãng Vô Tâm ta ở đây, bọn người đừng hòng nghĩ đến chuyện ăn được thịt thiên nga. Hy Bình thấy Thủy Khiết Thu mỉm cười nói, Khiết Thu tỷ tỷ, gần đây có tìm được ai để quyết đấu không? Thủy Khiết Thu tươi cười đáp, ồ, Bình đệ đệ, trông bộ dạng ngươi chắc là không được thỏa mãn lắm. Hôm nay đến ký viện tìm cách phát tiết chứ gì, có muốn tỷ tỷ bồi tiếp ngươi không? Hy Bình toàn thân đều nổi da gà, nói, mỹ nhân à, xin người không cần phải nhục mạ như thế. Răng lợi của ta đều mềm nhũn hết ra, bảo ta sau này làm sao mà ăn đậu hũ được nữa chứ. Lãng Vô Tâm cười nói, nhà ngươi trong thời gian này dường như rất thiếu nữ nhân, có cần ta đem Tư Nhi hoàn trả cho ngươi không? Ngoài ra còn miễn phí đi kèm theo ngươi một đứa con nữa. Hy Bình quay sang nhìn Bạch Tư Khô Ninh dám đối mặt với hắn. Cúi gằm bộ mặt tiều tụy trắng bệch của mình xuống. Hoa tiêu ba bất bình nói, Lãng Vô Tâm, nhà ngươi nói năng chẳng có suy nghĩ gì cả. Tỷ phu của ta sao lại thiểu nữ nhân chứ? Hy Bình đột nhiên nói, bên cạnh ta hiện tại thật sự rất thiếu nữ nhân, vì vậy ta quyết định lấy một người ở bên cạnh ngươi đi theo ta. Lãng Vô Tâm đáp rất tự nhiên, nữ nhân của ta rất nhiều, tùy tiện ngươi lựa chọn, 8 người, 10 người cũng được. Hy Bình cười. Hỏi có chút thâm ý, nhà ngươi có thể làm chủ việc này chứ? Lãng Vô Tâm ngạo mạn đáp, đương nhiên. Hy Bình quay sang nói với Thủy Khiết Thu, Khiết Thu tỷ tỷ, nàng không phản đối chứ? Thủy Khiết Thu giận dữ quay mặt sang bên đáp, ta chẳng thèm quản mấy chuyện vớ vẩn của các ngươi. Hy Bình tiến đến trước mặt nàng ta, nhìn thẳng vào mặt nàng ta rồi đột nhiên nói, nàng thật vô cùng khả ái. Thủy Khiết Thu kiêu ngạo cong môi miệng lên. Định đáp lại thì liền bị Hy Bình hôn ngay vào môi. Thủy Khiết Thu giãy đầu, người liền lùi ra phía sau. Hy Bình cười ha hả, vươn tay phải ra, kéo Đỗ Quyên vào người mình, ôm xốp nàng ta lên rồi cất bước đi ngay. Thủy Khiết Thu la hét om sòm, thả Đỗ Quyên ra. Hy Bình không thèm quay đầu lại, nói, bọn ngươi chả phải nói ta tùy tiện muốn lấy ai cũng được sao. Ta muốn nàng ta. Thủy Khiết Thu đuổi theo, đến trước mặt hắn nói, Đỗ Quyên không được. Cô ấy là người của biểu ca ta. Hy Bình cười lạnh đáp, bảo biểu ca nàng đến gặp ta mà đòi. Thủy Khiết Thu quay sang Lãng Vô Tâm nói, Tâm ca,
huynh cứ như thế mà nhìn hắn mang Đô Quyên đi sao? Lãng Vô Tâm nhíu mày nói, Khiết Thu, dù gì muội cũng không thể bắt ta nuốt lời được. Thủy Khiết Thu nói, nhưng Đỗ Quyên không phải là nữ nhân của huynh. Lãng Vô Tâm lãnh đạm đáp, vậy ta càng không có quyền truy vấn. Thêm nữa, nói thật tình thì Đỗ Quyên cũng không phải là nữ nhân của Lạc Thiên. Nàng ta muốn theo ai, ta cũng không có quyền quản lý nàng ta. Nguyên hắn cũng không đồng ý để Thủy Khiết Thu đẩy Thủy Tiên và Đỗ Quyên vào tay Lạc Thiên. Nếu không phải thế, hai nữ nhân này từ lâu đã là người của hắn rồi. Hy Bình tránh khỏi Thủy Khiết Thu đang đứng trước mặt mình rồi nói, ta chỉ đưa nàng ta đến Viễn Dương Tiêu Cục tham quan thôi, tối nay ta lại mang nàng ta trả lại cho nàng y nguyên như cũ. Thủy Khiết Thu chất vấn, ngươi nói xem, làm sao ta tin được ngươi? Hy Bình cười nói, chả phải ta đã rất giữ chữ tín khi gọi nàng là tỷ tỷ sao? Thủy Khiết Thu suy nghĩ một lúc rồi tránh sang một bên nói, giờ hãy tạm tin ngươi thêm một lần. Hy Bình cao giọng nói, tối nay hẹn gặp lại ở Quần Phương Lầu, Khiết Thu tỷ tỷ. Nói xong, Hy Bình liền cất bước đi tiếp, bốn người kia cũng theo sát ngay. Đi được một đoạn, Hoa Tiểu Ba nói, tỷ phu, thật sự người chỉ định đưa Đỗ Quyên đi tham quan Viễn Dương Phiêu Cục thôi sao? Hy Bình cười rạng rỡ, ngươi tin à? Tiểu Ba lắc lắc đầu nói, có chút không tin lắm. Tứ cẩu hô lớn, ta trăm lần cũng chẳng tin. Hy Bình chẳng thèm lý đến bọn họ mà chỉ cúi đầu hỏi nhỏ Đỗ Quyên trong lòng mình, nàng cũng không tin à. Mặt Đỗ Quyên đỏ hồng lên, cất giọng líu díu đáp, người ta cảm giác chàng sắp sửa đối với người ta làm mấy chuyện xấu. Hy Bình nháy nháy mắt, cất giọng êm ái, có được không? Đỗ Quyên nhấc đầu lên, môi kề sát bên khuyên đeo tai của hắn, cất giọng thỏ thẻ, người ta nghĩ về chàng nhiều lắm, đêm nào cũng nằm mơ thấy chàng hủy hoại người ta. Thật đấy. Vừa trở về đến Viễn Dương Phiêu Cục, Hoa Tiểu Ba liền đi tìm Cốc U Lan. Độc Cô Minh cùng Tứ Cẩu tách ra đến chỗ Bạch Mạt Lị và Dạ Lai Hương hai người, vừa đến liền bị bọn họ câu hồn vui vẩy với mấy thiếu nữ đang động xuân tình. Hoàng Đại Hải bước ra đón, trong tay cầm một cây ngọc tiêu thật tinh xảo, nói với Hy Bình, mọi việc đã được xử lý xong, đệ tử của ba nhà võ lâm thế gia đều đã lần lượt quay về. Huynh quyết định bao giờ thì bắt đầu rời khỏi Viễn Dương Phiêu Cục. Hy Bình nói, bọn ngươi quyết định đi. Hoàng Đại Hải nói, bọn đệ quyết định ngày mốt sẽ khởi hành. Hy Bình gật đầu đáp, vậy để đến ngày mốt. Hoàng Đại Hải nhìn thấy bên cạnh Hy Bình có một khuôn mặt xuân tình, chính là Đỗ Quyên, liền đưa cây ngọc tiêu trong tay cho Hy Bình nói, cái này của địa kiệt mang đến cho Thi Nhu Vân. Hắn nói nàng ta rất quý cái này, khi nàng ta buồn sẽ cần đến nó. Hy Bình nhận lấy cây tiêu rồi đưa cho Đỗ Quyên cầm. Hắn rất thích những thứ được gọi là nhạc khí nhưng lại chẳng biết gì về chúng. Hoàng Đại Hải nói, vậy đệ xin cáo từ, không quấy rầy đại ca nữa. Đỗ Quyên cầm cây tiêu, mặt đỏ bừng lên, vẫn không nói gì cả. Sau khi Hoàng Đại Hải đi khỏi, Hy Bình nói, Quyên Nhi, cái bộ dạng mặt đỏ bừng của nàng là để câu dẫn ta hay sao vậy? Đỗ Quyên giận dữ nói, người ta không có mà. Hy Bình choàng tay ôm lấy cơ thể đầy đặn của nàng rồi nói, đi thôi. Ta sẽ để nàng tham quan thân thể ta, nhưng thế thì sẽ phải trả một cái giá đắt đấy, được không, hử. Đỗ Quyên bối rối đáp, người ta không cần phải tham quan thân thể chàng, có gì hay ho để xem đâu chứ. Hy Bình cùng Đỗ Quyên hai người cùng cười nói huyên náo đồng thời cũng vừa về đến chỗ ở của Hy Bình. Dã Mân Côi mở cửa đón họ, nhìn thấy Đỗ Quyên, giật mình lùi lại sau, nhưng rồi lại cười nói, Hy Bình, chàng không phải đến Quần Phương lâu sao? Sao lại trở về nhanh thế, lại còn mang theo tiểu mỹ nhân này theo nữa? Hy Bình nheo nheo mắt nhìn nàng ta nói, nàng không hoan nghênh sao? Vậy ta để nàng ta về vậy. Dã Mân Côi bước nhanh đến, túm lấy tay Đỗ Quyên nói, Đỗ Quyên muội muội, muội đến đây thật là hay, chúng ta vào phòng thôi. Hy Bình lắc lắc đầu, đi theo hai nàng, tiện tay chốt luôn cửa trong. Dã Mân Côi kinh hãi hỏi, ban ngày ban mặt mà chàng cũng muốn à? Hy Bình cười nói, nàng cũng biết rõ ta không hề quan tâm ban ngày hay ban đêm mà. Chỉ cần ta thích thì ngay dưới ánh mặt trời cũng có thể làm chuyện thiên hôn địa ám ngay. Dã Mân Côi xua xua tay nói, thiếp không làm đâu, chàng cùng với Đỗ Quyên được rồi, thiếp trông chừng cho bọn chàng. Hy Bình giang tay ra nói, vậy nàng giúp ta cởi áo nào. Dã Mân Côi y theo lời cởi áo ngoài cho Hy Bình, khoảng khắc đã làm xong nhiệm vụ thần thánh đó.
tay vuốt ve bộ ngực cường tráng của Hy Bình, nàng ta nói, thiếp chẳng bao giờ dám tin có nam nhân cường tráng như chàng thế này. Đỗ Quyên, nàng nghĩ sao? Đỗ Quyên Nguyên đang ngây ngốc nhìn chăm chăm vào thân thể xích lõa của Hy Bình thì nghe Dã Mân Côi hỏi, liền cúi đầu, mặt đỏ bừng lên nói, Đỗ Quyên không biết đâu. Hy Bình nâng cầm nàng ta lên nói, chờ chút nữa nàng sẽ biết thôi. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng rồi nói tiếp, mặc dù chiếm hữu nàng gây cho ta một cảm giác như tội phạm, nhưng bất quá ta cũng chưa bao giờ là người trình nghĩa. Vì vậy, đối với thân thể sớm đã hoàn toàn phát triển và vô cùng mỹ lệ của nàng, ta không có lý do gì để thuyết phục mình đừng phạm tội cả. Hà huống ta lại biết nàng cũng trông đợi ta, có phải không, tiểu bảo bối? Đỗ Quyên gật đầu, nhẹ một tiếng rồi nói, kỳ thật người ta thật sự đã lớn rồi, thân thể phát triển còn hơn nhiều những nữ nhân của chàng. Bạch tiểu thư cũng không phong mãn như người ta, chỉ là tuổi người ta còn hơi nhỏ thôi. Hy Bình đột nhiên hiếu kỳ hỏi, bắt đầu thích ta từ khi nào vậy? Đỗ Quyên ngẩng đầu lên, dịu dàng đáp, không nói được không? Hy Bình bế nàng lên giường, tự mình nằm ngửa, để nàng nằm lên trên ngực mình rồi nói, ta chỉ cảm thấy hơi kỳ quái, lãng vô tâm chính ra cũng là mỹ nam tử hiếm có. Vì sao nàng không thích hắn mà lại yêu ta? Đỗ Quyên trầm tư một lúc, nhìn chằm chằm vào Hy Bình rồi đáp, người ta cũng không rõ nữa. Từ khi biết rằng trên đời này có một người như chàng, lại có rất nhiều nữ nhân chung tình với chàng, tuy lúc đó chưa hề gặp mặt chàng nhưng người ta đã hiếu kỳ không biết thật ra chàng là con người như thế nào mà lãnh băng băng bọn họ tất cả đều một lòng với chàng. Ngay cả đến lãng vô tâm được gọi là nữ nhân sát thủ, cũng vô pháp lay chuyển được lòng thủy chung của họ đối với chàng, cuối cùng thì chàng là một nam nhân loại nào. Sau này gặp được chàng, người ta mới biết rằng kỳ thật ngoại trừ cái vẻ ngoài rất dễ coi của chàng ra. Chàng đơn giản chỉ là một tên đại vô lại. Người ta hằng ngày cứ nghĩ về chàng, hằng ngày cứ mơ thấy tên vô lại như chàng. Người ta đã minh bạch rằng số phận mình đã yêu nhầm một kẻ vô lại. Luận về phong lưu tiêu sái, chàng không bằng được lãng vô tâm, luận về khí khái anh hùng, chàng không hơn được Lạc Thiên. Ngoại trừ ngoại hình cường tráng và hoàn mỹ ra, chàng còn có một thứ đặc biệt hấp dẫn nữ nhân, chính là cái tính xấu xa của chàng. Nữ nhân đánh giá cao những nam nhân tốt nhưng nữ nhân lại yêu những nam nhân xấu xa. Hy Bình véo mũi nàng ta một cái, mỉm cười nói, nàng thật tình tự xem mình là nữ nhân rồi sao? Kỳ thật nàng chỉ là một tiểu nữ hài mà thôi, đừng có nghĩ mình đã nhiều tuổi lắm rồi. Đỗ Quyên chề môi đáp, ai nói người ta không phải nào. Cái nữ nhân khác có, người ta cũng có. Cái nữ nhân khác làm được, người ta cũng làm được. Lần này chàng đừng hòng đuổi người ta đi như lần trước. Hy Bình quay đầu sang nói, Mân Côi, nàng ngồi đó làm gì? Dã Mân Côi làm bộ mặt nhăn nhăn rất khả ái nói, thiếp ở đây xem chàng tàn phá mầm non ra sao. Hy Bình nói, có nàng xem cũng hay. Đến lúc Đỗ Quyên không chịu nổi nữa thì nàng lên sàn. Ngồi xem không bằng tự gánh vác, cứ từ từ mà xem nha. Nói xong, tay hắn bắt đầu vân du trên người Đỗ Quyên. Y phục của Đỗ Quyên cứ từng cái một rơi dần xuống giường, dần dần đã hoàn toàn lõa thể, lộ xuất thân thể phong mãn mịn màng, trắng như tuyết. Tuy thân hình Đỗ Quyên không làm kinh tâm động phách nhưng nó đã hoàn toàn nảy nở, thật sự khác biệt so với khuôn mặt như trẻ thơ của nàng. Hy Bình xoay người đè nàng xuống, một tay xoa nắn ngọn ngọc phong nhu nhuyễn của nàng rồi nói, nàng thật sự đã lớn rồi, bất quá lòng nàng ở chỗ đó chưa được dài thôi. Đỗ Quyên yêu kiều kể, chỗ đó của người ta cũng như Thủy Tiên và tiểu thư đều rất mịn màng. Của tiểu thư vốn là thiên xanh như vậy, còn người ta và Thủy Tiên vì tuổi còn nhỏ nên vẫn chưa dài được, chàng có phải không thích không? Tay Hy Bình vẫn dịu dàng mơn trớn hạ thể nàng, đáp đất phì nhiêu mà cỏ không dày thì chỉ có làm nông phu hoan hỉ thôi. Hy Bình thật xứng đáng là một lão hương ba, nói chuyện tình yêu mà cũng không thoát được chuyện làm nông, còn không phải là nông phu sao? Đỗ Quyên động tình, uốn éo thân thể như một con rắn, hiến dâng đôi môi ngọt ngào min man, ngọc thủ chạm đến phần cứng thô ở hạ thể Hy Bình, hoảng kinh rụt lại, nằm im du trên người Hy Bình. Hy Bình ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Đỗ Quyên có chút khiếp sợ, khe khẽ đáp ca, người ta sợ. Dã Mân Côi cười cười đến bên cạnh cổ vũ, Quyên Nhi, không cần phải sợ, cái thứ đó của nam nhân mới nhìn trông cũng hơi đáng sợ. Nhưng khi vào trong cơ thể nữ nhân chúng ta thì chỉ có đáng yêu thôi. Bình ca ca của nàng chính là chiến tướng vô địch trên phương diện này. Chàng ta đã qua hơn trăm trận,
tuyệt đối có thể làm cho nàng chỉ cần thử qua một lần, có muốn dừng cũng không được nữa. Ngón trỏ của Hy Bình đã tiến nhập khe dưới của nàng, cảm nhận sự nhu nhuyễn vô bỉ ở nơi đó cùng với cảm giác hơi ươn ướt. Đỗ Quyên đến lúc ấy đã không còn tự chủ được nữa, cứ rên rỉ và vặn vẹo không thôi. Hy Bình dịu dàng nói, Quyên Nhi, nàng chịu đựng một chút, ta phải tiến vào đây. Hắn tách hai chân Đỗ Quyên ra, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ướt át đỏ hồng của nàng, đồng thời, hạ thể hắn từ từ nhưng mạnh mẽ xâm nhập vùng cấm xử nữ của nàng. Đỗ Quyên cau mày lại, cắn vào môi Hy Bình một cái, sau đó chỉ kêu lên một tiếng, đau. Hy Bình yêu thương hỏi, sao không hét to lên? Đỗ Quyên cắn chặt răng đáp, Đỗ Quyên đã lớn rồi, không sợ bị đau nữa. Hy Bình bật cười, bắt đầu hành động một cách dịu dàng, nói, kỳ thật, ngay cả mân côi cũng phải kêu thét, nàng không nhất thiết phải chịu đựng. Đỗ Quyên rên rỉ, nhưng người ta nghĩ có thể chịu đựng được, người ta sẽ không kêu. Hy Bình nói, ồ, phải vậy không? Hắn đột nhiên gia tăng kích thước của mình lên. Đỗ Quyên đột ngột kinh hô thất thanh, sau đó cứ theo những động tác cuồng dã của Hy Bình mà kêu thét cuồng loạn. Hai bàn tay nhỏ bé cứ túm chặt lấy cái chăn, thân thể cứ quằn quại như một con rắn, sắc mặt theo sự hoạt động không ngừng của huyết dịch trở nên đỏ hồng lên, đôi mắt thì ánh lên một cái nhìn mê nhân. Hy Bình vừa tiếp tục các động tác mãnh liệt vừa nói, không ngờ nàng so với mân côi còn cuồng dã hơn. Khả năng dung nạp của nàng cũng mạnh hơn, còn sự đàn hồi thì thật hiếm thấy. Đỗ Quyên thở dốc nói, tiên duyên cốc bọn thiếp chú trọng âm dương song tu, vì vậy lúc chọn đồ đệ đều chỉ chọn những nữ nhân có chút thiên phú. Thiếp là thủy mộng nữ, gặp nhỏ thì nhỏ, gặp lớn thì lớn, bất quản là nam nhân lớn nhỏ thế nào, gặp phải dạng nữ nhân như thiếp đều có thể hưởng thụ sự khoái hoạt và chật cứng vô bỉ. Bất kể của nam nhân lớn thế nào, thiếp đều có thể dung nạp. Chỉ là hiện tại người ta hoàn toàn đạt đến cực hạn, chàng đừng tăng lớn lên nữa, có được không? Quyên Nhi không chịu nổi đâu, đây là lần đầu tiên của Quyên Nhi mà. Nàng ta đột nhiên lại kêu gào cuồng loạn một lúc rồi lại vừa thở vừa nói, Thủy Tiên chính là động huyền nữ. Chỗ đó của nàng ta so với những nữ hài bình thường thì dài hơn nhiều. Ngoài ra, bên trong lúc nào cũng rất trơn láng, có thể tùy theo sự tiến xuất của nam nhân mà co giãn. Nam nhân khi giao hợp với nàng ta tuyệt đối có thể tận hưởng mùi vị của sự kích thích tối cường liệt. Bất quá, nếu không có thể lực tương xứng, nam nhân chắc chắn sẽ kiệt sức trong động huyệt của nàng ta. Nếu nàng ta đạt đến lúc cao trào, nơi sâu thẳm của nàng ta sẽ sản sinh ra một lực hấp dẫn cường đại. Hy Bình đột nhiên nghĩ đến Bạch Tư, lúc hắn cùng Bạch Tư hoan ái, bên trong nàng cũng sản sinh một lực hấp dẫn nhẹ nhàng, vào lúc cao trào thì đặc biệt mạnh mẽ. Có phải cũng giống Thủy Tiên không? Đỗ Quyên lập tức nhận biết tâm tư của hắn, nói, chàng đang nghĩ đến Bạch tỷ tỷ phải không? Hy Bình dùng hết sức vào ra liền ba cái rồi hỏi, nàng không cao hứng sao? Đỗ Quyên không đáp lời hắn mà đột nhiên đề nghị, thiếp phải ngồi lên người chàng. Hy Bình ôm nàng ngồi dậy trên giường, giữ cho nàng ngồi ngay trên cự vật của mình, rồi hai tay trượt theo lưng nàng xuống dưới cặp kiêu đồn đầy đặn của nàng. Đỗ Quyên tự mình bắt đầu các động tác. Cặp song nhũ trên bộ ngực trắng phau của nàng cứ nhún nhảy lên xuống. Nàng nói, Bạch tỷ tỷ thật ra rất tội nghiệp. Sau khi tỷ ấy đi theo Lãng Vô Tâm, chỉ sau nửa tháng Lãng Vô Tâm đã đẩy tỷ ấy vào lãnh cung. Giờ lại mang trong mình hài tử của Lãng Vô Tâm, thật sự lại không hề được Lãng Vô Tâm quan tâm. Kỳ thật Bạch tỷ tỷ yêu chàng tha thiết, tỷ có lúc nằm mơ gọi tên chàng. Chỉ là lúc đầu tỷ đã ly khai chàng, quyết định chọn Lãng Vô Tâm, lại còn hoài thai cho hắn. Tỷ giờ thật sự không còn có thể lựa chọn được nữa, mà cũng không thể quay đầu lại được. Hy Bình trong lòng đau xót than, chuyện đó quả không ngờ được. Nói xong, Hy Bình lại bắt đầu ngồi dậy, để Đỗ Quyên quỳ sấp trên giường, hai bàn tay to lớn nắm lấy eo Đỗ Quyên, từ phía sau tiến vào. Đỗ Quyên hơi ngẩng lên, kêu lên đau đớn. Hy Bình vẫn tiếp tục một cách mãnh liệt, mái tóc dài của Đỗ Quyên xóa tung, bay lòa xòa trước gió như mây vần vũ, phiêu đãng. Dã mân côi cũng có chút động tình khi nhìn hai người đang mây mưa trên giường. Nàng vốn không dám chọc ghẹo nam nhân này nữa, từ lúc bắt đầu cùng hắn hoan ái, chiều nào nàng cũng bị hắn hí lộng đến hôn mê bất tỉnh nhân sự, bản thân không biết đã có được bao nhiêu lần sung sướng. Đây thật là một nam nhân kỳ dị, trước mặt nữ nhân, giống như dã thú phát tình không biết mệt mỏi, cứ như tình dục là bản năng của hắn vậy. Hắn có thể khiến cho nữ nhân đạt tới sự sung sướng tột đỉnh và trải qua nhiều lần khoái cảm, lúc cùng hắn giao hợp,
nữ nhân có thể có được loại cảm giác như thân thể và trái tim hòa hợp cùng hắn, đó là điều mà những nam nhân khác không thể đem tới. Trên thế giới này, những nam nhân có quyền thế, tiền tài đều có một đại đội nữ nhân, nhưng những nam nhân đó không thể liên tục làm thỏa mãn từng người, do đó vẫn còn có những nữ nhân phải ngậm ngùi đắng cay. Nhưng nam nhân đang ở trước mặt này, tuy rằng háo sắc như mệnh, nhưng chưa từng khiến cho bất cứ một nữ nhân nào phải thất vọng, cho dù trước mặt có rất nhiều nữ nhân, hắn đều có thể triệt để chinh phục từng người. Nam nhân muốn chinh phục tâm ý của nữ nhân có lúc thật hết sức dễ dàng, chỉ cần vài lời nói đường mật, thề non hẹn biển là được, nhưng một nam nhân lại muốn triệt để chinh phục cả thân thể nữ nhân thì phải chứng tỏ được năng lực vượt trội hơn người khác. Trong tâm lý của mỗi nữ nhân, ái tình luôn là mộng tưởng lãng mạn mà lại hư vô, nhưng nếu là một nữ nhân thành thục thì tình ái lại là một chủ đề vĩnh hằng. Chỉ có sự thỏa mãn trên thân thể mới có thể có được sự thỏa mãn trong tâm linh. Dã Mân Côi minh bạch rằng nam nhân này có rất nhiều nữ nhân, nhưng nàng biết hắn sẽ không bao giờ làm nàng thất vọng, vô luận là tâm lý hay sinh lý, hắn đều có thể khiến cho nàng được thỏa mãn vô cùng. Nam nhân này không hề có dã tâm, cũng không phải là anh hùng gì cả, thực sự chính là người bạn đời tuyệt vời nhất của nữ nhân, hơn nữa, hắn cũng được coi là một nhân vật phong vân, chỉ có chút tác phong vô lại mà thôi. Có thể là hơi xỏ lá, nhưng tuyệt đối không phải là loại ngốc tử không hiểu tình đời. Nữ nhân sùng bái anh hùng nhưng không yêu anh hùng, cho nên anh hùng thường luôn luôn cô quạnh. Dã Mân Côi đang trầm tư thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiểu tước ở ngoài cửa gọi lớn, Mân Côi tỉ tỉ, là muội, tiểu tước đây. Dã Mân Côi giật mình nói, muội đợi một chút, ta tới đây. Nàng nói với Hy Bình, tính sao bây giờ? Hy Bình hổn hển nói, để nàng ấy vào. Ở ngoài của tiểu tước lại nói, tỉ tỉ, tỉ la hét gì lạ thế, tỉ đang làm gì đấy? Nàng nhầm tiếng rên rỉ của Đỗ Quyên thành tiếng của Dã Mân Côi. Dã Mân Côi mở cửa kéo nàng vào trong, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài, thấy xung quanh không có ai, mới yên tâm khóa cửa lại. Tiểu tước vừa bước vào liền chết lặng tại chỗ, chỉ thấy trên giường Hy Bình đang quỳ sau mông Đỗ Quyên, ôm lấy cái mông vừa trắng vừa tròn của nàng ra sức giã gạo. Không hiểu tại sao, trong lòng nàng bỗng thấy vô cùng khó chịu, rậm rậm chân quay người muốn chạy, nhưng ngay lập tức bị Dã Mân Côi giữ lại. Dã Mân Côi nói, tiểu tước, muội muốn đi à? Tiểu tước bực bội nói, không đi thì ở đây để gặp suối quẩy à? Dã Mân Côi kéo tay nàng lại, nói, bình thường muộn và hắn hôn hít sờ mó, cũng có thấy muộn nói gì đâu, hôm nay sao lại phản ứng dữ thế? Tiểu tước có chút khó chịu nói, muội giận hắn. Trước đây muội hỏi hắn có thích người ta không, hắn nói rằng người ta còn nhỏ, hôm nay lại cùng Đỗ Quyên còn nhỏ tuổi hơn muội làm chuyện này, vậy là có ý tứ gì đây? Hy Bình hét lên, Mân Côi, để nàng ý đi. Tiểu tước quay lại bước đến trước giường, nói, người muốn ta đi, ta lại không đi. Sau này để ta gặp mặt, ta sẽ không thèm đếm xỉa gì tới ngươi. Ngày kia phải khởi trình quay về rồi, ta sau này cũng không biết có còn cơ hội ở cùng người nữa hay không, ta hôm nay cái gì cũng sẽ cho ngươi, cho dù sau này phải cùng với tiểu thư lấy ai đi chăng nữa, ta cũng muốn ngươi là nam nhân đầu tiên của tiểu tước. Ngươi đừng nói ta nhỏ, Đỗ Quyên mới 13 tuổi, ta cũng đã 14 tuổi rồi. Vừa nói nàng vừa đứng trước giường cởi bỏ y phục như lá rụng xuống dưới chân nàng. Hy Bình dập mạnh như điên, đưa Đỗ Quyên thẳng tới thiên đường tình dục, sau một hồi lâu bị địch xâm lăng, tiến nhập vào cảnh giới huyễn mông rồi hôn mê bất tỉnh. Hắn ôm lấy kiều thẻ của Đỗ Quyên đặt sát cạnh giường, nhìn hạ thể đờ tươi và cái cự vật cậu bản thân tuy đã thấm ướt máu đỏ của xử nữ nhưng vẫn còn đang dựng đứng, một hồi lâu mới quay đầu về phía tiểu tước nói, nàng không sợ sao? Tiểu tước chăm chú nhìn vào dương căn đáng sợ của hắn, có chút sợ hãi nói, cái đó của chàng sao còn to hơn lần trước rất nhiều vậy. Hy Bình nhìn thân thể trần truồng vẫn còn có nét non nớt của nàng, nàng thuộc dáng người tương đối mảnh khảnh, hạ thể của nàng phẳng và bóng, chỗ đó đã mọc ra một vài sợi lông to, ngực trông rất săn chắc nhưng không to, có thể nhìn ra tim nàng đang đập nhanh. Hắn nói, tuổi nàng tuy lớn hơn Đỗ Quyên, nhưng chỗ nào của nàng cũng đều tương đối nhỏ, đợi 1-2 năm nữa nhé. Được không? Tiểu tước không còn dư địa để thương lượng, khăng khăng nói, không, ta hiện tại muốn chàng, bất kể chàng sợ thế nào, ta đều không do dự, cho dù là vì thế mà chết cũng không ngần ngại. Nói xong nàng rúc vào lòng Hy Bình, nói, chàng lần trước trên người tiểu tước vẫn chưa làm xong, hãy tiếp tục đi. Lần trước trong sơn động thiếp không kháng cự chàng,
hiện tại thiếp lại đợi chờ chàng, chào đón chàng, chàng là nam nhân xấu xa nhất mà thiếp từng gặp, cũng là nam nhân có khả năng nhất khiến cho con tim thiếp phải rung động. Hy Bình vuốt ve bờ vai nhẵn nhụi của nàng, hôn lên mái tóc thướt tha thở dài, ta có thể chiếm hữu nàng, đồng thời có thể đem đến cho nàng sự sung sướng to lớn nhất, nhưng nàng hiện tại không thể sinh cho ta hài tử, ta muốn nàng 2 năm nữa mới sinh đẻ, nàng nói có được không? Tiểu tước hừ một tiếng, nói thiếp không muốn sinh hài tử, người ta có lẽ vẫn chưa thể có con mà. Hy Bình nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên rồi hôn lên cái miệng xinh xắn của nàng, sau đó dịu dàng đặt nàng lên giường. Một tay vuốt ve bộ ngực bé nhỏ nhưng săn chắc của nàng. Hắn sử dụng hầu như toàn bộ các thủ pháp kích tình, tìm cách làm cho tình dục của thiếu nữ vẫn chưa từng giao hợp này tuôn trào, cực kỳ nhu mì, sau đó nhẹ nhàng thẳng tiến vào cơ thể nàng. Lúc cự vật của hắn chạm vào hạ thể non mềm của nàng, nó đột nhiên nhỏ đi rất nhiều, bước nhập vào khe thịt nhỏ hẹp. Khi nghe thấy tiếng hét thảm của tiểu tước, máu hồng chảy xuống theo động tác rút ra của Hy Bình. Hy Bình ngừng lại một lúc, nhẹ nhàng nói, đau lắm à? Tiểu tước nhịn đau nói, cảm ơn chàng. Thiếp biết chàng yêu thương tiểu tước, cho nên chàng mới ép nhỏ cái đó của chàng lại, vì vậy mới có thể được tiểu tước dung nạp. Nếu như chàng miễn cưỡng tiến nhập người ta bằng kích thước trước đó của chàng cùng Đỗ Quyên giao hợp, chỗ đó của thiếp sớm đã bị chàng phá rách rồi. Hy Bình lại nhẹ nhàng đút vào, nói ta tính không hề có tận lực vì nàng mà ép nhỏ lại. Mà lại bảo bối của ta khi vừa chạm chỗ đó của nàng liền cảm thấy chỗ đó khi ở hạn đó có sức chứa lớn nhất thì có thể dung nạp được kích cỡ của nó nên lập tức chui vào hỏi thăm. Tiểu tước đấm vào ngực hắn một cái, hờn dỗi nói, xú mỹ, chàng nghĩ chàng là thần tiên sao? Hy Bình cười lớn, hào tình nổi lên, nói thần tiên là lũ thánh giả không chim, họ chỉ biết ăn hương ăn hoa, nào có biết chăm sóc cái ấy lẳng lơ của nàng. Tiểu tước uốn éo eo lưng như con rắn nước. Giận dữ nói, người ta không phải là lẳng lơ. Hy Bình cười nói, trải qua sự huấn luyện của ta, muốn không lẳng lơ cũng không được. Tiểu tước cắn vào rát tai Hy Bình, thỏ thẻ nói, cho dù là lẳng lơ, người ta cũng chỉ lẳng lơ với riêng chàng thôi. Hy Bình nói, không nhất định là như vậy, sau này nàng vướng vào lưới tình rồi gả cho một công tử anh Tuấn, nàng có thể không lẳng lơ với hắn ư. Tiểu tước rên rỉ theo động tác của Hy Bình. Hai tròng mắt xinh đẹp giận dữ lườm nguyết hắn mấy lần, hai chân kẹp lấy hông hắn, không chịu bỏ qua, nói, chàng dập tiểu tước chết đi cho xong. Hy Bình bật cười, ta sao đành lòng như vậy? Nhưng hắn lại đột nhiên đẩy nhanh tốc độ, động tác cũng mạnh mẽ hơn. Tiểu tước hét lên cuồng dại, hai tay đẩy vào ngực hắn, hổn hển nói, đại sắc lang, tiểu tước không được rồi, chàng nhẹ nhàng một chút, nếu không người ta giận chàng đó. Tiết tâu của Hy Bình vẫn nhanh và cuồng loạn, dường như thể lực của hắn không bao giờ cạn kiệt, không ngừng kích thích bộ phận mẫn cảm nhất của tiểu tước, khiến cho khoái cảm theo từng động tác của Hy Bình mang nàng tới tiên cảnh hạnh phúc. Dã Mân Côi ở bên cạnh thở gấp nói, Hy Bình, tước nhi còn nhỏ, hơn nữa còn là lần đầu, chàng đừng thô bạo quá. Hy Bình nói, nàng thích như vật, không có lý do gì mà tước nhi lại không thích. Nói xong liền vỗ tay vào mông tiểu tước một phát, nói, đúng không? Tiểu tước đã sắp ngã quỵ, thôi không kêu la, hổn hển nói thiếp, thiếp thích lắm, đại sắc lang, người ta có cảm giác hơi chóng mặt, lâng lâng, thì ra cái vật đó của chàng có thể khiến cho người ta sung sướng đến vậy, thiếp có chút oán hận chàng vì đến bây giờ chàng mới cho tiểu tước, chàng nên biết, tước nhi thật đã lớn rồi, sau này tước nhi sẽ là nữ nhân của chàng là niềm hạnh phúc nhất của tiểu nữ nhi, Đang lúc hai người đang trong cơn cao trào, từ phía ngoài vọng vào tiếng hét của La Mỹ Mỹ, tiểu tước, ngươi ra đây cho ta biết ngươi lại chạy tới tìm tên hỗn đản đó mà, xú nha đầu này, dám giấu ta đến tìm tên dâm côn này. Tiếp đó là những tiếng gõ cửa dồn dập, La Mỹ Mỹ lại nói, mở cửa, ta biết các ngươi đang làm chuyện gì trong đó. Tiểu tước kinh hô nói, là tiểu thư, nàng ấy tới tìm ta. Hy Bình ra sức rút ra chọc vào, nói, sợ gì chứ? Quay sang Dã Mân Côi nói, Mân Côi, ra tống cổ ả ấy đi, đừng cho ả vào phá hỏng hứng thú của ta. Dã Mân Côi mở cửa, vừa định chắn La Mỹ Mỹ lại thì bị ả chui qua người lao vào phòng. Nhìn thấy màn biểu diễn khiêu dâm của hai người trên giường, La Mỹ Mỹ sắc mặt kinh biến, giận dữ nói, Hoàng Hy Bình, ngươi là đồ không bằng cầm thú, ngay cả tiểu tước ngươi cũng không buông tha. Ngươi như con chó được đang phát tình, chỉ chăm chăm trèo lên mình con cái. Ngươi cũng không thèm xem tiểu tước mới được bao lớn.
Ta muốn ngươi dừng lại ngay, ngươi là con dã thú, dâm dật điên cuồng. Hy Bình không thèm nhìn nàng, thuận lợi vận chuyển thiên địa tâm kinh, rất nhanh chóng đưa tiểu tước tới đỉnh điểm tình dục, khiến nàng sung sướng thiếp đi, sau đó ngồi trên giường, hạ thể của hắn vẫn dựng đứng như cái cột chống trời. Hắn lạnh lùng nhìn La Mỹ Mỹ, nói, nếu như nàng không muốn mất trinh, tốt nhất nên nhanh chóng đi ra. La Mỹ Mỹ tức giận đến toàn thân run rẩy, đột nhiên cắn răng lao lên người Hy Bình đấm đá cấu xé, tên hỗn đản người, từ lúc bắt đầu gặp mặt chúng ta, người đã không ngừng khi phụ ta, ta đánh chết ngươi, xem ngươi còn dám khi phụ Mỹ Mỹ không. Hy Bình nắm lấy hai vai nàng, dùng sức tách sang hai bên, hét, La Mỹ Mỹ, nàng đừng có làm ầm lên được không. La Mỹ Mỹ ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn một hồi rồi mới nói, ngươi nói đi, ngươi vì sao lại muốn làm chuyện này. Hy Bình bình tĩnh nói, vì ta thích, ngừng một chốc rồi nói tiếp, còn nữa, sau này Tước Nhi sẽ là nữ nhân của ta, ta muốn nàng ý theo ta. La Mỹ Mỹ phi lên một tiếng, nói, ngươi nằm mơ giữa ban ngày. Hy Bình quay sang Dã Mân Côi nói, Mân Côi, giúp ta tiễn khách. Nói xong, hắn đẩy La Mỹ Mỹ ra, bước xuống giường, chuẩn bị cầm y phục mặc vào. La Mỹ Mỹ lại chạy tới đánh hắn một chưởng, sau đó nộ khí trừng trừng nhìn hắn. Hy Bình trên mặt nộ tiếu dung phẫn nộ, dương căn đột nhiên biến thành to dài vô bỉ, cười lạnh nói, ta vốn không muốn chỏng ghẹo nữ quan gia, nhưng nàng không sợ thì ta sẽ phụng bồi đến cùng. Hắn một tay ôm lấy La Mỹ Mỹ đang đứng ở trước mặt, tay khác xé y phục đang mặc trên người nàng. La Mỹ Mỹ vừa tránh nè vừa kêu là, tuy nhiên chẳng ăn thua gì. Y phục của nàng bị xé toạc thành từng mảnh phấp phới bay khắp phòng, trong khoảnh khắc, nàng ta biến thành một nữ nhi xinh đẹp tuyệt vời như được điêu khắc bằng ngọc trắng. La Mỹ Mỹ thật sự là rất đẹp, tư sắc của nàng có thể thể cùng lãnh như băng bình phân thu sắc, hơn nữa bên trong còn có kiều khí và quý khí của một nữ quan gia. Nàng vì từ nhỏ đã hiểu lễ nghĩa, tương đối xem trọng luân lý đạo đức, cho nên nhìn thái độ của tên Hy Bình này thật không thuận mắt, đặc biệt là lời nói và hành động của hắn lại càng không thể chịu được, lần nào gặp cũng muốn cùng hắn cãi lộn mấy câu, hai người cũng đã thành oan gia của nhau, không ai nhường ai. Hôm nay nàng trông thấy hắn giữa thanh thiên bạch nhất lại cùng với ba nữ nhân kêu trời gọi đất, cơn giận trong lòng trào ra làm ầm ĩ một trận. Bây giờ lại bị Hy Bình lột sạch y phục. Giống như lúc trước suýt bị tên thái hoa lãng tử hái hoa cưỡng gian, ai mà biết được Hy Bình cũng muốn cưỡng gian nàng. Hy Bình ôm chặt lấy thân thể lõa lồ của nàng rồi không ngừng hôn hít, hai tay sờ soạng những bộ phận mẫn cảm trên người nàng, nàng tuy có kháng cự đôi chút nhưng không lâu sau cũng tình loạn ý mê, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn vô lực, hạ thể bất giác đã trở nên ẩm ướt. La Mỹ Mỹ đã không còn sức để vùng vẫy, chỉ rên rỉ không ngừng. Hy Bình ôm chặt lấy nàng, dùn người xuống, sau đó đột nhiên ra sức ưỡn thẳng mông, dương căn thô tráng của hắn đâm vào trong phùng đạo của La Mỹ Mỹ, đồng thời nghe thấy La Mỹ Mỹ hét lên một tiếng, toàn thân nàng lập tức cứng ngắc, hai mắt hiện lên vẻ không dám tin chằm chằm nhìn vào mặt Hy Bình, mười ngón tay mảnh khảnh bấu chặt móng tay vào mông hắn. Hy Bình cẩn thận đắp chăn cho tam nữ đang ngủ trên giường, quay sang Dã Mân Côi nói, nàng có muốn không? Dã Mân Côi mặt đỏ hồng, nói thôi. Thiếp sợ không có chỗ cho thiếp ngủ. Hy Bình vừa mặc y phục vừa nói, vậy thì khi nào? Dã Mân Côi nhìn ra ngoài, nói áng chừng, đại khái là chập tối. Hy Bình thở dài, thời gian trôi qua nhanh thật. Mân Côi, gọi người mang chút cơm nước tới đi, ta đói bụng rồi, thật đúng là loại việc phí sức, cho họ ăn no, còn bản thân thì đói meo. Dã Mân Côi đi dặn hạ nhân mang cơm tới, hai người đang ăn thì Hoa Tiểu Ba, Tứ Cẩu, Độc Cô Minh và Triệu Tử Huy đi tới. Hoa Tiểu Ba nhìn tam nữ đang nằm ngủ trên giường, cười nói, ta biết tỷ phụ không thể để cho Đỗ Quyên Hoài Bích Quy Triệu vật về với chủ cũ mà, nhưng mà không ngờ cả La Mỹ Mỹ và Tiểu Tước cũng bị phá thân, tỷ phu người thật là giỏi a. Nói xong giơ ngón cái về phía Hy Bình. Hy Bình cười nói ít lời thừa đi. Tứ Cẩu nghiêm trang nói, chúng ta nên xuất phát thôi, Thiên Trúc Mỹ Nữ đang đợi chúng ta đó. Dã Mân Côi cười đùa nói, cái đám người các ngươi. Cứ chỗ nào có mỹ nữ là y rằng lại tới đó vãi dâm trùng. Hoa Tiểu Ba nháy mắt với nàng, nói, Mân Côi tỷ biết rõ là chúng ta tinh lực thịnh vượng, nếu không đi tìm thời cơ để phát tiết thì chịu thế nào được. Mặt Dã Mân Côi lại ửng hồng, nhớ lại những ngày trước cùng với họ sống phóng đáng, mà bốn nam nhân trước mặt nhất định là ngựa giống hiếm gặp, lúc này tuy rằng đã gả cho Hy Bình,
nhưng đối diện với bọn họ, trong lòng nàng cảm thấy vẫn không được thoải mái. Nàng giận dữ nói, không thèm để ý tới các ngươi nữa. Tứ Cẩu cười nói, nếu như không có Hy Bình, nàng sẽ không có cơ hội để nói câu này đâu. Hy Bình hạ chén đũa xuống, nói các ngươi đừng trêu nàng nữa, đi trước đi. Ta sẽ đuổi theo sau. Bốn người cười lớn rồi đi ra, Độc Cô Minh tiện tay đóng cửa lại, hắn lúc nào cũng tỏ ra là người rất có phong độ, lễ mạo, ai dám bảo hắn là xuất thân từ Thiếu Lâm tự. Hy Bình bế Đỗ Quyên ở trên giường dậy, sau đó gọi Dã Mân Côi mặc y phục giúp nàng ấy, trang điểm qua loa một chút rồi bế nàng lên, nói, Mân Côi, mọi việc ở đây phiền nàng chiếu cố. Dã Mân Côi sửa sang lại y phục sau lưng hắn, nói, chàng cứ yên tâm đi đi. Thiếp sẽ chăm nom tốt mọn việc mà. Nàng hôn nhẹ lên cổ hắn, sau đó tiễn hắn ra cửa. Lúc này hoàng hôn đã buông xuống. Từ hai tháng trước, có một đám thiên trúc mỹ nữ đã tới Quần Phương Lâu, cô nào cô nấy đều vô cùng xinh đẹp, hát hay múa dẻo, khiến cho danh khí của Quần Phương Lâu lên như mặt trời chính nhọ, thanh danh được truyền xa khắp nơi. Bao nhiêu phong lưu công tử, anh hùng hào kiệt đều mong chóng được nhìn thấy họ. Hơn nữa còn muốn được vuốt ve ôm ấp, nếm thử tinh vị của nữ nhân dị quốc. Chỉ là đám vũ nữ này rất kỳ quái, cách ba ngày mới chịu hiến nghệ một lần, lại tuyên bố không tiếp bất cứ nam nhân nào trên giường, thật là đã đi làm gái còn bày đặt thanh cao mẹ nó chứ. Tuy nhiên người cười sung sướng nhất vẫn là lão bản của Quần Phương Lâu, bọn họ đến đây khiến cho nguồn khách của lão không ngừng gia tăng, các nam nhân từ ngũ hồ tứ hải các phương đều đổ đến, tuy không phải ai ai cũng được gặp thiên trúc mỹ nữ, nhưng đều là hạng ăn chơi ngút trời. Chơi không được thiên trúc mỹ nữ thì lại tìm kỹ nữ của Quần Phương Lâu để phát tiết, lợi nhuận ùn ùn đổ vào túi Quần Phương Lâu lão bản. Gần đến ngày tài nguyên của Quần Phương Lâu sắp cạn kiệt, đành không ngừng tìm cách nhập thêm kỹ nữ, bất kể là xấu hay đẹp, chỉ cần có thể bồi tiếp nam nhân trên giường, tất cả đều được hoan nghênh tới Quần Phương Lâu làm gái. Quảng cáo này được đưa ra, quả nhiên có nhiều gái quê quay sang làm cho Quần Phương Lâu thật nực cười, Quần Phương Lâu chính là Ôn Nhu Hương có danh tiếng toàn quốc. Đã làm gái, ai mà không muốn được làm hồng kỹ, ai không muốn được làm trong thanh lâu có tiếng trong thiên hạ. Vừa có tiền lại vừa phong quang. Hôm nay Tứ Cẩu không gặp Tiểu Hồng, bởi vì lúc đó nàng đang phải quay cuồng bồi tiếp ba đại hán ở trên giường, lấy đâu ra thời gian rảnh mà chạy tới hò hét với Tứ Cẩu hắn, chao ôi. Tứ Cẩu, chàng đúng là có mới nới cũ. Đêm nay chính là đêm thiên trúc mỹ nữ hiến nghệ, trước Quần Phương Lâu đến nước cũng chảy không lọt, bàn ghế. Sàn nhà ở tiền sảnh đếu đầy ắp nam nhân già, trẻ, trung niên, kẻ đứng người ngồi, lại có một vài kẻ đã vào trong sương phòng cùng với kỹ nữ của Quần Phương Lâu hú hí. Tuy nhiên những nam nhân đã đứng đợi ở đại sảnh hoặc phía trước Quần Phương Lâu, trên mặt không lộ ra vẻ thất vọng thì cũng là phẫn nộ, toàn cảnh nhốn nháo ồn ào, tuy đều là những lời nói tục tĩu mang ý nghĩa giống nhau nhưng lại có đến mười mấy cách chửi, cũng không biết ai đang mắng ai hay ai là người bị mắng. Tại sao ư? Bởi vì nơi thiên trúc mỹ nữ hiến nghệ là hậu viện của Quần Phương Lâu, mà cửa thông với hậu viện đã bị 18 đại hòa thượng đầu bóng loáng chấn giữ, chỉ có một vài người được vào hậu viện thưởng thức thiên trúc vũ nữ và ca vũ của bọn họ. Nhưng những người không được phép vào vì sao lại không đi? Hóa ra là ở đây có thể nghe thấy tiếng hát ngọt ngào của thiên trúc mỹ nữ, cho dù không gặp được người, nhưng thanh âm thì vẫn muốn được nghe. Kệ, không nhìn thấy cái rắm, nhưng lại ngửi no rắm thối. Đó chẳng phải là chuyện vẫn thường xảy ra sao? Bọn Hy Bình đi đến trước Quần Phương Lâu, nhìn thấy núi người biển người, muốn vào được thì chỉ ít cũng phải đổ ra một đống mồ hôi. Hoa Tiểu Ba kéo một trung niên nam tử thấp bé hơn hắn ra đằng sau, nói Quần Phương Lâu chật khách rồi. Tứ Cẩu cười nói, sớm biết vậy ta cũng mở kỹ viện, nhất định là kiếm tiền đều đặn. Hắn gạt trung niên nam tử đó sang một bên, khiến cho nam nhân đó trừng mắt nhìn bọn hắn. Tuy nhiên lại không dám mở miệng ra chửi mắng mấy tên to con này trông thật đáng sợ. Hoa Tiểu Ba đề nghị, nếu như cần nam kỹ, có thể tìm chúng ta giúp đỡ. Triệu Tử Huy sốt ruột nói, đi vào đi, thật là lắm mồm rách việc. Hoa Tiểu Ba quay sang Hy Bình nói, tỷ phu, anh nếu đi làm nam kỹ, chắc chắn là thiên hạ đệ nhất kỹ. Hy Bình cười nói, ngươi thử hỏi tỷ tỷ của ngươi xem nàng có đồng ý với đề nghị này không? Hoa Tiểu Ba gãi đầu nói, còn phải tính đã. Độc Cô Minh và Tứ Cẩu từ trong đám đông chen vào được đầu tiên, năm người bọn họ dáng người to cao, đừng trong đám đông chí ít cũng cao hơn người khác một cái đầu hoặc nửa cái đầu, tự nhiên là dẫn tới một trận nhốn nháo.
Nhiều nữ nhân tranh thủ sờ nắng cơ nhục cường tráng của bọn họ, có vài nàng còn tự áp sát bộ phận mẫn cảm của mình vào cơ thể họ, khiến cho họ trong lòng ngứa ngáy. Lúc chui vào được đến đại sảnh, tứ cầu chửi rủa, nếu không phải vì thiên trúc mỹ nữ, lão tử thật muốn ôm lấy mấy đại nương đó cợt nhả một trận. Mẹ nó, làm mặt ta đầy là vết son môi. Hoa tiểu ba chỉ vào mặt hắn, cười nói, đừng có khoa trương quá, có hai vết mà thôi. Độc Cô Minh lắc lắc đầu, tiếp tục đi trước chen đường, tới trước cửa thông với hậu viện, 18 hòa thượng chia làm 3 hàng vây lấy họ, chặn đường đi của 5 người. 5 người vừa định phát tác thì một mỹ lệ thiếu bước ra từ đằng sau đám hóa thượng, thiếu nữ này khoảng 20 tuổi, khuôn mặt trắng nõn phối hợp cùng với đôi mắt to, đen, sáng, nhìn rất ngây thơ, nhưng lại có dáng vẻ cao gầy, khỏe mạnh. Thiếu nữ rất lễ phép nói, người có thể vào đến hậu viện, nếu không phải là công tử gia môn phú giáp nhất phương thì cũng là võ lâm hào kiệt hùng phách nhất phương, năm vị có thể nói rõ danh tính không? Hoa tiểu ba quay lưng lại nói với Triệu Tử Uy đang đứng sau hắn, Uy ca, nàng ta đang tra hỏi xem chúng ta có đủ tư cách không kìa. Độc Cô Minh đã kiêu ngạo nói, võ đấu môn Độc Cô Minh. Thiếu nữ chợt biến sắc rồi đột nhiên lại cười nói, thì ra là Độc Cô Côn Tử trong võ lâm thất công tử. Tiểu nữ có mắt mà không thấy Thái Sơn, mời vào. Hoa tiểu ba chăm chú nhìn thiếu nữ trước mặt rồi trưng ra dáng vẻ rất phong độ, nói ta tên Hoa tiểu ba, mở tiệm thuốc. Triệu Tử Uy bước theo Hoa tiểu ba, chỉ nói đơn giản 3 chữ Triệu Tử Uy. Hy Bình bế Đỗ Quyên bước tới trước mặt thiếu nữ, chăm chú nhìn nàng, khiến cho mặt nàng đỏ hồng lên rồi hắn đột nhiên nói, nàng rất xinh đẹp. Hoa tiểu ba quay đầu lại, cao giọng nói, tỷ phu, đừng có tán gái nữa. Mặt thiếu nữ đó lại càng đỏ hơn, Hy Bình cười dài một tiếng, vênh mặt bước vào. Thiếu nữ trông theo hình bóng hùng tráng của hắn, rơi vào trầm tư, 5 người này nhất định là một nhóm. Trong đó có 2 người còn là đương kim võ lâm công tử, một người là con trai duy nhất của Trường Xuân Đường, 2 người còn lại cũng không phải loại vô danh. Tuy nhiên Hy Bình là người để lại ấn tượng sâu đậm nhất đối với nàng. Nam nhân này không nói hắn thuộc môn phái nào, cũng không nói ra danh tính chỉ nói một câu nàng rất xinh đẹp, nàng lại u mê không biết ngăn cản hắn. Đây là nam nhân khiến cho nữ nhân nhìn thấy phải động tâm, vẻ tuấn mỹ so với lãng vô tâm của Tiên Duyên Cốc chỉ hơn chứ không kém, độ cường tráng tựa hồ như cũng tương đương với thiếu gia của nàng, chỉ là hắn không có phong độ tiếu sái như lãng vô tâm, cũng không có khí khái anh hùng như thiếu gia, nhưng mà, hắn có một lực hấp dẫn gần như tà mị khiến nàng không thể nói ra. Điều làm nàng khó hiểu là nam nhân này còn ôm một cô nương, xem ra cô nương trong lòng hẳn đã tỉnh, chỉ giả vờ như đang ngủ, cô nương này đã cùng lãng vô tâm đến đây mấy lần nhưng không biết tên gì. Thiếu nữ thu hồi lại mục quang đang chăm chú nhìn theo bóng dáng của Hy Bình, định thần lại rồi đi vào hậu viện. Hậu viện khá to, có một vũ đài, đại khái là vừa mới được dựng, vernier một sau vũ đài là một tấm bình phong, trên đó có vẽ bức tranh thiếu nữ đang lõa thể, hai bên có một số cây cảnh. Đằng trước vũ đài là một khoảng đất trống, xếp 5-60 cái ghế lớn. Trên ghế lúc này đã ngồi chật kín người, nữ nhân cũng có nhưng nam nhân thì chiếm tuyệt đại đa số, cũng có không ít người vì không có ghế ngồi mà phải đứng, nhân số tổng cộng khoảng 100 người. Thiếu nữ đó sau khi vào to 81 hy hậu viện liền đi tới hàng lang phía bên phải, phía trong cùng là nơi có mấy xương phòng rất tinh xảo, nàng tiến vào một trong những gian phòng đó. Bọn 5 người vào tới hậu viện rồi nhìn quanh tứ phía, Độc Cô Minh thấy sân bãi đã chật kín người, liền nói, chúng ta đến muộn rồi. Hoa tiểu ba cười nói, chưa muộn, chỉ cần chưa lỡ dịp mỹ nữ lên biểu diễn thì vẫn chưa coi là muộn. Tứ cầu không phục nói, chúng ta chen len phía trước. 5 người không thèm để ý đến sự phản đối và chửi mắng của người khác, cứ ngang nhiên kéo người đằng trước, để y người bên cạnh mà chen lên đằng trước. Những người bị chen lấn thấy bọn họ tên nào tên nấy to khó như trâu bò, ai sáng mắt nhìn một cái đều biết bọn chúng thân hoài tuyệt kỹ, nên không dám chống đối với họ. Kỳ thật 5 người này, vô luận nhìn thế nào cũng không giống hạng người thiện lương, nên đành phải để mặc họ làm càn. Thông qua việc phát huy hành vi lưu manh, 5 người tới được hàng ghế đầu phía bên phải, Hoa tiểu ba đột nhiên nói, Bạch tỷ tỷ, tỷ cũng thích mỹ nữ à? Bạch Tư đang ngồi hàng ghế đầu quay mặt ngẩng đầu nhìn lên họ. Không nói câu nào lại cúi đầu xuống. Quần nữ của lãng vô tâm tịnh không quất hiện, tới đây chỉ có Thủy Khiết Nhu, Bạch Tư và Thủy Tiên. Thủy Khiết Nhu cũng đã nhìn thấy họ, nàng cười duyên, tiểu ba, sao không chào hỏi muội muội?
Hoa Tiểu Ba gượng cười nói, Khiết Nhu muội muội, muội càng ngày càng xinh đẹp. Thủy Khiết Nhu nhìn sang Hy Bình, đột nhiên sắc mặt kinh biến, chăm chú nhìn Đỗ Quyên đang nằm trong lòng Hy Bình, hét, Hoàng Hy Bình, sao ngươi lại ôm Đỗ Quyên? Nói rồi đứng dậy đi về phía Hy Bình. Hy Bình lạnh nhạt nói, nàng chỉ là quá mệt mỏi thôi. Nàng quay sang nhìn Đỗ Quyên, rồi chăm chú nhìn Hy Bình, mắt cũng không nháy lấy một cái, nói, ngươi phá thân nàng rồi à? Hy Bình chỉ nhìn nàng cười. Thủy Khiết Nhu đột nhiên chán nản nói, ta hồi đó sao lại có thể tin ngươi chứ? Ngươi là dâm côn chuyển thế, Đỗ Quyên lọt vào tay ngươi sao có thể toàn vẹn? Là ta đã nhìn sai, ngươi bản chất đã là tên hỗn đản, đưa Đỗ Quyên lại cho ta. Hy Bình bế Đỗ Quyên đến trước mặt Thủy Tiên, nói tiểu Thủy Tiên, nhờ nàng nhường chỗ cho Đỗ Quyên ngồi, được không? Thủy Tiên nhìn hắn rồi lại nhìn Thủy Khiết Nhu, sau đó đứng dậy bước đến cạnh Thủy Khiết Nhu. Hy Bình đặt Đỗ Quyên lên ghế, hôn nàng một cái, nói ta biết nàng sớm đã tỉnh rồi, lại không nói không rằng bắt ta bế nàng suốt hơn hai thời thần, sau này nếu nhớ ta thì cứ đến tìm, nàng nếu muốn gả cho ta thì không ai dám cản trở, ta dùng cả tính mạng để cam đoan với nàng, cả cuộc đời này nàng sẽ là nữ nhân của ta. Đỗ Quyên mở to hai mắt, đáp trả hắn bằng một nụ cười hạnh phúc. Thủy Khiết Nhu đi tới chỗ trống bên cạnh Đỗ Quyên, tức giận nói, Đỗ Quyên, muội là người của biểu ca ta, sao lại có thể yêu thích cái tên hỗn đản như hắn? Đỗ Quyên cúi đầu nói, tiểu tu bảy, muội đã là người của chàng rồi. Sự thật còn rõ hơn lời hùng biện, gạo đã nấu thành cơm, Thủy Khiết Nhu đột nhiên cảm thấy lời nói của mình có hơi dư thừa. Hy Bình nói, Khiết Nhu tỷ tỷ, tỷ không cần phải ép nàng gả cho biểu ca của tỷ, ta không cần biết hắn là ai, nếu hắn dám động đến Đỗ Quyên của ta. Ta sẽ cắt đi hai quả trứng của hắn rồi bắt hắn đi làm thái giám. Nói xong, Hy Bình vừa cười vừa bước về chỗ bốn người, Thủy Tiên đứng ngay bên cạnh. Hắn quay mặt về phía Thủy Tiên nói, xấu hổ à, nàng đứng cạnh chúng ta nhé, có muốn ta bế nàng không? Mặt Thủy Tiên ửng hồng, không dám ngước lên nhìn hắn. Thủy Khiết Nhu giận đùng đùng bước tới, nói, Thủy Tiên, muội ngồi ghế của ta. Lại quay sang Hy Bình nói, đừng có chọc ghẹo Thủy Tiên. Có gan thì tìm ta đây này. Hy Bình oa oa nói, eo ôi, hình như ta rất sợ nàng thì phải. Thủy Khiết Nhu ưỡn ngực lên nói, không sợ sao. Hy Bình quay sang Tứ Cẩu nói, người đối phó với nàng nhé. Tứ Cẩu vẫy vẫy tay không cầm đao, nói, đừng có tìm ta còn muốn phong lưu thêm mấy trăm năm nữa. Hy Bình thở dài nói, vậy thì ta phải đi rồi. Nói xong hắn xuất kỳ bất ý ôm Thủy Khiết Nhu đang đứng sát bên cạnh vào lòng, rồi hôn nàng một lúc mới thôi. Nhìn Thủy Khiết Nhu đỏ mặt cho đến tân cổ lại đang thở gấp, Hy Bình cười nói, Thủy Khiết Nhu tỷ tỷ, ta có phải là rất sợ nàng đấy không? Thủy Khiết Nhu thét lên, thả ta ra, người khác đang nhìn kìa, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy họ đang bàn tán sao? Hy Bình làm vẻ ngó nghiêng xung quanh một hồi, nói, đâu có. Ta chỉ nghe thấy tiếng tim tỷ đập thôi. Vì bị ta hôn mà tim nàng đập nhanh thế sao, tỷ tỷ của ta. Lãng Võ Tâm quay mặt sang nói, Hoàng Hy Bình, ta thật lòng khuyên ngươi, nữ ngân nào cũng đều có thể đụng đến, nhưng Thủy Khiết Nhu thì lại không nên chọc ghẹo, nếu không thì bản thân ngươi sẽ gặp xui xẻo đó. Hy Bình cười nói, người hóa ra cũng có chút lương tâm, nữ nhân cho ngồ ông ta quả thật họa thủy, mầm tai họa cho nên mệnh nàng thật khổ. Ai? Nữ nhân mà không có nam nhân thì vĩnh viễn không biết được nam nhân rốt cuộc có gì tốt, ngươi chẳng lẽ bắt nàng đi làm ni cô sao, nàng là nhân tuyển đẹp nhất đấy, ha ha. Thủy Khiết Nhu thôi không vùng vẫy, kéo tay Hy Bình nói, ngươi nhớ lấy, ta tuyệt đối không bao giờ biến thành ni cô đâu. Hy Bình ghé sát tai nàng nói, nàng nếu như không buông ta ra, ta sẽ cởi sạch y phục của nàng ngay tại đây đấy. Thủy Khiết Nhu hừ một tiếng, thả tay hắn ra. Giận dữ nói, tại sao ngươi lại đoạt lấy trinh tiết của Đỗ Quyên? Hy Bình nói khẽ, đừng có ăn giấm chua, hôm nào có cơ hội ta cũng sẽ để nàng sinh cho ta một tiểu Khiết Nhu, được không? Thủy Khiết Nhu giận dữ đá cho hắn một cái, rồi qua mặt đi không thèm để ý đến hắn, bất quá vẫn còn để mặt cho hắn ôm. Hoa Tiểu Ba đột nhiên kinh hỉ nói, mỹ nữ ra rồi. Tình cảnh vì huyên náo mà biến thành sôi đột. Toàn bộ ánh mắt và sự chú ý chuyển từ đám người Hy Bình lên người mỹ nữ dị quốc. Mỹ nữ đi ra từ gian phòng mà thiếu nữ ấy bước vào, ký thực những mỹ nữ dị quốc này so với mỹ nữ Trung Nguyên Tịnh không có gì khác biệt lớn, chỉ lá có da sẫm hơn một chút, ăn mặt hở hang rú cho trời đã chớm đông,
vì mặc thiếu vải nên những bộ phận mê người và cặp đùi săn chắc lộ cả ra ngoài, chân tay đều mang vòng đồng, giữa trán điểm một chấm hồng, mũ cả mắt có nét rất đặc biệt, ngũ quan rõ ràng xinh xắn, dưới ánh đèn lập lòe trông càng mê người. Tư thế đi lại của họ phối hợp cùng vũ bộ, tạo ra một dạng mỹ thái trêu người khó nói thành lời. Tổng cộng có 12 mỹ nữ, người dẫn đầu chúng nữ là đẹp nhất, trong mắt Hy Bình, nàng cùng lãnh như băng, là mỹ mỹ có thể nói là bình phân thư sắc, nhưng so với Thủy Khiết Nhu trong lòng hắn thì còn kém một bậc. Tuy nhiên cái gọi là hàng ngoại thì lúc nào cũng tốt, trong mắt chúng nhân, kiện hàng ngoại quốc này không ai nghi ngờ gì nữa chính là những đại mỹ nhân khiến cho người đang ngủ phải mộng tỉnh. Những người có mặt tại trường vì sự xuất hiện của những mỹ nữ này mà gào thét điên dại, nếu như những người tỉnh táo bước vào mà nhìn thấy, chắc sẽ cho rằng mình vừa lọt vào trại thương điên của một quốc gia nào đấy. Ngay cả công tử hào hoa như Lãnh Vô Tâm cũng đánh mất phong độ cơ bản, huống hồ hắn cũng chẳng phải là nam nhân có phong độ gì cho lắm. Mục quang của Hy Bình rời từ sân khấu xuống người Thủy Khiết Nhu đang dựa trên ngực mình, nói, tiểu tỷ tỷ, ta thấy nàng rất xinh đẹp, bất quá nàng không thực tế cho lắm. Ta nghĩ biểu ca của nàng không cần nàng đâu, nàng sau này theo ta đi. Thủy Tiên cũng theo ta rồi. Thủy Khiết Nhu giận dữ nói, đợi kiếp sau đi. Cái đồ dâm côn nhà ngươi. Đột nhiên nàng mắng, đừng có dí cái đó của ngươi vào ta. Hồng hắn lại đang kề sát vào mông nàng, cười nói, đừng có ngộ nhận, nó hưng phấn tịnh không phải vì nàng đâu. Thủy Khiết Nhu tức giận nói, ngươi thử nói lại một lần nữa xem. Hy Bình ôm chặt nàng hôn một chút. Nói, được rồi, ta thừa nhận là vì nàng, được chưa? Thủy Khiết Nhu lườm hắn một cái rồi quay đầu về phía vũ đài. Các mỹ nữ đã bước lên trên vũ đài, theo vào trường làm ột số nhạc sư. Toàn trường im lặng, mỹ nữ dẫn đầu dùng tiếng Trung Nguyên lơ lớ nói, chúng thiếp đến Quần Phương lâu đã hơn 2 tháng rồi, rất cảm ơn sự ủng hộ và cổ vũ của các vị, không quản xa xôi đến xem chúng thiếp biểu diễn. Thiếp đại ni thay mặt các tỷ muội khác xin cảm tạ sự hậu ái của các vị ở đây. Thiếp từ nhỏ đã nghe nói Trung Nguyên có rất nhiều vị anh hùng hảo hán, và lại văn hóa Trung Nguyên bác đại tinh thâm, cho nên lòng muốn hướng tới Trung Nguyên, không ngừng học tập văn hóa và ngôn ngữ Trung Nguyên, các vị thấy thiếp nói tiếng Trung Nguyên có hay không ạ? Trong trường vang lên tiếng hoan hô, mặc dù nó tố hay không tố, thì cũng là tiếng nói của mỹ nhân, chứ con mẹ nó có đánh rắm đi nữa thì cũng vẫn thơm. Đại Ni hài lòng nói, kỳ thật thiếp lần này đến Trung Nguyên, một là để tiếp xúc với văn hóa Trung Nguyên, thứ hai là đem ca vũ nghệ thuật của nước mình đến Trung Nguyên phát dương quang đại, bất quá bọn thiếp đều là nữ nhân, mà nguyện vọng của nữ nhân là tìm được một đấng nam nhân tốt, bọn thiếp cũng không ngoại lệ. Tối nay trong ơ 74 nanogram người đã tới đây, thiếp nhìn thấy rất nhiều phong lưu công tử và anh hùng hào kiệt, cho nên quyết định trong các vị có mặt tại đây tìm lấy một hạnh vận nhân. Người may mắn, làm lang quân của 12 tỷ muội chúng thiếp, các vị nói có được không ạ? Một tráng hoan hô nữa nổi lên, so lần trước còn hò hét lâu hơn. Hoa tiểu ba có chút kỳ quái nói, trong 12 nữ nhân này, ngoại trừ đại ni là xử nữ, những người còn lại tuy niên kỳ còn trẻ, nhưng đã hoa khai hồng diễm mất trinh rồi. Tứ khẩu cười nói, mặc kệ có là xử nữ hay không, chỉ cần mỹ nữ là được rồi. Đại ni tung nụ cười ngọt ngào cho những người xem. Nói tối nay chúng thiếp sẽ hiến nghệ lần cuối cùng vì các vị, chúng thiếp sẽ dùng ca vũ đặc sắc nhất để hồi báo các vị, tấu nhạc. Độc Cô Minh nói, chúng ta rất may mắn, được xem đúng lần cuối cùng. Tiếng nhạc êm ái vang lên. Hy Bình đột nhiên nói, thật ra sướng ca thì phải tìm ta. Thần kinh tứ cẩu như căng ra, nói, lúc không có hay thì ngươi hắng hát nhé. Hoa tiểu ba sử dụng tuyệt chiêu vuốt mông ngựa của hắn, tỷ phu. Huynh má hát thì đích xác là không ai có thể hơn được, nhưng huynh cũng không nên hát và on úp này, để sợ những mỹ nhân này nghe thấy huynh hát rồi cảm thấy tự ti mà không dám sướng ca trước mặt huynh. Huynh mở miệng một cái là đã hơn được họ rồi, thế thì chúng ta sao có thể được xem mỹ nữ biểu diễn nữa? Hy Bình hài lòng cười nói, đúng vậy, đúng vậy. Ha, chúng chiêu rồi, 4 nam nhân còn lại trong lòng gieo thầm, thắng lợi. Thủy Khiết Nhu mắng, các ngươi đừng có làm ồn. Hy Bình đang phải nhìn lên vũ đài, nơi 12 thiếu nữ tung tăng nhảy múa, lại cảm thấy không được vừa ý, rồi nhìn xung quanh, phát hiện tất cả nam nhân trong trường đều lộ thần sắc mê đắm, vì vũ đạo của Thiên Trúc mỹ nữ khác với vũ đạo của Trung Nguyên. Hắn buồn bực nghĩ, có gì đẹp mắt đâu chứ, tư tư của ta múa thoát y vũ so với họ còn đẹp hơn nhiều, thật là một lũ trâu mù kiến thức. Song điều khiến Hy Bình không thoải mái nhất là khi Đại Ni bắt đầu cất tiếng hát.
mà lại không phải là ca khúc Tân Nguyên, nhưng lại khiến người nghe trong trường thật điên bát đảo, hắn đường đường La Ca Thần mà cũng không thể nào khiến cho người nghe biến thành như vậy, vì sao những ngữ nhân này lại khiến cho người nghe si mê như thế? Xem ra những người này hết thuốc chữa thật rồi, không ngờ lại bị điệu ca múa thối nát này khuynh đảo, chẳng có tí tế bào nghệ thuật nào cả. Hắn lay tỉnh Thủy Khiết Nhu cũng đang chăn chú lắng nghe nói, nàng vì sao lại cũng không CP một thẩm mỹ như vậy, đi thích cái thứ rác rưởi này, hôm nào ta xe cho nàng biết thế nào là nghệ thuật, ta hát mới thật sự là hát, nữ nhân này hát cứ như đang kêu la trên giường vậy, cứ leo lên giường mà kêu cho rồi, hát hò kiểu gì thế không biết. Thủy Khiết Nhu bực mình nói, người đã là dâm dục rồi lại thêm vô lại, người biết cái gì gọi là nghệ thuật sao? Đừng có làm phiền ta. Ta không hơi đâu mà lôi thôi với ngươi. Hy Bình tìm không được người để nói, lại không thèm xem tiết mục ca vũ trước mắt, liền quay sang nhìn Bạch Tư, nữ nhân ấy từ sau khi theo Lãng Vô Tâm thì càng lúc càng tiểu tụy, giữa hai lông ngầm ấy đọng một chút ưu oán khó giải, đã mất đi dáng vẻ trước đây. Hắn nhớ lần trước gặp nàng, hai mắt nàng phát ra ánh sáng mơ ước, luôn tràn đầy tự tin đối với cuộc sống tốt đẹp. Vậy mà hôm nay song nhãn của nàng ta trống rỗng, u ám. Hy Bình cảm thán một tiếng, khó nén khỏi đau lòng. Đúng lúc Bạch Tư quay mặt sang, ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt nàng và hắn gặp nhau, rồi lại quay mặt đi, nhưng không nhìn lên vũ đài, chỉ cúi đầu trầm tư. Hy Bình mua ô một N buông Thủy Khiết Nhu để đi đến bên Bạch Tư, nhưng trong nháy mắt vừa mới nới lỏng tay, hai tay Thủy Khiết Nhu lại túm chặt lấy cổ tay hắn, đồng thời khẽ hứ lên một tiếng, dẫm lên ngón chân hắn như muốn kháng nghị. Hy Bình lại ôm chặt lấy cái lưng nhỏ của nàng, cười nói, nếu như nàng nói không yêu ta, có chặt đầu xuống ta cũng không tin. Thủy Khiết Nhu không thèm để ý đến hắn, hắn lại quay đầu mê mẩn nhìn Bạch Tư. Một lúc sau, Thủy Khiết Nhu quay đầu lại nhìn thấy bộ dạng si mê của hắn, nàng trong lòng tức giận tên hỗn đản này cho ngô úp ôm nàng lại nhìn nữ nhân khác đến xuất thần ư. Tức quá, rồi dùng khuỷu tay thúc vào bụng Hy Bình. Hy Bình rên lên một tiếng. Nói, nàng muốn lấy mạng ta à? Thủy Khiết Nhu nói, sư tỷ đã gả cho Tâm Ca rồi, người không phải là muốn ăn hồi đầu thảo đó chứ? Hy Bình trầm giọng nói, nàng vốn là nữ nhân của ta, tên Lãng Vô Tâm đã chiếm được tiện nghi lâu như vậy, lão tử quyết lấy lại những gì lẽ ra là của mình. Thủy Khiết Nhu cười nói, còn phải xem sư tỷ có nguyện ý không đã chứ? Hy Bình chán nản nói, ta đã cho nàng ấy tự do lựa chọn một lần. Giờ đây không thể thuận theo ý nàng ấy được nữa, ta nghĩ Lãng Vô Tâm cũng không phản đối, phải không? Thủy Khiết Nhu biết rằng hắn nói sự thật, Lãng Vô Tâm từ lâu đã không đụng đến Bạch Tư, nếu không phải Bạch Tư là sư muội của hắn, hắn đã sớm đuổi nàng đi rồi. Lãng Vô Tâm đích xác là một hảo tình nhân, nhưng không phải là một hảo nam nhân. Thế nhưng Thủy Khiết Nhu vẫn thấy Lãng Vô Tâm so với cái tên hỗn đản đang đứng đằng sau vẫn khá hơn một chút. Chỉ ít thì Lãng Vô Tâm không bao giờ chọc nàng tức giận. Thủy Khiết Nhu nói, sư tỷ đã có hài tử của Tâm Ca rồi. Hy Bình cười một cách thần bí nói, Lãng Vô Tâm thật không biết cẩn thận. Thủy Khiết Nhu nói, xem ra ngươi không hề có chút lưu tâm, Tâm Ca có phải cảm kích ngươi. Buổi biểu diễn đã gần đến hồi kết, Đại Ni cầm một vòng hoa lớn giống như chim yến đang nhảy múa, nhận được một tràng vỗ tay của chúng nhân. Đột nhiên, vòng hoa tuột khỏi tay nàng bay lên không trung, rồi tong không trung giống như gặp phải một cơn gió to, cứ bay xoáy trên đầu chúng nhân, rồi rẽ ngoặt hai lần mới rơi xuống, vừa khéo chụp vào cái cổ của tứ cẩu đang nhìn đến chảy nước miếng, giống như cái vòng sắt chụp vào cổ con chó đực đang phát tinh. Lúc chúng nhân đang há miệng trợn mắt, u cạc cạc thì nhắc tắt. Đại Ni nói, người được vòng hoa chụp lấy chính là người may mắn, chàng sẽ trở thành phu quân của 12 tỷ muội bọn thiếp. Ha ha. Toàn trường đại loạn. Có người nói như thế không công bằng. Có người nói sao có thể như vậy được. Có người nói vì sao không phải là ta. Có người nói tiền của Tam Ất trắng hư thế này sao. Có người chỉ vào tứ cẩu nước bọt phun tứ tung nói người như hắn sao có thể đồng thời có được 12 mỹ nữ chứ. Có người lại nói, vì bọn họ không biết vòng hoa được ném ra đó có thể quyết định diễm phúc của một nam nhân, bọn họ muốn có một cơ hội cứ óp đoạt công bằng. Có người thậm chí còn há miệng thét lớn. Đòi tìm tứ cẩu quyết đấu. Tứ cẩu có nằm mộng cũng không tưởng được là có một ngày như hôm nay, bị sự sung sướng làm cho choáng váng đầu óc, chỉ đứng đó lấy tay vuốt ve vòng hoa rồi cu 7-0-72 y ngây ngô. Thanh âm của Đại Ni lại vang lên, các vị anh hùng hào kiệt,
đối với sự hậu đãi của các vị, Đại Ni cảm kích bất tận, nhưng hạnh vận nhân chỉ có một, các vị xin mời. Tuy Đại Ni hạ lệnh đuổi khách nhưng chúng nhân nào có đồn ý cơ chứ? Tiếng mắng chửi cứ thao thao bất tuyệt, có người khí thế hầm hầm đòi tới đập bẹp tứ cẩu, có người phi lên vũ đài muốn ôm mỹ nhân chạy về. Lúc này trên vũ đài xuất hiện 18 hòa thượng chốc đầu, những nam nhân dâm dê phi lên đài đều bị đánh bay xuống dưới, ở hai bên cũng chạy ra hai đội võ sĩ để trấn áp tình cảnh hỗn loạn. Còn những nam nhân muốn tìm tứ cẩu quyết đấu thì bị Độc Cô Minh, Triệu Tử Huy và Hy Bình đánh bật trở lại. Đại Ni sắc mặt xương lạnh nói, nếu như các phi năm ngay cả chắt thể diện cũng không cho tiểu nữ tử, thiếp chỉ đành phải nói lời xin lỗi. Trong chúng nhân có một vài vị phú gia công tử non gan hoặc không biết võ nhìn thấy trận xô xát đều luống cuống, chửi mát vài câu rồi bước ra. Một ít võ lâm nhân sĩ muốn gây sự nhưng thế lực đơn bác, chỉ đành phóng vài phát sắm sau cùng rồi bỏ đi, cuối cùng chỉ còn lại 5 người Hy Bình và 5 người Lãng Vô Tâm. Đại Ni vẫy tay một cái, hòa thượng và võ sĩ đều đi ra, nàng bước xuống vũ đài, nói, Lãng công tử, vì sao chàng còn chưa đi? Lãng Vô Tâm chậm chậm nói, tại hạ đối với cô nương tình thâm như biển, sao đành bỏ đi như vậy chứ? Đại Ni nói, thiếp tin vào vận mệnh, nếu như mệnh chung đã định là chàng thiếp sẽ không chút do dự mà gả cho chàng nhưng vận mệnh siêu siêu lại chọn đúng vị công tử này nói xuân dùng ngón tay xinh xinh hát chi ba vào tứ cẩu. Sau đó Đại Ni bước đến gần Lãng Vô Tâm, ghé vào tai hắn nói, Lãng công tử, người đã vụng trộm với 4 tỷ muội trong chúng ta rồi còn chưa vừa lòng sao? Lãng Vô Tâm cười nói, chính vì như thế cô nương mới có thể hiểu ra ta là nam nhân chân chính, cô nương không cảm thấy đánh mất ta làm ổ tổn thất nghiêm trọng hay sao? Huống gì ta chỉ yêu có mình nàng, cô nương lại càng phải báo đáp tấm thâm tình này của ta. Đại Ni nói, bên cạnh chàng không phải đã có rất nhiều nữ nhân rồi hay sao? Sao lại nói là yêu mình thiếp? Ta thấy vị nữ hài này vừa bị khai bao, xòe nụ ý là bị phá trinh, nhất định là kiệt tác của công tử rồi hả? Lãng Vô Tâm cười khổ nói, nếu như là ta thì tốt qua, đáng tiếc người cướp đi lần tu 71 nhất của cô ấp là nam nhân khác, cô nương đừng hiểu lầm. Hy Bình ôm Thủy Khiết Nhu bước tới, nói, luận về tư sắc Đỗ Quy Ê cũng không kém nàng bao nhiêu, và lại còn trẻ tuổi hơn, Lãng Vô Tâm đương nhiên không muốn bỏ qua, đáng tiếc tiểu Đỗ Quyên của ta lại không yêu hắn. Lãng Vô Tâm thích giữ gìn phong độ, lại tự tin là nữ nhân trong thiên hạ đều muốn tự động nhào vào lòng hắn. Cho nên hắn không bao giờ cưỡng bức nữ nhân tương hảo, đấy là chỗ khả ái nhất của hắn, ha. Hy Bình không quên nháy mắt với Lãng Vô Tâm, khiến Lãng Vô Tâm tức giận nhưng không thể nói gì. Bất quá hắn cũng thích Hy Bình nói hắn có phong độ khả ái, hắn lúc nào cũng nghĩ như vậy. Đại Ni quát vào mặt Hy Bình, ngươi là ai? Hy Bình cười nói, nếu như nàng muốn lấy được người may mắn của nàng, trước tiên nên đối tố với ta, nếu không thì đừng mong có được hạn vận nhân của nàng. Đại Ni lập tức hiếu ra nam nhân này và hạnh vận nhân của nàng là cùng một nhóm, không tiện dò hỏi Hy Bình liền quay sang Lãng Vô Tâm nói, Lãng công tử, thiếp quay lại đây. Thai 61P đã là danh hoa có chủ, thứ cơ thiếp không thể tiễn chàng. Lãng Vô Tâm đột nhiên cười lớn, nàng bằng lòng chọn người kém hơn chứ không chọn người tốt nhất, vậy thì tùy nàng thôi, ta đã thử qua tư vị của thiên trúc mỹ nữ, coi như không uổng chuyến đi lần này. Hắn quay mặt sang nói với Hy Bình. Ta rất thích Băng Băng, và còn La Sử Nữ ở bên cạnh ngươi cũng là một mục tiêu của ta. Hy Bình hờ hững nói, Băng Băng chỉ yêu một nam nhất duy nhất là ta thôi, còn những nam nhân khác trong mắt nàng chỉ là bãi cứt chó. Còn như La Sử Nữ, thật bất hạnh, bắt đầu từ chiều hôm nay nàng đã vứt bỏ kiếp sống Sử Nữ, ngươi đi tìm mục tiêu khác đi. Lãng Vô Tâm rất có phong độ nói, tay chân ngươi nhanh lắm, không biết ai bảo muốn bảo trụ trinh tiết cho La Mỹ Mỹ nhỉ. Hy Bình thẻ lưỡi liếm môi nói, hình như là ta, bất quá nàng chỉ muốn ta cưỡng hiếp nàng, ta cũng chẳng biết làm sao. Lãng Vô Tâm nghiêm túc nhìn Hy Bình nói, xem ra ta phải đánh giá lại thực lực của ngươi, nam nhân có thể khiến cho Đỗ Quyên phải dã rời kiệt quệ đích xác không phải là nam nhân đơn giản, dù sao thì cũng là thủy mộng nữ trăm năm khó gặp. Nói xong, bế Đỗ Quyên đang ngồi trên ghế lên, nói với Thủy Khiết Nhu, chúng ta đi. Hy Bình buông Thủy Khiết Nhu ra. Cười nói, Lãng Vô Tâm, phiền ngươi chiếu cố cho Đỗ Quyên. Lãng Vô Tâm ôm Đỗ Quy 6N, dẫn Thủy Khiết Nhu ba người hướng về phía Đại Ni cáo từ. Hy Bình lại vọt lên trước bước tới ôm lấy Bạch Tư từ đằng sau. Bạch Tư vùng vẫy nói, ngươi muốn gì?
Hy Bình kiên định nói, ta muốn mang nàng về nhà. Bách Tư hét lên, ta không muốn quay về, ta không muốn về Bạch Dương bộ lạc. Lãng Vô Tâm quay đầu lại nói, sư muội, muội cứ theo hắn về đi. Theo ta sẽ không có kết quả tốt đâu. Ngừng một chút, lại cười với Hy Bình, Hoàng Hy Bình, ta thay ngươi chiếu cố cho Đỗ Quyên, ngươi cũng thay ta chiếu cố cho hài tử tong bụng Bạch Tư. Khi hài tử ra đời, đừng quên xem nó giống ai, ha ha. Bạch Tư xấu hổ nói, Lãng Vô Tâm, ngươi là đồ vô sỉ. Lãng Vô Tâm cười dài một tiếng, bước đi trước. Đại Ni nhìn tứ cẩu, nam nhân này cao to khỏe mạnh, tướng mạo cũng rất anh tuấn. Kỳ thật năm nam nhân này đều là nhân trung chi long, mỗi người đều có những điểm đặc biệt riêng nhưng nam nhân này thật sự tuấn mỹ hoàn toàn không có vẻ vô lại như Hoàng Hy Bình. Kẻ cứ phớt lờ sự phản đối của nữ nhân mà cứ ôm giết lấy người ta không chịu buông. Đáng tiếc hắn không phải là hạnh vận nhân cho nên nàng không để ý nhiều đến hắn. Đại Ni nói với tứ cẩu, phu quân, có thể nói tên của chàng cho Đại Ni biết được không? Tứ cẩu choàng tỉnh khỏi giấc mộng, nói tứ cẩu. Đại Ni nhíu mày nói, tử cẩu. Hoa Tiểu Ba chen vào nói, cũng gần giống thế. Đại Ni ngạc nhiên hỏi, các người là? Độc Cô Minh, Hoa Tiểu Ba và Triệu Tử Huy ba người tranh nhau giới thiệu về bản thân mình. Đại Ni cười nói, nguyên lai các vị đều là huynh đệ của phu quân thiếp, và lại ai ai cũng là anh hùng. Đại Ni thật là cao hứng vì phu quân của mình có được những huynh đệ như thế này. Tứ cẩu vẫn có chút không tin những chuyện này là thật, nói, nàng thật muốn làm nữ nhân của ta à? Đại Ni cười nói, không chỉ thiếp là nữ nhân của chàng mà 11 người bọn họ cũng là nữ nhân của chàng. Hoa Tiểu Ba cười lớn, oa, sư phụ, người phát tài rồi, ngay cả tỷ phu cũng không có được diễm phúc như người. Tứ cẩu lúng túng nói, không dám, không dám. Đại Ni nhu tình như thủy nói, phu quân, chàng bây giờ đưa thiếp về nhà nhé. Đêm đã khuya lắm rồi. Tứ cẩu nói, nhưng mà còn đám thủ hạ và lũ đầu chọc của nàng. Đại Ni giải thích, bọn họ thu xếp xong mọi việc ở đây sẽ quay trở lại thiên trúc báo tin vui cho nhà thiếp. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ thiếp, nay thiếp đã có phu quân bảo vệ, nhiệm vụ của họ coi như đã hoàn thành, sau này phu quân phải bảo hộ cho bọn thiếp nha. Tứ cẩu nghe những lời nũng nịu này của nàng, toàn thân gần như mềm nhũn, bất giác vênh váo nói, đương nhiên là như vậy rồi, ai dám đụng đến nữ nhân của tứ cẩu ta. Đại Ni nói, thiếp thấy phu quân cầm đao. Biết Nagi chàng là một nhân vật tài ba. Tứ cẩu xấu hổ nhìn Hy Bình, nói ta bình thường không hay dùng đao vì đao này lực sát thương quá lớn, ta sợ giết nhiều người sẽ gặp báo ứng. Đại Ni nói, vậy phu quân ngoại trừ đao pháp ra còn bí ớt công phu gì? Tứ cẩu khoác lác nói, ta 18 môn võ nghệ môn nào cũng cao cường. Đại Ni hỏi, còn dùng đao thì sao? Tứ cẩu do dự một hồi, hơi đỏ mặt nói, đương nhiên là thiên hạ vô địch. Bốn nam nhân khác suýt nữa thì bật cười nhưng nén lại kịp. Phải để cho huynh đệ chút thể diện chứ. Đại Ni nói, phu quân, Đại Ni rất nôn nóng muốn thành nữ nhân chân chính của chàng. Hoa Tiểu Ba thò đầu ra nói, đã là như vậy, Tech In thay sư phó dẫn đường. Các vị mỹ nữ, xin hãy theo. Hy Bình nhìn bốn nam nhân và mười mấy mỹ nữ lần lượt bước đi, âu yếm nói với Bạch Tư đang ở trong lòng mình, Bạch Nhi, chúng ta cũng trở về nhé. Bạch Tư nói trong nước mắt, không, thiếp không theo chàng quay về đâu, thiếp hận chàng. Hy Bình thở dài thất vọng, nói ta biết nàng hận ta, nhưng hiện tại nàng không còn ai để nương nhờ, ta không đành lòng, ta muốn mang nàng về cạnh phụ thân nàng. Sau này nàng không sợ phải gặp ta nữa. Bạch Tư đột nhiên ra sức giãy giụa khóc, chàng khi phụ Tư Nhi. Ngay từ đầu đã khi phụ người ta, thiếp không muốn về. Hy Bình lau nước mắt cho nàng nói, đừng khóc. Khóc nhiều không tốt cho thân thể, đối với hài tử trong bụng nàng cũng sẽ không hay. Bạch Tư tức giận nói, đã không phải là của chàng, không cần chàng quan tâm. Hy Bình đột nhiên hỏi, nàng có yêu Lãng Vô Tâm không? Bạch Tư sắc mặt trở nên lạnh lùng nói, liên quan gì đến ngươi? Hy Bình thở dài, chuyện đó có liên quan đến ta, nàng đã từng yêu ta phải không? Bạch Tư nghiến răng nói, ta từ trước đến nay chưa bao giờ yêu cái tên chó được như ngươi. Hy Bình nói, chúng ta đi thôi, nàng nếu không muốn đi, ta đành phải ép nàng đi. Bạch Tư biết hắn có khả năng đó, vì hắn ngoại trừ là một tên chó được ra còn là một tên trâu nước, man lực toàn thân có sức mạnh như trâu. Trọng lượng của thân thể nàng đối với người có thể lực kinh nhân như hắn mà nói,
căn bản không đáng kể cho nên cuối cùng vẫn bị hắn bế trở về. Về tới Viễn Dương tiêu cục thì đã nửa đêm. Trên đường đi, Hoa Tiểu Ba, Độc Cô Minh và đám mỹ nữ Thiên Trúc rất thân thiết với nhau, tựa hồ như có thể bổ dưa ăn chung. Đương nhiên, trên danh nghĩa đám nữ nhân này là thị thiếp của tứ cẩu, bọn họ chỉ đành nhỏ dãi mà thèm thôi chứ tịnh không muốn chiếm đoạt đồ vật của huynh đệ. Đương nhiên, đỏ mắt là không thể tránh khỏi. Hy Bình không muốn chen vào giữa bọn họ, chỉ lặng lẽ ôm Bạch Tư đi về phía hậu viện của bọn họ. Triệu Tử Uy cũng nhã nhặn hơn nhiều, hoặc là vì vết thương lại bắt đầu đau. Lúc bước vào Viễn Dương tiêu cục, ngoại trừ người trực đêm ra thì những người khác đều đã đi làm mộng chu công. Tứ cẩu luôn cảm thấy mình như đang nằm mơ, trong một đêm lại có đến 12 mỹ thê tiểu thiếp khiến cho hắn đi đường mà người cứ lâng lâng. Hắn nhẹ nhàng kéo Đại Ni sang một bên, nói, hắc, lão bà, à không Đại Ni, ta muốn thương lượng với nàng một chuyện. Đại Ni ân cần nói, chàng nói đi, thiếp mọi việc đều nghe lời chàng. Tứ cẩu nhìn chúng nữ bên cạnh đang ngẩn ngơ nhìn hắn và Đại Ni nói, những huynh đệ này của ta đối với tỉ muội của nàng rất có hứng thú, mà tỉ muội của nàng và họ hình như cũng rất hợp nhau. Nàng biết đấy, các nàng có đến 12 người mà ta chỉ có một mình, sao ta có thể độc hưởng cái diễm phúc này chứ? Hơn nữa ngoài ra ta còn có vài lão ô bà, ta sợ bọn hốc nhiều nữ nhân quá ta kham không nổi, nàng có thể bảo bọn họ từ trong những huynh đệ của ta chọn lấy người ưng ý mà theo không? Đại Ni mỉm cười hiểu ý nói, phu quân, chàng thật là có khí khái, có thể đem nữ nhân của mình hai tay dâng cho người khác. Chàng đã nguyện ý thì bọn thiếp có gì mà không được chứ? Tứ cẩu cảm kích hôn lên mặt Đại Ni một cái rồi quay đầu lại dõng dạc nói, các vị mỹ nữ, lão đại của các nàng đã nói rồi, các nàng không nhất định phải theo ta, các nàng có thể tìm quyền lợi cho riêng mình. Những huynh đệ này của ta đều là những nam nhân rất khá, các nàng thích ai thì cứ theo người đó. Chúng nữ đồng loạt vui mừng, nhìn lên ngọc đèn trong phòng của Viễn Dương tiêu cục, đêm nay lại có nhiều ngọn đèn muốn sáng hơn rồi. Hoa Tiểu Ba kinh hỉ nói, sư phó quả nhiên không quên đồ nhi. Triệu Tử Uy bước qua vỗ lên vai tứ cẩu, nói, hảo huynh đệ. Rồi quay lại ôm hai mỹ nữ bước đi trước. Độc Cô Minh cũng ôm lấy hai mỹ nữ đứng cạnh nói, một khá xuân tiêu đáng giá như thế nào mọi người đều hiểu cả, ta cũng muốn đi tìm hiểu kỹ mỹ nữ của đêm xuân đây. Hẹn ngày mai gặp lại. Hoa Tiểu Ba cười nói, sư phụ, đồ nhi là yêu thương người nhất, để giảm nhẹ gánh nặng cho người, con sẽ nỗ lực gấp bội. Cho tới lúc này, cuối cùng cũng tìm được ba vị hảo tỷ tỷ rất tâm đầu ý hợp với con, người đã không phản đối thì con xin đem họ về dạy cho họ gọi con là thân ca ca. Người bảo trọng thân thể, con xin cáo từ nói xong hắn chu mỏ huýt sáo rồi sải bước về phía trước, chỉ thấy trong đám có ba mỹ nữ cúi đầu đi theo hắn. Tứ cẩu cười mắng, tên tiểu tử này. Hy Bình cũng cười nói, năm nữ nhân lại cộng thêm một Dạ Lai Hương, người ngày mai liệu còn có thể động đậy không? Tứ cẩu cả kinh nói, người không giúp ta à? Hy Bình nhìn bác Tư trong lòng mình nói, người hình như quên mất rằng bên cạnh ta cũng có không ít nữ nhân, hơn nữa hiện tại còn đang ôm một nữ nhân phiền phức, người tự mình hưởng dụng đi nhé. Hạnh vận nhân. Tứ cẩu nhìn Hy Bình rời đi, rồi lại nhìn năm nữ nhân bên cạnh mình. Hừ một tiếng nói, không có nghĩa khí. Đại Ni quay lại nói với tứ cẩu, phu quân, nam nhân này rất kỳ quái. Tứ cẩu nói không ra đầu ra đũa, kỳ quái còn ở về sau kia. Đại Ni không hiểu ý, chỉ đáp lại một tiếng, vậy ư. Bỗng đổi giọng hờn dỗi nói, phu quân, không nói đến hắn nữa. Đêm nay đúng là một đêm tuyệt vời đối với chúng ta, cần phải quý trọng. Đưa bọn thiếp về phòng chàng. Bọn thiếp sẽ vì chàng mà bị ỉu diễn những tiết mục ca vũ tuyệt vời nhất nhé. Tứ cẩu nhất thời sắc tâm đại khởi, hào khí đại phát nói, theo ta nào. Các mỹ nữ, ta muốn cho các nàng biết tứ cẩu ta cũng là một thiết đả hán tử. Bạch Tư nằm trong lòng Hy Bình khẽ nhúc nhích, mở mắt nhìn chằm chằm vào Hy Bình, mang theo khẩu khí không thể lý giải lại có chút chua xót, ngươi không phải rất háo sắc ư. Vì sao lại không muốn mấy mỹ nữ dị quốc đó để phát tiết thú dục? Hy Bình nói, nàng không phải đã nói ta có quá nhiều nữ nhân sao? Ta có nhiều nữ nhân như thế, hà tất phải đi tranh giành địa bàn của huynh đệ. Đương nhiên, nàng nếu muốn quay lại làm nữ nhân của ta, ta cầu còn không được. Thân hình mảnh mai của Bạch Tư khẽ run rẩy nói, nằm mơ giữa ban ngày. Hy Bình nói, mặc dù nàng đã cho ta trinh tiết, hơn nữa số lần cùng ta hoan ái cũng không ít, nhưng nàng từ trước tới nay chưa bao giờ chủ động hiến thân cho ta.
cho nên ta ngu ngơ không thể đoán được tâm ý của nàng đối với ta. Ta chỉ cam đoan làm những chuyện mà ta muốn làm, lúc trước để cho Lãng Vô Tâm mang nàng đi là bởi vì ta mong nàng tìm được người trong mộng. Hôm nay, ta quyết lưu nàng lại vì ta cảm thấy nàng nên quay về nhà. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, hi a là nàng yêu Lãng Vô Tâm nhiều như thế nào, nàng cũng chỉ có một cách lựa chọn là ở bên cạnh ta cho tới ngày ta mang nàng về Bạch Dương tộc, minh bạch chưa? Bạch Tư Như giận dỗi mà không phải dỗi nói, người ngoại trừ dùng trò ngang ngược ra còn biết gì nữa. Hi Bình không trả lời chỉ lạnh nhạt nói, ta đề nghị nàng thử từ trong tâm linh thu nhận ta. Nói thật, chỉ cần có ngày nàng cam tâm tình nguyện trở thành thê tử của ta, ta sẽ rất cao hứng. Bạch Tư đột nhiên khe khẽ nói, ngươi không để tâm chuyện ta đã từng cùng Lãng Vô Tâm hoan ái sao, còn hài tử của hắn đang ở trong bụng ta nữa. Hi Bình cười nói, chỉ cần người nàng yêu là ta sẽ đem đến cho nàng sung sướng và thỏa mãn vô hạn. Nàng cần phải biết rõ là ta có thể làm được. Bạch Tư còn có thể nói gì nữa? Nam nhân này chuyện khác thì không nói, chứ về phương diện thỏa mãn nữ nhân thì đúng là vô nghi. Nàng chỉ có thể hừ một tiếng rõ to rồi nói, đại công cẩu. Ngoài chuyện này ra nàng không nói gì khác. Đột nhiên Dã Mân Côi mở cửa ra, nói, Bạch tỷ tỷ, ai là đại công cẩu? Hi Bình nói, Mân Côi, nàng vẫn chưa ngủ à? Dã Mân Côi nói, vừa bị tiếng ồn đánh thức, là mỹ nữ của chàng tỉnh lại cứ khóc mãi không thôi, thiếp mất hồi lâu mới khiến cho nàng yên tĩnh trở lại. Bất quá nàng ấy vẫn chưa ngủ, còn đang nằm trên giường đợi chàng kia. Hi Bình nói, thật đã làm khổ nàng rồi, ta sẽ bồi thường cho nàng rồi, bế Bạch Tư bước vào phòng. Trên giường, là Mỹ Mỹ và Tiểu Tước nhìn thấy Hi Bình, đầu tiên thì giận dữ, sau đó lại vui mừng. Hi Bình đặt Bạch Tư ngồi lên ghế, nói, Tước Nhi, sao còn chưa ngủ? Tiểu Tước không trả lời, là Mỹ Mỹ mở miệng mắng, Hoàng Hi Bình, tên dâm tặc ngươi, trả lại sự thanh bạch cho ta. Hi Bình cười nói, hiện tại đêm đã khuya rồi. Nàng nếu cứ làm huyên náo như vậy, ta sẽ làm nàng trước tiên để cho nàng yên lặng. Dã Mân Côi nói, Hi Bình, hai người bọn họ nếu không có thời gian 2-3 ngày thì không thể hành động tự nhiên được, ngày mai làm thế nào để lên đường trở về. Hi Bình đã từng là hỏa sa phu nên nói ngay, tìm 2 cỗ xe là được rồi. La Mỹ Mỹ nói, chỉ cần ta trở về, lập tức sẽ trình báo lên quan phủ mang tên dâm tặc ngươi đi hoạn rồi bắt vào cung làm thái giám. Ngữ khí của nàng tuy độc ác nhưng tiếng nói lại rất nhỏ, có lẽ sợ Hi Bình lại xâm chiếm nàng. Hi Bình đột nhiên nghĩ lại thấy nàng và trung niên ni cô giống hệt như là Đỗ Tư Tư, bèn cười nói, nữ nhân muốn hoạn ta không chỉ có một mình nàng đâu, nhưng không có ai thành công cả. Nàng biết vì sao không? Vì những người hoạn ta đều biến thành bị ta a sức hoạn hết, ha ha. La Mỹ Mỹ hừ một tiếng. Dã Mân Côi đột nhiên nghĩ ra gì đấy, nói, Hi Bình. Đêm nay chàng còn muốn ngủ ở đâu không? Hi Bình trầm tư một chốc, nói, nàng sang chỗ tứ cẩu gọi Dạ Lai Hương sang đây. Ta thấy nàng ấy đêm nay chắc không được tứ cẩu sủng ái đâu. Nàng đem nàng ta tới phòng La Mỹ Mỹ và Tiểu Tước mà ngủ đi. Dã Mân Côi nói, tứ cẩu mang theo mấy nữ nhân về. Hi Bình nói ngắn gọn, 5 người. Dã Mân Côi nói, tên tứ cẩu này, ngày mai nhất định sẽ ỉu xìu cho mà xem. Hi Bình, thiếp đi kiếm Lai Hương đây, nếu chàng chịu không nổi thì tới phòng của bọn thiếp để Lai Hương bồi thiếp chàng. Hi Bình tiễn nàng ra ngoài nói, tuy nàng và Lai Hương đều không phản đối, nhưng ta không thể qua được. Chúc nàng ngủ ngon, đêm mai đừng có mượn cớ mà trốn ta đấy nhé. Dã Mân Côi cảm thán, có nhiều lúc thiếp thật hoài nghi chàng không phải là người. Nói xong mỉm cười một cái rồi quay người thiết tha bước đi. Hi Bình khóa cửa lại nói, Tư Nhi, ngủ đi. Hi Bình cởi quần áo, giày dép rồi bước đến giường, chui vào trong chăn ôm lấy La Mỹ Mỹ lõa lồ nằm bên cạnh, sau đó dịch sang một chút nhường nửa giường cho Bạch Tư. Bạch Tư còn chưa chịu bước lên, hình như có ý không muốn đi ngủ. Hi Bình khống chế sự dãy dụa yếu ớt của Mỹ Mỹ, quay sang nói với Bạch Tư, nàng không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ đến hài tử ở trong bụng chứ. Nào, ngủ đi, về sau không có sự đồng ý của nàng, ta sẽ không cưỡng bách gì nàng nữa, được không? Bạch Tư nhìn hắn một lúc, cuối cùng cũng hòa hoãn bước lên giường. Nàng vừa nằm xuống thì không biết tại sao trong phút chốc nàng đột nhiên cảm thấy mũi cay cay, hai hàng nước mắt lặng lẽ ứa ra. Hi Bình dùng một tay đắp chăn cho nàng, giọng nói ôn nhu như dỗ dành hài tử, như thế mới ngoan chứ.
Là Mỹ Mỹ thôi không ngọ nguậy, nói cho ta về phòng ngủ. Hy Bình hỏi lại, nàng có thể đi lại à? Là Mỹ Mỹ yên lặng. Hy Bình trầm tư một lúc, nói, nàng không thích ngủ cùng ta à? Là Mỹ Mỹ nói, người biết rồi còn hỏi. Hy Bình nói, vậy thì đổi cho Tước Nhi nằm cạnh ta đi. Hắn vừa định ngồi dậy thì cảm thấy cánh tay bị La Mỹ Mỹ nắm lấy, hơn nữa mặt nàng cũng đồng thời vùi vào cổ hắn. Hắn hình như hiểu ra điều gì đó, nói thôi được, nàng không thích thì cũng chỉ chịu một đêm nay thôi, từ ngày mai nàng sẽ được khôi phục lại tự do. Tiểu tước thâm tình nói, đại sắc ma, tiểu tước muốn vĩnh viễn được ở bên chàng. Hy Bình nghiêng mặt sang hôn nàng, nói chắc chắn. Tiểu tước lại nói, thiếp muốn gối lên cánh tay cường tráng của chàng để ngủ. Hy Bình đưa cánh tay đang đặt trên lưng Mỹ Mỹ ra cho nàng gối, cánh tay khác cũng rời khỏi lưng La Mỹ Mỹ luồn dưới cổ Bạch Tư nhẹ ôm lấy nàng nói, nàng cũng gối lên tay ta mà ngủ, đừng phản đối. Bạch Tư không kháng nghị, nàng lấy ống tay áo quệt qua khóe mắt đang ươn ướt, sau đó dùng tay phải vấn tóc. Hy Bình nói, trong ba người nàng, bất kể là nguyện ý hay không nguyện ý thì đêm nay đều là nữ nhân của ta, còn ngày mai có muốn làm nữ nhân của ta hay không thì các nàng tự quyết định. Mỹ Mỹ, đừng có dùng răng cắn tay ta muốn ngủ. Là Mỹ Mỹ biện bạch, người ta có làm gì đâu. Hy Bình cười rồi nhắm hai mắt lại chuẩn bị ngủ. Cho dù ba nữ nhân này trong lúc hắn ngủ, có làm gì trên người hắn cũng không cảm thấy chán ghét. Mà có lẽ chỉ thấy vui thích. Có những lúc ngoài miệng nói không thích thì trong lòng lại thích muốn chết. Miệng nói hận thì trong lòng lại tình sâu như biển. Hắn thật sự đã ngủ. Một giấc ngủ rất ngon. Cáo biệt Viễn Dương Tiêu Cục, mọi người lại một lần nữa bước lên đường. Là Mỹ Mỹ và Bạch Tư đêm đó sau khi tỉnh lại, kiên quyết không chịu ngủ chung phòng với Hy Bình. Cho nên trên đường đi, Hy Bình an bài cho hai nàng và Vưu Túy, Thi Nhu Vân ở cùng nhau, chỉ để lại Dã Mân Côi và Tiểu Tước bồi tiếp hắn. Tứ cẩu hưởng hết diễm phúc, năm Mỹ nữ thiên trúc lại thêm Dã Lai Hương, khiến hắn gần như thở không ra hơi. Cho nên trên đường đi, mấy lần ngủ gà ngủ gật trên lưng ngựa mà ngã cả xuống đất. Cũng may hắn da dày xương cứng không đến nỗi vì thế mà bỏ mạng. Điều khiến cho tứ cẩu cảm thấy kỳ quái nhất là Đại Ni khi giao hoan cùng hắn thì chiều chuộng trăm điều, nhưng bình thường lại rất dễ phân tâm, giống như đang nghĩ về một điều gì đấy. Có nhiều lần hỏi nàng tại sao, nàng chỉ nói là có chút nhớ cố hương và người thân ở đó. Nhưng tới buổi tối lúc giao hoan, nàng lại biểu hiện nhu tình vô hạn, lại còn thường nũng nịu đòi tứ cẩu cho nàng xem thử đao pháp. Nàng nói muốn nhìn thấy khí phách anh hùng của phu quân lúc xử đao. Tứ cẩu có nỗi khổ thì chỉ đành tự mình nuốt, lúc trước vốn là Hoa Tiểu Ba cầm Liệt Dương chân đao, nhưng do Hoa Tiểu Ba thụ thương nên đao lại rơi vào tay hắn. Sau này Hoa Tiểu Ba cầm kim thương thấy thoải mái hơn nhiều so với cầm đao cho nên không muốn đổi lại cho tứ cẩu, hơn nữa càng quấn quýt đòi tứ cẩu dạy hắn thương pháp. Tứ cẩu vì chót khoe khoang trước mặt Đại Ni là hắn võ nghệ siêu hạng, rồi lại bị Hoa Tiểu Ba rối rít đòi mượn kim thương, cuối cùng phải cho luôn Hoa Tiểu Ba, hơn nữa còn ba hoa dùng thương chưa phải là cường hạn của hắn, hắn thích dùng đao hơn. Tứ cẩu sở dĩ nói vậy là vì vào cái đêm Đại Ni hiến thân cho hắn đã nói rằng nàng thích nhất là nam nhân dùng đao. Cho nên bất kể là hắn thích hay không thích dùng đao hoặc là biết hay không biết dùng đao đều đã không còn quan trọng, chỉ cần có thể làm cho nữ nhân vui vẻ, điều đó mới là tối quan trọng. Nếu không phải là lúc khẩn yếu thì đao không cần phải giao lại cho Hy Bình. Hy Bình thì càng chẳng cần phải nói, hắn từ trước đến nay chỉ khi nào cần dùng đến đao thì mới sở đến nó, bình thường thì đều là hai tay không, càng tiện để hắn trái ôm phải ấp. Một chiều hoàng hôn sau 10 ngày lặn lội, bọn họ dừng chân tại một khách sạn. Tứ cẩu nhanh nhanh chóng chóng chạy vào phòng tiếp tục hưởng diễm phúc, Hoa Tiểu Ba thì bị bốn nữ nhân kéo vào phòng làm thân ca ca, Triệu Tử Huy. Độc Cô Minh đương nhiên cũng không chịu thua kém, Hoàng Dương phu phụ và những người khác tự nhiên cũng muốn nghỉ ngơi. Hy Bình để cho Dã Mân Côi và Tiểu Tước ngủ trước rồi đưa Tuyết Nhi tới phòng đám nữ nhân Vưu Túy. Dã Mân Côi và Tiểu Tước đồng thanh nói, tốt nhất là đêm nay chàng đừng có quay lại, cho dù có quay lại cũng không được đánh thức bọn thiếp. Chàng đúng là con trâu được vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Tuyết Nhi ngơ ngác hỏi, phụ thân sao lại biến thành con trâu được thế? Hy Bình nói, đáng tiếc là các nàng phản đối, vậy ta cũng chẳng có cách nào hơn. Hy Bình bế Tuyết Nhi đến trước cửa phòng Vưu Túy gõ cửa. Trong phòng vọng lên tiếng của La Mỹ Mỹ, Tuyết Nhi à.
Aziza mở cửa đây. Người mở cửa lại là Thi Nhu Vân, Hy Bình cười cười với nàng, nói, vì sao lần nào ra mở cửa cũng là nàng. Thi Nhu Vân không thèm để ý tới hắn, chỉ lặng lặng khép cửa lại. Hy Bình đặt Tuyết Nhi xuống, đột nhiên cảm thấy sau lưng nhói đau, vòng tay lại chộp một cái, nắm được ngọc thủ của Thi Nhu Vân, đoạt lấy chủy thủ trong tay nàng, nói, ta đã nói nhiều lần rồi, muốn giết được ta thì phải mua lấy một thanh chủy thủ sắc bén, lần nào cũng cầm thanh này đâm ta, đến một chút sáng ý cũng không có, nàng thật thiếu tính nhẫn nại. Tuyết Nhi nói, phụ thân, A-di lại chơi cái trò gọi là sau lưng đâm một dao với cha à. Hy Bình ném đao cắm sâu vào ván cửa, nói, Tuyết Nhi ngoan, để Thẩm Thẩm bế con đi ngủ. Vưu Túy bế Tuyết Nhi lên giường, để nó nằm ngay ngắn rồi mới nói, Hoàng Hy Bình, người đừng làm đau thay Thu Vân. Hy Bình nói, Túy tỷ, ta không thể để nàng ấy lưu lại bên cạnh. Nàng ấy rất phiền phức. Vưu Túy nói, người đừng nói với ta là ước định giữa ngươi và Thi Trúc Sinh không liên quan đến ta. Ngươi nếu như muốn đối với người chết cũng không giữ chữ tín thì cũng không ai dám nói gì ngươi, dù sao thì đó vẫn là thói quen xấu của tên hỗn đản ngươi. Là Mỹ Mỹ nói thêm vào, đúng, Túy tỷ, hắn là tên vô lại không biết nói chữ tín. Hy Bình nói, Mỹ Mỹ, nàng không cần phải ý kiến nhiều như thế, cho dù nàng nhìn không quen tác phong của ta thì cũng xin nàng hãy nhẫn nại vài ngày. Ta tin rằng không cần bao lâu ta sẽ làm thay đổi cách nhìn của nàng. Nàng tính thử xem còn cách nhà nàng bao nhiêu lộ trình. Là Mỹ Mỹ sẵn giọng, ta không biết tính. Hy Bình bế Thi Nhu Vân lên giường của Vưu Túy, Vưu Túy nhường nàng nằm trong còn Tuyết Nhi thì nằm giữa. Vưu Túy không khách sáo nói với Hy Bình, người có thể đi được rồi. Hy Bình lại ngồi lên mép giường, chăm chú nhìn nàng hồi lâu rồi nói, nếu như Thi Trúc Sinh không chết liệu nàng có gả cho ta không? Vưu Túy nói, Trúc Sinh là phu quân ta. Cả cuộc đời Vưu Túy ta chỉ xuất giá một lần. Hy Bình nhạt nhẽo nói, có thể rồi hôn lên môi nàng một hồi lâu, sau đó nói, đã lâu rồi không hôn nàng, không ngờ vẫn rất thơm ngon. Vưu Túy tức giận nói, ngươi có tin là ta rút kiếm chém ngươi không? Hy Bình cười nói, thì phu nhân, xin bớt giận. Thân hình mềm mại của Vưu Túy khẽ run lên, nói, ngươi gọi ta là gì? Hy Bình nói, chẳng lẽ không phải à? Vưu Túy không biết phải trả lời như thế nào. Hy Bình lấy từ trong ngực ra một cái bình nhỏ, đổ ra một viên tiểu dược hoàn màu trắng, nói, đã là nữ nhân thì không nên mang hài tử không phải của trượng phu, ước định nửa tháng đó từ tối hôm nay bắt đầu hết hiệu lực. Chỉ cần nàng uống nó, nàng lập tức có thể đem Thu Vân trở về hoặc là chọn cách lập tức rút kiếm đâm chết ta. Vưu Túy sắc mặt biến thành trắng bệch nói, ta vì sao lại phải uống nó? Hy Bình liền giải thích, rất đơn giản, trong bụng nàng đã có hài tử của ta. Vưu Túy vừa vui vừa sợ, nói, sao ngươi lại biết? Hy Bình cười cười nói, giờ đã là lúc phải kết thúc, đã xác định rằng nàng có mang, nàng lại chán ghét ta như vậy đương nhiên không thể làm mẫu thân của con ta, đúng không? Vưu Túy dương mắt ngơ ngác nhìn Hy Bình, hai tay đang túm chặt chăn khẽ run rẩy. Hy Bình nói tiếp, cho nên ta quyết định giúp nàng phá đi đứa nhỏ này. Không để hài tử trở thành gánh nặng của nàng, có được không thi phu nhân? Vưu Túy dùng hai tay đẩy vào ngực Hy Bình, hét lên, người cút đi, cút đi. Hy Bình nói, nàng chẳng phải đã nói là không thích loại người như ta sao? Vưu Túy hai mắt đẫm lệ, nói, tên hỗn đản, ma quỷ ngươi lúc nào cũng muốn làm tổn hại đến hài tử trong bụng ta, ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Hy Bình nói, đây cũng là hài tử của ta. Nàng cho rằng ta muốn vậy lắm sao? Nhưng nàng ngoan cố muốn báo thù cho Thi Trúc Sinh, hơn nữa xem ta là đại cửu nhân, nàng đã muốn giết ta thì sao lại sinh hài tử cho ta chứ? Vưu Túy khóc nói, hài tử này là của ta, không phải của ngươi. Hy Bình nói, thân thể nàng chỉ có ta tiến nhập vào một lần, không phải của ta thì của ai chứ? Vưu Túy kiên trì đến cùng nói, ta không cần biết, ta nói không phải của ngươi thì không phải của ngươi. Hy Bình nói, hà tất phải cố chấp như vậy, sau khi nàng uống thuốc này rồi có thể dê ta mà không băn khoăn gì cả. Hơn nữa sau này nàng muốn có hài tử chỉ cần tìm một nam nhân tốt. Muốn sinh bao nhiêu cũng được, nào, nghe lời ta uống nó đi hai người chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau, không phải là rất tốt sao? Là Mỹ Mỹ bất bình nói, Hoàng Hy Bình, người tàn nhẫn lắm. Hy Bình quát lên, không phải việc của nàng. Vưu Túy ngồi dậy vừa khóc vừa đi giày,
mặc cho nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nàng cũng chẳng buồn lau đi. Hy Bình kinh ngạc nói, nàng xuống giường làm gì? Vưu Túy khóc lóc nói, ta đi, bây giờ ta sẽ đi. Hy Bình nói, nàng tốt nhất hãy ngoan ngoãn nằm lại giường, bằng không chút nữa trong bụng nàng sẽ có thêm một viên dược hoàn nữa đấy. Thi Nhu Vân ngồi dậy nói, đồ xấu xa, không ai đối đãi với đại tẩu ta như ngươi. Hy Bình nói với nàng, nàng cuối cùng cũng chịu nói rồi à. Ta còn tưởng nàng câm rồi cơ đấy. Thi Nhu Vân lại tức giận nằm xuống, hơn nữa còn phẫn nộ lườm hắn. Vưu Túy đã đi xong một chiếc hài, lúc này đang cầm chiếc còn lại không biết có nên đi vào hay không. Hy Bình đoạt lấy hài của nàng rồi ném xuống đất, rồi nhấc chân đi hài của nàng lên rồi cởi nốt ra, nói, Thi phu nhân, nàng muốn có hài tử này cũng được, nhưng mà nàng phải suốt đời ở bên cạnh ta. Hài tử sau khi sinh ra cũng nhất thiết phải mang họ ta, cho dù nàng thích hay không thích ta, điều này ta không quan tâm nhưng mà tuyệt đối không được xem ta như kẻ thù. Thu Vân có thể ám sát ta, nàng lại tuyệt đối không thể. Vưu Túy đấm vào ngực hắn nói, ngươi là kẻ vô lương tâm, ngươi khi phụ người ta, có gan thì chúng ta quyết đấu công bình, ta sẽ một kiếm giết chết ngươi. Hy Bình rất tán đồng, nói, hảo, nàng uống thuốc rồi ta và nàng công bình quyết đấu. Để cho nàng thống khoái mà rút kiếm giết ta. Vưu Túy không động đậy, phục trên vai Hy Bình, giơ tay từ đằng sau lưng hắn lên lau nước mắt, sau đó buông hắn ra, chui vào trong chăn nói, ta buồn ngủ rồi. Hy Bình bỏ lại dược hoàn vào bình, đút vào ngực, nói, nếu như nàng không nguyện ý theo ta, nàng ngày mai có thể đi, lúc đi mang luôn Thu Vân theo, đi rồi thì tuyệt đối không được quay lại. La Mỹ Mỹ lầm bầm, làm bộ hào phóng. Hy Bình đứng dậy bước đến giường của Bạch Tư, ngồi xuống rồi nói với La Mỹ Mỹ, nàng nếu muốn đi, ta nhất định sẽ vỗ tay kêu tuyệt. La Mỹ Mỹ bĩu môi nói, ta sẽ đi, chỉ là còn chưa đến lúc. Hy Bình mỉm cười nói, vẫn còn không lên tiếng nhờ ta đưa nàng về nhà. La Mỹ Mỹ trừng mắt nhìn hắn, nói, không nói với ngươi nữa, ta buồn ngủ rồi. Hy Bình đột nhiên sắc tâm nổi lên, nói, có muốn ta bồi tiếp nàng ngủ không? La Mỹ Mỹ cả kinh, không cần. Hy Bình cười nói, không cần thật à. Nói rồi nắm lấy tay nàng đút vào trong chăn nhẹ nhàng xoa lấy vú nàng. La Mỹ Mỹ giống như bị điện giật, đẩy ma chảo của hắn ra, nói, đừng đụng đến ta. Hy Bình nói, cũng tốt, nàng là phú gia thiên kim, được chiều chuộng hết sức, đương nhiên tên nhà quê như ta không thể đụng vào. Đáng tiếc à, nàng đêm hôm trước lại bị tên nhà quê như ta đoạt mất trinh tiết. Sau này sao có thể gả cho hào môn công tử được đây? Nói cũng khá chí lý. La Mỹ Mỹ bực bội nói, gả cho ai cũng không thèm gả cho ngươi. Hy Bình chọc ghẹo nói, vậy thì ta yên tâm rồi, ta còn sợ nàng đòi chết, đòi sống muốn gả cho ta cơ đấy. La Mỹ Mỹ bị chọc tức đến á khẩu vô ngôn. Bạch Tư nhẹ nhàng nói, chúng ta thật đã buồn ngủ rồi, người đi đi được không? Hy Bình quay sang nhìn nàng hồi lâu rồi nói, xem ra ta ở trong phòng này rất không được hoan nghênh, đành phải quay lại chỗ có người hoan nghênh ta vậy. Ê y, chỉ mong Mân Côi và Tước Nhi chưa ngủ. Nói xong hắn đột nhiên cúi đầu xuống hôn La Mỹ Mỹ rồi mới đứng dậy cất bước ra khỏi phòng. La Mỹ Mỹ dùng tay quẹt đôi môi bị hắn hôn, bật khỏi giường đi khóa cửa lại, nói, dâm côn. Bạch Tư thở dài, hắn từ trước đến giờ đều là như thế. La Mỹ Mỹ trèo lên giường. Nói chính vì các bộ dạng đó nên mới bị ghét. Không hỏi người ta nguyện ý hay không mà cứ cưỡng ép. Bạch Tư nói, lúc đó hắn cho muội đi, tại sao lại không đi? La Mỹ Mỹ bĩu môi nói, muội đã nói nhiều lần rồi. Muội đã nói nhiều lần rồi mà, muội lúc trước không hiểu vì sao lại không đi, căn bản là không sợ hắn, không sợ hắn chiếm hữu muội. Bạch Tư nói, khó hiểu thật. Vưu Túy bước xuống giường, nói Mỹ Mỹ. Muội vào trong ngủ một chút đi. La Mỹ Mỹ nghe lời nhảy khỏi giường nhường chỗ cho Vưu Túy, nhường nàng và bọn họ ngủ cùng nhau. Vưu Túy nói với La Mỹ Mỹ, ta thấy nàng sớm đã yêu cái tên hỗn đản đó rồi, bằng không sao lại tự động tiễn ra đến cửa. La Mỹ Mỹ nói, muội có sao? Muội ghét nhất là hắn, còn suốt ngày cãi cọ với hắn nữa. Bạch Tư buồn bã thở dài, chúng ta đều là nữ nhân bị ép vào lãnh cung. La Mỹ Mỹ nói, tỷ sao lại nói như vậy, là chúng ta bị đi đầy cho hắn mới đúng chứ? À, Bạch tỷ không còn yêu hắn nữa sao? Bạch Tư nói, kỳ thật không thể hoàn toàn trách hắn, lúc trước hắn vì cứu ta mới phải xâm phạm ta.
Nói thật lòng, ta từ trước đến giờ không hề hận hắn, lúc đầu ta còn không thể kìm được lòng mà ái mộ hắn. Hắn là loại nam nhân có thể khiến cho nữ nhân phong cuồng. Nhưng lúc ta hắn có rất nhiều lão bà, ta cảm thấy rất tức giận, huống hồ hắn còn cưới Bạch Liên khiến cho thành kiến của ta đối với hắn càng thêm sâu đậm, ta nghĩ lúc đó ta đã ăn phải giấm chua. Từ lúc gả cho Lãng Vô Tâm, mặc dù ta đã vô số lần tự nhắc nhở bản thân không được nghĩ tới hắn, nhưng ta làm không được. Lại còn lúc ân ái với Lãng Vô Tâm, ta trong lòng vẫn còn nhớ đến hắn, ta nghĩ ta đã hết thuốc chữa mất rồi. La Mỹ Mỹ ngạc nhiên nói, sao tỷ không nói rõ cho hắn biết. Bạch Tư hồi tưởng lại nói, hắn cũng đã từng nói, chỉ cần ta nói một câu, lúc nào cũng đều có thể trở thành tiểu kiều thê của hắn. Nhưng ta lúc trước đã lựa chọn gả cho Lãng Vô Tâm, giờ đây còn mang trong bụng hài tử của Lãng Vô Tâm, muội bảo ta còn mặt mũi nào mà quay trở lại để hắn ôm ấp. Vư Túy nói, vậy muội có thật muốn trở lại Bạch Dương tộc không? Bạch Tư trầm tư nói, muội cũng không rõ. La Mỹ Mỹ bất bình nói, hắn là tên không có trách nhiệm mà. Có nói thế nào thì lúc đó hắn cũng không nên nhường tỷ cho Lãng Vô Tâm, nữ nhân miệng nói không đúng với lòng cũng là chuyện bình thường. Ngừng một chút rồi lại nói, đừng nhìn muội, muội là ngoại lệ, muội nói ghét hắn tức là ghét hắn, La Mỹ Mỹ sao có thể yêu cái tên nam nhân thô lỗ như hắn chứ? Muội là người đọc sách hiểu lễ nghĩa mà. Bạch Tư cười nói, thật hâm mộ, vậy cứ chờ xem nhé. La Mỹ Mỹ lộ ra thần tình kiêu ngạo nói với Vưu Túy, Túy tỷ. Tên dâm côn đó vừa mới nói sẽ cho tỷ đi, tỷ ngày mai có thể quay lại địa ngục môn rồi. Vưu Túy nói, ta không đi. La Mỹ Mỹ ngạc nhiên nói, tỷ không đi. Nếu hắn lại bức tỷ bỏ hài tử thì tỷ biết làm sao. Tên dâm côn này thật tàn nhẫn, cả cốt nhục của mình cũng đòi hủy. Bạch Tư nói, ta chỉ thấy lạ là sao hắn lại biết Túy tỷ có mang nhanh vậy, chuyện này ngay cả chúng ta cũng đều không biết. Vưu Túy thở dài, hắn nói cũng có đạo lý. Ta mang hài tử của hắn lại cứ tìm hắn báo thù, ta chung quy có thể tự tay giết cha đẻ của con mình hay không? Trúc Sinh trước khi chết đã bảo ta phải nghe lời hắn, nhưng ta sao có thể làm điều có lỗi với thi gia được chứ? Ta cảm thấy rất khó xử, sống đã 30 năm, thật không dễ để có được một đứa con, ta sao lại không cần đứa con này chứ? Ta dù sao cũng là nữ nhân, không hề có dã tâm, chỉ mong có được một gia đình hạnh phúc, có trượng phu và hài tử. Giờ đây trượng phu đã không còn, đứa con là duy nhất đối với ta, có ra sao thì ta vẫn muốn sinh hạ đứa con này. La Mỹ Mỹ nói, tỷ không định báo cửu nữa sao? Vưu Túy không nói gì còn Bạch Tư thì buồn bã thở dài. La Mỹ Mỹ nói, trượng phu của tỷ cũng thật là, đường đường làm nam nhân thì không muốn lại muốn đi làm thái giám, để cho tên dâm tặc đó thừa nước đục thả câu hại tỷ bây giờ phải khó xử. Ở trên chiếc giường khác thì Nhu Vân nói, không được nói xấu ca ca của ta. Vưu Túy nói, Nhu Vân, muội còn chưa ngủ à? Tuyết Nhi đã ngủ chưa? Thì Nhu Vân nhìn Tuyết Nhi, nói, ngủ rồi. Vưu Túy nói, Nhu Vân, muội có về không? Thì Nhu Vân thương cảm nói, Nhu Vân đã không còn có nhà rồi, Nhu Vân muốn ở bên cạnh tên bại hoại, nhất định phải giết hắn để báo thù cho đại ca. Bạch Tư lắc đầu nói, đừng nhìn hắn hoàn toàn không giống như người có võ công. Lúc hắn xuất lôi kiếp đao pháp thì thật sự đáng sợ kinh người. Thi Nhu Vân nói, hắn đánh không lại đại tẩu, chỉ biết giả chết thôi. Bạch Tư nói, cho dù hắn không dùng đao vẫn giật đáng sợ, ngay cả Ô Long cũng bị hắn tay không chế phục. Chỉ cần bị hắn chế trụ, địch nhân dù võ công cao đến mấy cũng không thoát thân được, thần lực và dục tính của hắn đều kinh nhân như nhau. Vưu Túy nói, Nhu Vân, báo cửu rất khó, muội mỗi lần dung chủy thủ đâm hắn đều đâm không được. Ta lần trước tuy có đâm trúng hắn nhưng lại không có cách nào đâm sâu được thêm nữa, hơn nữa từ trong người hắn truyền lại một cỗ nội lực tựa hồ như chấn bay kiếm khỏi tay ta. Đại tẩu hiện tại cũng không biết phải làm sao mới phải, ngay cả dũng khí báo thù cũng không có, tỷ có lỗi với đại ca càng có lỗi với thi gia. Thi Nhu Vân nói, đại tẩu, muội hiểu rồi. Bình thường bọn họ nói muội cái gì cũng không hiểu, kỳ thực muội minh bạch thi gia bọn muội mới là có lỗi với tỷ. Cửu hận của ca ca cứ để Thi Nhu Vân muội đòi, muội có thời gian, muội không tin không giết được tên bại hoại đó. La Mỹ Mỹ nói giúp, ta cũng muốn hoạn hắn. Bạch Tư nói, tỷ hình như đặc biệt thù hận dâm căn của hắn. La Mỹ Mỹ nói không ra đầu ra đũa, cái đó của hắn đi vào trong ta khiến ta đau chết đi sống lại, còn chảy ra bao nhiêu máu nữa, ta chẳng lẽ không nên hận à? Bạch Tư mỉm cười, nhắm mắt ngủ.
Vưu Túy đột nhiên nói, muội khi nào muốn hoạn hắn thì bảo ta một tiếng. La Mỹ Mỹ nói, vì sao? Vưu Túy lại nhắm hai mắt lại giống như Bạch Tư. La Mỹ Mỹ bĩu môi nói, cứ nhử người ta. Tứ cậu có lẽ quá hạnh phúc, đã không phải cưỡi ngựa nữa mà đã biến thành ngồi xe ngựa rồi. Kỳ thực hắn coi như là một nam nhân cường tráng, chỉ là mỗi đêm đều ngủ không đủ, ban ngày lại phải ngủ bổ sung để buổi tối còn tiếp tục mây mưa tái chiến. Sáu nữ nhân bên người hắn nghĩ đến chủ ý thật là tốt, bởi vì thời gian vận động về đêm của hắn thật sự quá dài, nữ nhân của hắn làm sao có thể để hắn vất vả được. Tìm một chiếc xe ngựa, bắt hắn ngoan ngoãn nằm ngủ trong xe. Bởi vì nếu để hắn cưỡi ngựa, hắn sẽ bị ngã từ lưng ngựa xuống, sau đó nói dại lỡ tay chân người ngợm hắn có bị thương chỗ nào, không thể sinh hoạt, thì làm sao có thể đáp lại thâm tình của đám nữ nhân chứ. Bởi vậy bọn họ mới nghĩ ra cách này, bắt hắn ban đêm làm việc, ban ngày tránh ở trong xe nằm mộng chu công bằng ngủ ngon. Hôm nay hắn lại giống như con mèo động đực, buổi tối nỗ lực bắt chuột, ban ngày ngủ trong một cái hộp lớn di động thu lấy quyền lợi được nghỉ ngơi. Việc này khiến hắn thật mất mặt nhưng hắn không thể không làm, hắn đích thực là cần được ngủ mà Hoa Tiểu Ba có thể thông cảm được sự lao lực quá mức của sư phụ, đề nghị tứ cẩu chia cho hắn một hai mỹ nữ. Tứ cẩu nói, ngươi cấm được tiến thêm chút nào, coi chừng ta bắt ba nữ nhân đó của ngươi phải trở về. Hoa Tiểu Ba cười cười, liền đẩy mấy nữ nhân bên cạnh sang cho hắn, miệng nói là hiếu kính sư phụ. Tứ cẩu sắc mặt đại biến, hét lớn, Hoa Tiểu Ba. Người có phải là muốn hại chết ta không? Độc Cô Minh nói, chết làm quỷ phong lưu, thành quỷ cũng sướng hơn làm thần tiên. Triệu Tử Huy nói, Độc Cô Huynh, bây giờ ta mới phát hiện ra ngươi nói chuyện rất thú vị, nếu như ngươi lại tiếp tục cùng ta tranh giành mộng hương, xem ra trước tiên ta phải khóa miệng ngươi lại. Thi Bình mỉm cười, nói chuyện thú vị, có tác dụng cái răm á. Tán gái chú trọng chính là thủ đoạn và khí phách, là có thể ăn sạch sẽ rồi. La Mỹ Mỹ nghe vậy liền châm chọc, ngươi thì có thủ đoạn gì? Ngươi chẳng qua chỉ biết hùng hổ, cái thứ man nghiêu như ngươi, cỏ nào cũng gặm bừa. Thi Bình nghe không vào lời châm chọc của nàng, cơ hồ muốn nhảy xuống ngựa tới phát vào mông nàng mấy cái, quát lớn, La Mỹ Mỹ, đừng tưởng ta sợ nàng, có tin đêm nay lão tử cưỡng gian nàng không? La Mỹ Mỹ cương quyết đáp, có giỏi thì cưỡi ngựa qua đây. Thi Bình đột nhiên cười lớn. Chút nữa thì quên nàng không sợ bị ta cưỡng gian, mà ngược lại còn rất hoan nghênh ta cưỡng gian nàng. Ta cùng nàng bất hòa ồn ào quá, ngày mai tới Cẩm Châu Thành, ta để nàng lại quê nhà, để xem nàng kiếm ai để bất hòa. Sắc mặt La Mỹ Mỹ liền đanh lại, mắng, Hoàng Hy Bình, tên sắc ma chết dẫm, ngươi để ta xuống ngựa, tên hỗn đản nhà ngươi, không dừng lại khi dễ Mỹ Mỹ, ta phải thiến chết ngươi. Hy Bình hôn tiểu tước đang ngồi trong lòng. Nói tiểu thư của nàng nói là muốn thiến ta, nàng có đồng ý không? Tiểu tước nhu hòa đáp, đó là chuyện của hai ngươi, chàng đừng hại tước nhi bị tiểu thư mắng. Thi Bình nói, nàng làm sao lại nói vậy chứ? Ta là nam nhân của nàng lại không bênh vực ta sao? Tiểu tước vỉnh môi đáp, chàng cũng là nam nhân của tiểu thư mà. La Mỹ Mỹ vặn lại, tước nhi, ngươi im miệng cho ta. Hắn thành nam nhân của bổn tiểu thư từ khi nào vậy? Là Mỹ Mỹ ta từ khi sinh ra đến giờ còn chưa có nam nhân nào, huống chi là cái thứ hỗn đản như hắn. Hoa Tiểu Ba nói xen vào, Mỹ Mỹ tỷ nói tỷ cũng là hoa chưa được khai mở sao. Thi Bình cười nói, Tiểu Ba, nàng ấy là nói về mình 10 năm trước, còn bây giờ thì chẳng biết đã bị lão tử phạm bao nhiêu lần rồi. Là Mỹ Mỹ phản bác, người vu khống, mới chỉ một lần đó mà thôi. Vừa dứt câu đã biết mình lỡ lời, nhưng hối hận thì đã muộn. Mọi người liền cười ồ lên. La Mỹ Mỹ mắt ngấn nước, ghìm ngựa lại giữa đường, lập tức gục xuống khóc lớn trên lưng ngựa. Thi Bình quay đầu ngựa, đến bên cạnh nàng, thở dài nói, vừa rồi còn xính cường, sao bây giờ lại khóc như vậy? La Mỹ Mỹ vẫn nằm phục trên lưng ngựa, đáp không cần ngươi quan tâm. Thi Bình lấy tay nhẹ nhàng vỗ về trên lưng nàng, nói ta sợ nàng rồi, từ nay về sau không tranh với nàng nữa, vậy được chưa? La Mỹ Mỹ ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt, đáp những lời ngươi nói cho đến bây giờ toàn là giả dối. Thi Bình đưa tay lên mặt nàng, lau nước mắt cho nàng, nói, lần này là thật, ngày mai đến nhà nàng, ta sẽ lập tức rời đi, không gặp lại nữa, đương nhiên sẽ không cùng nàng ầm ĩ như vậy nữa. La Mỹ Mỹ dùng mình, đẩy mạnh cánh tay của hắn đang lau nước mắt cho nàng ra,
lạnh lùng nói, không cần ngươi hảo tâm, ngươi không có lương tâm, lúc nào cũng làm tổn thương trái tim của Mỹ Mỹ. Hy Bình cười khổ, hắn thật sự không biết mình làm tổn thương trái tim nàng hồi nào, liền nhẹ nhàng an ủi, cho dù ta làm tổn thương nàng thì cũng là một lần cuối cùng, đừng khóc nữa, đi thôi. Tiểu Tước ngồi trong lòng Hy Bình thầm than, lần này chính là chàng làm trái tim tiểu thư bị tổn thương nhất. La Mỹ Mỹ hét lên một tiếng, dục ngựa trai như điên. Hy Bình ở phía sau lo lắng nói, Mỹ Mỹ, nàng chậm chắt, đừng để bị ngã. Rốt cục đã về đến nhà rồi. La Mỹ Mỹ hoan hô một tiếng, nhảy xuống ngựa, chạy về phía cổng La Phủ trong Cẩm Châu Thành, miệng hô lớn, ra ra, Mỹ Mỹ về nhà rồi. Hy Bình ôm Tiểu Tước xuống ngựa, lẩm bẩm, về nhà thì về nhà, cũng đâu cần khoa trương như vậy chứ, là to đến nỗi cả thành đều nghe được. La Mỹ Mỹ đứng trước hai người hầu canh cổng, quát, lũ đần độn các ngươi ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau vào thông báo. Hai người vội chạy vào trong. La Mỹ Mỹ đắc ý quay đầu nhìn mọi người, nói các vị, xin mời vào làm khách ở nhà ta. Lại chỉ tay sang Hy Bình nói tiếp, hắn không cần vào. Hy Bình buông Tiểu Tước ra, bước tới ôm lấy nàng, cười nói, Mỹ Mỹ, cha mẹ ta ở đây, nàng phải giữ thể diện, kẻo cha mẹ ta lại cho là con trai của họ sợ bà vợ chưa cưới này. La Mỹ Mỹ đẩy hắn ra, quát, không được lại gần ta. Nói rồi liền xoay người đi. Hy Bình cười cười nói, chúng ta vào thôi. Mỹ Mỹ, con trở về rồi, làm ra ra nhớ muốn chết. Một lão nhan to béo 80 tuổi, mặt trắng, dẫn theo một nam 7 nữ tiến tới nghênh đón. Nam cũng đã ngoài 40, anh tuấn thành thục, nữ già nhất đã ngoài 60, trẻ nhất mới có hơn 20, còn lại đều là trên dưới 30 tuổi, lại không thiếu nét khêu gợi đặc thù của đàn bà từng trải. Nhưng Hy Bình cũng có kinh nghiệm với nữ nhân. Nhìn ra trong đó có ba người vẫn còn giữ được tấm thân xử nữ. La Mỹ Mỹ bổ nhào vào lòng lão nhân béo mập, nói, ra ra, Mỹ Mỹ bị người ta khi phụ, người phải chút giận cho Mỹ Mỹ đó. Lão nhân cười hiền từ, đáp được, được, ai đã khi dễ bảo bối của ta thế. Ra ra túm hắn tới quan phủ, đánh cho hắn 80 gậy lớn. La Mỹ Mỹ lại nghĩ vậy còn chưa đủ, liền nhắc lại, tốt nhất là vứt hắn vào trong cung, đem thiến làm thái giám. Toàn thân lão nhân liền chấn động. Trung niên nam nhân kia liền lên tiếng, Mỹ Mỹ, nói năng phải có chừng mực. Mỹ Mỹ lập tức uất ức chảy nước mắt đáp, cha, người quát Mỹ Mỹ, ô ô. Lão nhân vỗ vỗ lưng nàng, an ủi, tiểu bảo bối, đừng khóc nữa, để ra ra mắng cha ngươi, sao lại dám to tiếng với tiểu bảo bối của ta như vậy chứ? Là Mỹ Mỹ ừ một tiếng, quả nhiên là quý nữ được chiều chuộng, với thủ đoạn của nàng, thảo nào trời không sợ đất không sợ. Nguyên lai là được ra ra nuông chiều như vậy. Trung niên Mỹ phụ có vài phần giống với Mỹ Mỹ đứng bên cạnh trung niên nam nhân đó lúc này tiến đến cạnh lão nhân nói, Mỹ Mỹ, con không việc gì chứ. Là Mỹ Mỹ rời khỏi tay lão nhân, lại vùi đầu vào lòng của Mỹ phụ đó, nói, mẹ, cái tên hỗn đản đó chuyên môn khi dễ con. Rồi xoay người chỉ vào Hy Bình. Phụ nhân nhìn thoáng qua Hy Bình, thầm nghĩ, thật là một nam nhân tuấn hùng. Phụ nhân nói, được rồi. Đừng ồn ào nữa, vào nhà rồi nói. La Mỹ Mỹ lúc này mới ngừng tố cáo Hy Bình, giới thiệu hai bên với nhau. Lão nhân tên gọi La Tùng, trung niên nam nhân là La Niên, mẹ của La Mỹ Mỹ tên là Lương Lệ Quỳnh. Bốn thê thiếp của La Tùng lần lượt là Hồi Nương, Mục Thu, Chu Mỹ Tinh, Dương Đình. Trong đó Hồi Nương là lớn tuổi nhất, phải trên 60 tuổi, là một lão bà rất hiền lành, còn Mục Thu nhìn kiểu gì cũng chỉ khoảng 30 tuổi. Chu Mỹ Tinh và Dương Đình trông dáng vẻ thì chỉ hơn 20 tuổi. Trong lòng Hy Bình liền khơi dậy ý nghĩ, là lão nhân này quả là người biết hưởng thụ. Nhưng có một điểm khiến họ không giải thích được, khó hiểu là Mục Thu, Chu Mỹ Tinh, Dương Đình ba người đó tựa hồ là hoa hồng còn chưa từng khai mở, việc này nên giải thích thế nào đây? Hai vị tiểu thiếp của La Niên tên là Phó Trân và Lăng Thị, hai nữ nhân này cùng với ba người thiếp của La Tùng đều thuộc loại nhan sắc cực kỳ hấp dẫn. Người trong La Phủ đều biết Hy Bình là ân nhân cứu mạng của La Mỹ Mỹ, đối xử với bọn họ đương nhiên là không tốt không được. La Mỹ Mỹ thầm cười trong lòng, cái gì mà cứu lấy sự thanh bạch của ta? Tên hỗn đản đó lại nói được ra miệng, thanh bạch của ta chẳng phải bị cây dâm côn đó hủy mất rồi sao, còn thanh bạch cái gì nữa? Chúng nhân bước vào phòng khách trong La Phủ La Cân Đường. Sau khi yên vị, người hầu liền dâng lên trà thượng đẳng.
La Tùng nói với Hy Bình, đa tạ tráng sĩ đã cứu lấy sự thanh bạch của Mỹ Mỹ nhà ta. Hy Bình cười đáp, đây là đương nhiên thôi. Tứ Cẩu ngồi trên ghế cười trộm, La Mỹ Mỹ liếc mắt lườm hắn. 12 vũ nữ thiên trúc cùng với đám nữ nhân trong La Phủ đều đưa ánh mắt đầy nghi vấn qua nhìn hắn. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ mấy ả đàn bà trong La Phủ này cũng biết La Mỹ Mỹ đã không còn tấm thân thanh bạch. Quan tâm làm gì, dù sao cũng là ta trước tiên cứu sự thanh bạch của nàng, sau đó mới muốn có được thanh bạch của nàng mà. Việc ta cứu lấy sự thanh bạch của nàng là sự thật, nhận lấy cảm tạ của lão nhân này cũng còn chưa đủ đâu. Hoàng Dương nói nhỏ vào tai hắn, Bình Nhi, ta thấy vị cô nương này đã là đàn bà rồi, còn thanh bạch thế nào được? Thì Bình cũng nhỏ giọng đáp lại, cha à, con đích thực là cứu lấy thanh bạch của nàng, bất quá sau đó nàng lại muốn con cưỡng gian nàng, cha bảo nàng còn có thể thanh bạch được sao? Hoàng Dương giật mình hiểu ra, nói, thảo nào dọc đường đi con cứ nói muốn cưỡng gian nàng. Thì Bình đáp, nàng ấy cũng thích bị con cưỡng gian mà. La Tùng tò mò nói, tráng sĩ và cha ngươi đang nói gì vậy, làm lão hủ cũng nghe được chút ít. Hoàng Dương quay sang đáp lại La Tùng, La lão, ta và nhi tử không có nói gì, chỉ là ngầm khen ngợi nó vài câu thôi. La Mỹ Mỹ khinh khi nói, ra ra, ngươi không cần gọi hắn là tráng sĩ cái gì đó, Mỹ Mỹ nghe thật chối tai, hắn mà cũng xứng được gọi là tráng sĩ sao. Thì Bình bị nàng đả kích liền động nộ nói lại, không lẽ ta còn chưa đủ cường tráng sao? Không lẽ nàng còn muốn cường tráng hơn nữa? La Mỹ Mỹ biết hắn có ý gì, nét mặt liền đỏ, mắng, ngươi hạ lưu. La Tùng quát, Mỹ Mỹ, không được vô lễ với tráng sĩ. La Mỹ Mỹ chẩu môi, muốn phản bác thì bị Lương Lệ Quỳnh cản lại. Nàng kéo tay La Mỹ Mỹ đi, nói với mọi người, các vị, ta và con gái đi vào thay quần áo, sẽ quay lại ngay. La Mỹ Mỹ lúc đi cũng không quên liếc mắt lườm Hy Bình một cái. La Tùng cười nói, để các vị chê cười, cháu gái ngang ngạnh này được ta quá nuông chiều thành gia mục vô vương pháp không coi ai ra gì. Xuân Yến hòa giải nói, La lão, không nên nói như vậy, Mỹ Mỹ đáng yêu lại còn rất xinh đẹp. Có người khen ngợi cháu gái mình, La Tùng tự nhiên là cười đến nỗi không đóng nổi miệng. Hy Bình nói thầm với Xuân Yến, mẹ, ngươi nói nàng ấy đáng yêu là thực à? Xuân Yến trừng mắt nhìn hắn, gắt, không thích sao được. Ngươi làm gì mà hủy đi thanh bạch của ngươi ta? Tên tiểu tử hư hỏng nhà ngươi, ta trước đó chẳng phải đã nhắc ngươi không được tổn thương nữ hài tử sao? Ngươi có nhớ không? Hy Bình không đồng ý, nói lại, mẹ chỉ nói con không được làm tổn thương nữ nhân yêu con, LLM nàng ấy lại không thích con, huống hồ có thấy nàng ấy bị con làm tổn thương gì đâu. Xuân Yến tảng lờ hắn, chỉ nói tiếp, ngươi định đối đãi thế nào với Mỹ Mỹ? Hy Bình bất đắc dĩ trả lời. Còn phải xem ý tứ của nàng, mẹ cũng biết, con trước giờ không ép buộc người khác. Ai, bằng oái, ạc, ác, lời này hắn cũng có thể nói ra được, còn không ép buộc người ta. Rõ ràng hắn đã ăn cả rồi. La Tùng nói, tráng sĩ, đừng chỉ lo thầm thì cùng mẹ ngài, như vậy là không được đâu. Xuân Yến xấu hổ đáp, là tôi thấy y không hiểu lễ phép, muốn dạy bảo riêng cho y để ngài phải chê cười rồi. La Tùng phóng khoáng nói, không có gì. Chỉ là lòng hiếu kỳ của lão hủ tương đối lớn, không nghe được các vị nói gì, tâm ký hơi nôn nóng thôi. Vị tứ cẩu huynh đệ này, xin hỏi chiếc đao này có phải gọi là thánh hỏa đao không? Tứ cẩu không ngờ La Tùng đột ngột mở miệng hỏi hắn, hơi giật mình, đáp không phải, nó tên là liệt dương chân đao. La Tùng hỏi, có thể để ta xem qua được không? Tứ cẩu khẳng khái đưa cây đao cho lão, La Tùng nhận lấy, cẩn thận quan sát cây đao, chìm vào suy tư. Hai tay cầm đao hơi run rẩy, thở dài nói, đúng là một thanh bảo đao. Dứt lời đã giao cây đao lại cho tứ cẩu. Tứ cẩu nhận lại đao nói, La lão có nhãn quang thực tốt, đây đích thực là một thanh bảo đao. Đại Ni nhìn La Tùng, ánh mắt chớp sáng, sau đó liền cúi đầu. Mẫu thân, người kéo con rời đi làm gì vậy? Con vẫn muốn chửi tên hỗn đản đó. La Mỹ Mỹ được mẫu thân đưa vào tầm thất. Lương Lệ Quỳnh ngồi ở mép giường. Bảo con gái ngồi cạnh mình rồi nói, để mẹ nhìn kỹ con gái nào. Nàng chăm chú nhìn con gái, nhận ra là Mỹ Mỹ Tịnh không có thay đổi gì lớn, chỉ là quyến rũ hơn nhiều so với trước, có thêm nét hấp dẫn đặc biệt chỉ có ở thiếu phụ. Là Mỹ Mỹ bị nàng nhìn đến nỗi khó chịu, hậm hực nói, mẹ, sao lại nhìn con như vậy, con có sứt mẻ chút nào đâu.
Lương Lệ Quỳnh dịu dàng hỏi, đừng lừa mẹ, Mỹ Mỹ, là ai? Là Mỹ Mỹ mơ hồ hỏi lại, ai là sao? Lương Lệ Quỳnh thở dài nói, mẹ biết con đã không còn là tiểu nữ hài nữa rồi. Là Mỹ Mỹ bĩu môi đáp lại, người ta vốn dĩ đã không phải mà. Lương Lệ Quỳnh nhìn thẳng vào nàng, Mỹ Mỹ, con rốt cuộc vẫn không hiểu mẹ muốn hỏi điều gì sao? Là Mỹ Mỹ nhướng mày hỏi lại, điều gì cơ? Không còn cách nào, Lương Lệ Quỳnh đành hỏi, con đã cùng ai hoàn hảo? Là Mỹ Mỹ đỏ bừng mặt nói, mẹ, sao mẹ lại có thể hỏi như vậy? Người ta sao có thể cùng người khác hoàn hảo được, việc đó sao con dám làm? Con trong sạch mà. Lương Lệ Quỳnh không tin, nói con không lừa được ta đâu, con đã không phải là xử nữ rồi. Là Mỹ Mỹ phản xạ theo bản năng, giãy nảy lên, hắn cưỡng gian con. Cái gì? Lương Lệ Quỳnh giật mình hỏi, con không phải là được tráng sĩ cứu sao? Chẳng lẽ y cứu không kịp nên con đã bị tên thái hoa tặc đó làm nhục rồi? Là Mỹ Mỹ chẳng buồn giải thích, huống hồ nàng thấy không cần thiết cho người nhà biết chuyện giữa nàng và Hy Bình. Nàng đáp sai lệch thời gian, không nhiều. Lương Lệ Quỳnh hỏi, phải làm sao mới tốt? Con là con gái nhà đại phú, chưa kết hôn đã mất đi sự trong trắng, sau này làm sao mà gả chồng? Là Mỹ Mỹ đáp, không được, con đi tìm hắn tính sổ. Lương Lệ Quỳnh cả kinh nói, không phải tên thái hoa tặc đó đã chết rồi sao? Con còn muốn tìm hắn tính sổ? À, mẹ, nói ra mẹ cũng không hiểu đâu, việc này mẹ đừng can thiệp. Con tự biết phải làm gì. Ta làm sao có thể không quan tâm đến. Con là con gái của ta mà. Lương Lệ Quỳnh tỏ ra không vừa lòng với con gái. Là Mỹ Mỹ đáp mẹ, lại là câu nói đó. Con đã trưởng thành, tự chăm sóc mình được. Mẹ đừng lo lắng nữa, chúng ta nói chuyện khác. Lương Lệ Quỳnh biết con gái mình quyết tâm không để cho nàng biết. Hỏi Tước Nhi có phải cũng bị tên dâm tặc đó làm nhục rồi. Là Mỹ Mỹ đáp, ừ. Sao có thể, Tước Nhi chưa đến 14 tuổi, thân thể chưa phát dục tên dâm tặc này, quả thực là chó lợn không bằng. Lương Lệ Quỳnh vốn dĩ là một nữ nhân rất ôn hòa, lần này cũng không tránh được căm phẫn dâng trào. Là Mỹ Mỹ cực lực tán đồng, nói, đúng, hắn ngay cả chó lợn cũng không bằng. Nhưng, Mỹ Mỹ, dường như con không hề cảm thấy thống khổ. Lương Lệ Quỳnh nhìn mặt con gái, chỉ có tức giận, nhưng không có chút sắc khí bi thương thống khổ nào. Hứ, thì sao, là Mỹ Mỹ ngẫm nghĩ, lại nói, giống như thế này chăng? Nhưng mẹ à, vì sao nhất định phải thống khổ chứ? Nữ nhân rốt lại cũng phải trải qua một lần, kỳ thật không có gì là không được. Lương Lệ Quỳnh nhìn con gái như sinh vật lạ, trách mắng, Mỹ Mỹ, thái độ nào của con là gì vậy? Chẳng lẽ con quên mất lời mẹ dạy, nữ nhân trong gia đình phải cẩn thận, cần tam tòng tứ đức, không được giống như loại phụ nữ phóng đãng. Con xem mình hiện giờ. Một chút lễ pháp bắt buộc của con nhà quyền quý cũng không hiểu. Là Mỹ Mỹ không nhìn được cãi lại, hiểu cái gì? Lại mắng con khóc, nói rồi, hai tay giả vờ quẹt nước mắt, e rằng dù nước mắt không rơi cũng được đôi tay khéo léo của nàng dụi cho chảy ra. Lương Lệ Quỳnh thở dài nói, ta không nói với con chuyện đáng xấu hổ này nữa, nói qua chuyện khác. Là Mỹ Mỹ cao hứng, hai tay ôm chặt lấy mẹ nàng, hỏi, mẹ, chuyện gì vậy? Lương Lệ Quỳnh nói, 10 ngày trước, Cẩm Châu Thành lại xuất hiện một thái hoa tặc, mỗi đêm bắt đi hai nữ tử trong thành, phàm những cô gái hắn bắt cóc đều bị tiền dâm hậu sát khắp diêm rồi giết chết, trên ngực họ đều viết một chữ cửu bằng máu, bộ khoái trong thành tòa ẩn bộ đã được điều động, nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối gì. Là Mỹ Mỹ nhớ lại lời nói lúc hấp hối của thải hoa lãng tử, phỏng chừng là sư phụ Dương Long Quân của thải hoa lãng tử vì hắn báo thù. Trong lòng nàng hốt nhiên hoảng sợ, song sau đó. Nàng lại nhớ đến Hy Bình người mà nàng không muốn nghĩ đến nhất, trong lòng hoảng sợ liền trở lại bình tĩnh. Nàng nói, mẹ, người đừng quá lo lắng, tên ác tặc đó nhất định sẽ gặp báo ứng. Lương Lệ Quỳnh đáp, chỉ mong là như vậy. Là tiểu thư, nhiều tiếng nam nhân từ ngoài cửa vọng vào. Là Mỹ Mỹ buồn bực nói, đám âm hồn bất tán đáng ghét, người ta ngồi còn chưa ấm chỗ, bọn chúng đã mò tới cửa tìm. Nàng đứng lên mở cửa. Liền nhìn thấy năm thanh niên đang tìm kiếm nàng xung quanh đó. Họ vừa nhìn thấy nàng từ trong phòng bước ra, liền như trẻ con thấy sữa gọi lớn một tiếng rồi hớn hở chạy lại trước mặt nàng, đứng khựng lại cười nói, là tiểu thư. Là Mỹ Mỹ bực bội đáp, các người đến đây làm gì? Một phú gia công tử trông khá anh tuấn trong bọn họ lên tiếng,
Trương đa tài ta 3 ngày không gặp Mỹ Mỹ tiểu thư như xa cách 3 mùa, biết được tiểu thư đã quay về, vội tới cùng tiểu thư nói chuyện, nghe tiếng đàn của tiểu thư. Tên công tử bên cạnh cao lớn hơn nhưng tướng mạo bình thường nói, Mỹ Mỹ tiểu thư, Trương đa tài gạt nàng đó. Thời gian nàng không có mặt, hàng ngày hắn tới Tiêu Diêu phường tìm cô nương, Lưu Hồ Mãn ta thấy thật khó coi. Trương đa tài liền nói, Lưu Hồ Mãn, ngươi dám bêu xấu ta. Tên khốn kiếp ngươi thì ngày ngày đều đến đổ trường. Một tên công tử vừa béo lại vừa lùn đang muốn lên tiếng thì La Mỹ Mỹ chặn lại nói, Lý Toàn Tu, ngươi ngừng lại, ngươi nói nữa, ta sẽ chỉnh các ngươi. Trương đa tài liền nói, là tiểu thư, nghe nói nàng bị Thái Hoa Tặc bắt cóc, nàng có bị hắn cái gì đó không? La Mỹ Mỹ trừng mắt nhìn hắn, nói cái gì làm sao? Ngươi không thấy ta vẫn rất tốt hả? Hỏi thừa, kêu Trương đa tài gì đó, chỉ bằng gọi là Trương ngu ngốc hay hơn. Năm tên phú gia công tử sửng sốt, Cẩm Châu thành đệ nhất mỹ nữ sao lại trở nên thô lỗ như vậy? Lưu Hồ Mãn thấy Trương đa tài bị chửi, vô cùng hả dạ, hỏi, là tiểu thư, trong thời gian đó nàng đã du ngoạn nơi nào? La Mỹ Mỹ cũng vui vẻ cười đáp, vẫn là Lưu Hồ Mãn hiểu biết, đúng là ta đã đi du ngoạn đó. Lưu Hồ Mãn mặt mày hớn hở hỏi, là tiểu thư đi du ngoạn có vui vẻ không? Đương nhiên rất vui rồi. La Mỹ Mỹ tặng hắn một nụ cười ngọt ngào, người trước đây không phải là Lưu Hồ Mãn tử, Lưu Dậm Dâu, hay Lưu Dâu Ria xồm xoàm sao? Bây giờ lại cạo nhắn nhụi bóng láng thế kia, có phải rất giống mông đít nữ nhân không? Cả năm người liền sững sờ, đây là lời nói của thục nữ hay sao? Lưu Hồ Mãn đáp, trong mấy ngày nàng đi, mỗi lần ta nhớ đến nàng, lại nhổ đi một sợi dâu, đến bây giờ thì một sợi cũng chẳng còn. Bốn người còn lại lập tức ôm bụng bò ra cười. Trương đa tài chỉ vào mặt Lưu Hồ Mãn nói, người đừng pha trò cười, người mỗi ngày đều cùng người ta đánh bạc. Mỗi ván thua lại bị nhổ mất 10 sợi râu, khiến cho bộ mặt râu ria xấu xí đáng tự hào của ngươi toàn bộ bị nhổ trụi, lại dám lấp liếm trước mặt Mỹ Mỹ tiểu thư. Ta thấy cứ gọi ngươi là Lưu Hồ Quang hay hơn, ha ha, Lưu Hồ Quang. Lưu Hồ Mãn nhấc bổng Trương đa tài lên, quát lớn, Trương đa tài, ngươi dám cười nhạo ta. Ta ném ngươi ra đường cho người dẫm đạp. Trương đa tài hoảng hốt, Lưu Hồ Mãn, đừng quên cha ngươi là cấp dưới của cha ta, ngươi mà động thủ. Cha ngươi khỏi phải làm quan nữa. Lưu Hồ Mãn thả Trương đa tài xuống nói, xem như ngươi lợi hại. Trương đa tài chỉnh lại y phục, chửi con mẹ đồ thổ phỉ, tên thô lỗ, không ngại trước mặt Mỹ Mỹ tiểu thư biểu hiện bản tính, đúng là lọ ai người cờ bạc. Lý Toàn Tu rốt lại cũng can đảm phát ngôn, nói, là tiểu thư, chúng ta đã lâu không được nghe thấy tiếng đàn mỹ diệu của nàng, chúng ta đã đến đây, nàng có thể không đàn cho chúng ta nghe vài khúc sao? La Mỹ Mỹ nói, được, ta đã mấy ngày không chạm đến đàn, cũng rất nhớ, hôm nay sẽ vì Cẩm Châu ngũ nghĩa các người đàn vài khúc, nhưng mà, ta nhắc các người lần nữa, khi ta đàn, không được lộ ra thần sắc mê mệt hay để nước miếng chảy dài. Có loại việc này sao? 5 người lúng túng hỏi lại, làm sao có thể? Hi Bình thấy Cẩm Châu ngũ nghĩa đi vào nội viện, thầm nghĩ, có lẽ nào La Mỹ Mỹ có nhiều nam nhân theo đuổi đến thế? Nghĩ kỹ lại nếu không có ta chắc nàng cũng có thể gả đi được. Trước đây còn sợ là nàng ta nghĩ luẩn quẩn bây giờ nghĩ lại thấy đúng, là có chút dư thừa. Xuân Yến bên tai hắn thì thầm, Bình Nhi, con còn dám nói là Mỹ Mỹ không thể yêu. Nhìn xem người ta có bao nhiêu người hoan nghênh kìa. Hoàng Dương cũng nói, Nhi tử, đừng có bỏ đi những gì con đang có, bằng không sau này rồi con sẽ hối hận đấy. Thì Bình bị hai người bên tả bên hữu làm cho thâm tâm phiền muộn. Vì muốn thoát khỏi sự giáo huấn của hai người, hắn hướng về La Tùng hỏi, La lão tiền bối, lúc nãy tiền bối nói là cái gì sắp đến? La Tùng tiếp tục nói, mấy ngày trước lão nghe giang hồ đồn rằng Thái Âm giáo ở Tây Vực xâm nhập vào Trung Nguyên với quy mô lớn, Đại Địa Minh ở Long Thành kêu gọi mọi người chống lại sự xâm nhập của Thái Âm giáo. Hiện tại các đại môn phái, các lộ anh hùng hào kiệt đang tụ hội tại Long Thành để cử hành võ lâm đại hội nhằm tuyển ra một võ lâm minh chủ thống lĩnh quần hùng Trung Nguyên cùng chống lại Thái Ớ giáo. Triệu Tử Hào hỏi, bao giờ thì cử hành võ lâm đại hội? La Tùng đáp, 10 ngày nữa. Hoàng Đại Hải nói, không kịp rồi, từ đây mà tới Long Thành nhanh nhất cũng là 1 tháng. Thi Bình mở miệng hỏi một câu khiến mọi người đều phải kinh ngạc, võ lâm đại hội là cái gì? Hoa Tiểu Ba cười nói, tỷ phu,
Võ lâm đại hội là tuyển ra một người có võ công cao nhất và người đó sẽ là võ lâm minh chủ. Chuyện này mà huynh cũng không biết sao? Cái gì mà không biết, chỉ là biết rồi thì hỏi thêm chút thôi cũng không được hả? Hắn hướng về phía La Tùng cười nói, La lão tiền bối, nói ra lão tiền bối không tin, bọn chúng giấu giếm tổ chức cái gì võ lâm đại hội. Nếu có tỷ yêu bối là tráng sĩ kiêm quyền vương đệ nhất cao thủ ở đó bọn chúng nhất định là sợ tại hạ, ha ha. Đại Ni Dung nhãn tình kỳ quái nhìn Hy Bình, đột nhiên nàng nghe tiếng cười lớn của Tứ Cẩu và mấy nam nhân khác, nàng không hiểu bọn họ cười cái gì, nhìn lại thì thấy Thần Đao Tứ Hoa cũng đang che miệng cười. Nửa tháng vừa qua, nàng ở chung với bọn họ, bị bọn họ làm cho hồ đồ. Đám người trẻ tuổi này mỗi người một vẻ, tính cách thì không có tương đồng, có thể đại khái chia làm hai phe, một phe thì là anh hùng chính nhân quân tử, một phe là vô lại háo sắc dâm côn, nhưng bọn họ lại ở chung với nhau, đối xử với nhau rất tốt. Bọn họ duy nhất có một điểm tương đồng là mỗi người đều có cặp mắt thật dài. Không hiểu tại sao võ lâm tứ đại gia lại sản xuất ra những tên hoạt bảo này. Đại Ni đang nghĩ thầm thì đột nhiên bên tai bỗng nghe tiếng đàn réo rắt, ở trong tiếng đàn nàng cảm thấy có tảng ái ý, là ai đang đàn vậy lại có thể dùng tiếng đàn để biểu đạt tình yêu sâu sắc như vậy. Hy Bình kinh ngạc nói, là ai đang đàn loạn như vậy? La Niên cười nói, là tiểu nữ đang phô chút tài mọn. Hoa Tiểu Ba cười nói, Mỹ Mỹ đàn nghe thật hay. Hy Bình trừng mắt nhìn Hoa Tiểu Ba, hắn đang muốn nói là khó nghe muốn chết, tức thì hắn nhận thấy những người khác đều lộ vẻ say mê thưởng thức, hắn thầm nghĩ thật dễ nghe như vậy sao? Tại sao ta lại nghe không được? Hy Bình hỏi, thật không? La Tùng cười nói, tiểu tôn tử này của lão hủ thích đàn từ thuở nhỏ. Mặc dù bề ngoài hơi láo lỉnh, nhưng ở Cẩm Châu Thành này được xưng tụng là phủ cầm nữ thờ, Ni Bình nghĩ tới khuôn mặt cao quý tao nhã của La Mỹ Mỹ thì thấy nữ thần là không sai, nhưng tại sao phía trước nữ thần lại đem chữ phủ cầm thì như là có chút hơi quá. Thế gian này tại sao lại có người phát minh ra những nhạc cụ vô dụng như vậy chứ? Thật ra nên để La Mỹ Mỹ tay đập chảo sắt, thùng sắt, như vậy mới thể hiện là một người có âm nhạc thiên phú, có thể phối hợp với ca thần ta đây. Hắn đột nhiên muốn kết hôn với La Mỹ Mỹ để nàng tấu nhạc cho hắn, chuyện này có phải là phu sướng phụ tùy hay không? Nhưng mà thật phiền, nàng ta chỉ thích hắn cưỡng gian thôi chứ không muốn kết hôn với hắn. À, khó thật. Hoa Tiểu Ba vẫn không quên vuốt mông ngựa, phủ cầm nữ thần thật là xứng với Mỹ Mỹ tỷ tỷ. Không những đẹp người mà đánh đàn cũng thuộc hàng nhất lưu cùng với ca vũ của Đại Ni tỷ tỷ bất phân cao thấp. Tỷ phu, huynh đúng là nhặt được đồ quý. Hy Bình nói, Tiểu Ba, cái gì mà nhặt được đồ quý? Ta cùng ngươi và Tứ Cẩu cùng đến đó xem, lâu quá rồi chưa được ca hát, hôm nay mà không ca hát mấy bài là không thể được. Tứ Cẩu như từ trong túy mộng bừng tỉnh lại, thất sắc nói, Hy Bình, ngươi muốn ca thật sao? Ta lạy ngươi, mỗi buổi tối ta mệt đủ rồi, ban ngày ngươi cũng không cho ta nghỉ ngơi nữa sao? Đại Ni nàng hãy cản trở hắn, dùng bất cứ phương pháp nào cũng được, chủ yếu là đừng để cho hắn có cơ hội hát, vì chúng ta hãy cản hắn lại mau. Đại Ni giọng lơ lớ bằng khẩu âm dị quốc, phu quân, Hy Bình ca hát thì có quan hệ gì đến chàng mà chàng lại khẩn trương như thế chứ? Hy Bình cười nói, đương nhiên là có quan hệ, hắn với ta hợp tác rất tốt. Tổ hợp của chúng ta tuyệt đối là thế gian nhất lưu, nàng có muốn xem không? Đại Ni trong lòng hiếu kỳ, rất muốn xem cho rõ liền nói, muốn. Tứ Cẩu than thầm, thảm rồi. Hy Bình đứng lên đi về phía Đại Ni, nhìn thấy cái mũi thanh cao và làn da nâu của nàng cực có cá tính và mị lực, đột nhiên hắn cúi xuống hôn lên trán nàng rồi nói, nụ hôn này là chúc phúc cho nàng, thật thống khoái khi nàng lĩnh hội được ý nghĩ của ta. Tứ Cẩu, nữ nhân của ngươi muốn coi chúng ta biểu diễn, ngơ ơi tuyệt đối không được từ chối, đem theo nhạc cụ chúng ta cùng đi nào. Tiểu Ba, người đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn nữa. Hoa Tiểu Ba mặt mày nhăn nhó nhìn những nữ nhân của hắn nói, các nàng đừng có trách ta, tại Đại Ni tiểu thư của các nàng ủng hộ chuyện này. Ôi, tối nay khi nằm ngủ, nói không chừng sẽ bị ai đó đá xuống giường thôi. La Mỹ Mỹ gảy đàn được một lúc thì chẳng biết vì sao lại đột nhiên nhớ tới Hy Bình. Trước mặt nàng là năm vị công tử, bọn họ được nhìn lại khuôn mặt đầy khí chất văn nhã của La Mỹ Mỹ, trong lòng trở nên say sưa. Lúc nàng gảy đàn lại như khiến bọn họ rơi vào một thế giới khác. Trong con mắt của La Mỹ Mỹ thì ánh mắt si mê của bọn chúng lại giống như năm đôi con ngươi của lũ háo sắc vậy,
lại còn có hai hang nước dãi hai bên miệng nữa chứ, lại càng khiến cho nàng ghê tởm, nhưng ít nhiều gì cũng khiến nàng cũng có chút kiêu ngạo. Những ngày trước đó, trước dâm uy của Hy Bình, nàng cơ hồ quên hẳn mình là một nữ nhân cao quý. Cái tên hỗn đản kia cả ngày làm nàng tức giận, khiến thục nữ như nàng chẳng thể đứng dậy nổi, mỗi lần cùng hắn cãi lộn là bị hắn mắng thành phong bà nương điên, cái này thì làm sao nàng có thể chịu được chứ. Là mỹ mỹ, nàng chẳng những là mỹ nữ còn là quý nữ, nhã nữ, tài nữ, sử nữ a, hình như không phải vậy. Đều tại cái đầu dâm côn kia đoạt đi tấm thân sử nữ của nàng. Yêu, mỹ mỹ, đàn cầm nha. Là mỹ mỹ nghe thấy tiếng của Hy Bình, toàn thân chấn động dừng tay nhìn lên, chẳng biết từ khi nào thì đằng sau năm vị công tử đã xuất hiện một đám người đang tiến lại, chỉ thấy có nụ cười khiến người ta càng nhìn càng tức đang nhìn về phía nàng. Nàng cả kinh nói, ngươi đến đây làm gì? Ta không phải là đàn cho ngươi nghe, ta chỉ có đàn cho năm vị công tử đây thưởng thức thôi, không liên quan gì tới ngươi. Hy Bình cười nói, bỏ đi, bỏ đi. Nàng đàn gì mà khó nghe muốn chết đi được, quả thực toàn là thứ vứt đi, làm sao ta nghe lọt lỗ tai. Ta chủ yếu đến đây là để so tài với nàng thôi. Năm vị công tử quay đầu trừng mắt giận dữ nhìn Hy Bình. Là mỹ mỹ chỉ thấy Hoa Tiểu Ba tay trái thì cầm một chậu sắt, tay phải cầm một mâm sắt, còn tứ cầu thì mâm sắt và mâm đồng. Nàng hoàn toàn không hiểu bọn họ muốn giở trò gì nữa. Nàng có một chút gì đó hoang mang, ngạc nhiên hỏi, so tài. Không sai, Hy Bình tiến tới trước cầm cây đàn, tùy tiện khẩy lên một âm thanh chói tai, nói, nàng quên ta là ca thần rồi hả? Là mỹ mỹ đại kinh, người muốn ở đây ca hát sao? Tuyệt đối không thể. Tên hỗn đản ngươi không cùng đám nữ nhân loạn cảo lại đến đây làm loạn, mỹ mỹ hận chết ngươi. Trương Đa Tài hét lên, tiểu tử, ngươi là đứa nào? Báo danh đi, dám chọc tức là mỹ mỹ tiểu thơ của bọn ta, ngươi không phải là lẫn lộn chứ? Hy Bình nhìn là mỹ mỹ cười nhẹ nói, đằng sau ta có thằng tiểu tử đang đánh giám, thật đúng là đồ đáng ghét. Vừa nói xong, hắn đột nhiên xoay người đưa một tay nắm lấy áo của Trương Đa Tài, nhấc bổng gã lên. Nói ta đây là Hoàng Hy Bình, ngươi ở đằng sau đít ta la lối cái gì hả? Trương Đa Tài bị nắm áo nhấc bổng lên trên không, nhìn thấy trước mặt một người nam nhân cao to như một ngọn núi với một cánh tay cường tráng, gã kinh hoàng thất thố hoang mang nói, ngươi thả ta ra ngay, nếu ngươi không thả, ta sẽ nói phụ thân ta cho người bắt ngươi về quan phủ, phụ thân ta là quan phụ mẫu ở Cẩm Châu Thành này, ngươi dám vô lễ với ta. Hy Bình cười lạnh nói, úp, ta thật là sợ a. Bây giờ thả ngươi ra ngay. Trương Đa Tài đắc ý nói, biết được thì rất tốt. Hy Bình liền vung tay quăng gã ra xa, Trương Đa Tài bị rớt xuống một bên, gã rên la thống khổ, cố gắng bỏ ra ngoài. Hy Bình đuổi theo giữ hắn lại, nhanh như vậy đã muốn đi. Trương Đa Tài cầu khẩn nói, ta không kêu người tới nữa, chỉ cần ngài thả ta đi thôi, đại hiệp. Hy Bình lắc đầu nói, không được, đã đến đây rồi thì ở lại nghe tài ca hát của ta rồi đi. Ta ca rất hay, ngươi có phải không muốn nghe chứ? Trương Đa Tài thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải là đánh nghỉ là muốn gã nghe ca hát mà thôi, gã lập tức cười nói, đại hiệp ca hát tự nhiên là nghe hay rồi. Đa Tài cung kính rửa tai lắng nghe. Đa tạ, ta nhận thấy ngươi là tri âm của ta, sau này ta sẽ giới thiệu vài mỹ nhân cho ngươi. Hy Bình vui vẻ cực kỳ, lễ phép mời Trương Đa Tài ngồi xuống, chuyển thân chuẩn bị tận tình diễn sướng. Trương Đa Tài cũng rất thích thú, hoan hỉ nói, đại hiệp, cái gì thì Trương Đa Tài không tốt chứ, đối với mỹ nhân thì tình hữu độc chung, cực hữu nhất sáo, bất cứ mỹ nhân nào cùng tại hạ làm chuyện tốt đều đạt được khoái cảm. Lưu Hồ Mãn tán thành, nói, đúng đó, tại hạ dám cá đại hiệp ở phương diện đó không theo kịp Trương Đa Tài trong Cẩm Châu ngũ nghĩa của bọn tại hạ. Hắn hầu như mỗi ngày đều đến kỹ viện, các chị em trong đó đều rất thích hắn. Có khi còn miễn phí cho hắn để được gần gũi với hắn nữa. Trương Đa Tài tự hào nói, tại hạ có thể với ba kỹ nữ hoàn hảo cùng một lúc, còn làm bọn họ lên đến cao trào hoài hoài, đại hiệp, ngài có khả năng đó không? Lưu Hồ Mãn bản sắc không đổi nói, để bia giữa hai người ai là người dưới cơ, chúng ta cùng đến Tiêu Diêu Phường Hoa gọi một số kỹ nữ bồi tiếp, coi ai trụ được lâu hơn. Là mỹ mỹ thật sự là nghe không nổi nữa, mắng hắn, Lưu Hồ Mãn. Ngươi toàn nói những lời bậy bạ, lần sau đừng đến gặp mặt ta nữa. Hy Bình cười nói, khi khác nếu có cơ hội ta sẽ bồi tiếp các ngươi vui chơi, còn bây giờ. Các ngươi hãy nghe ta ca hát, tin chắc rằng so với chuyện bồi tiếp nữ nhân còn có phần thú vị hơn.
Tứ cẩu, tiểu ba chuẩn bị. La Mỹ Mỹ trừng mắt giận dữ nhìn Hy Bình rồi ôm lấy cây đàn bỏ đi. Hy Bình gọi to, Mỹ Mỹ, nàng không nghe ta hát sao? La Mỹ Mỹ quay đầu lại dứt khoát nói một câu, người muốn ta chết hả? Đồ mù nhạc. Hy Bình nhìn mọi người khoa tay múa chân, nói, nàng tự biết mình không bằng ta nên tốt nhất là bỏ đi, nàng là nữ nhân nên ta không so bì với nàng. Tứ cẩu, người gọi bọn đại ni khiêu vũ cho chúng ta, được không? Độc Cô Minh, Triệu Tử Huy, Hoa Tiểu Ba cùng tứ cẩu mặt mày bốn người liền lộ ra vẻ khó khăn. CSA lẽ lại để những thiên trúc mỹ nhân của bọn họ phối hợp múa vũ ca với cái kẻ nát bét này sao? Cầm Châu Ngũ Nghĩa không biết chuyện lập tức vỗ tay khen hay, đại ni cũng cúi đầu xuống nói, cũng được. Tứ cẩu cười thảm nói, lão bà, ta chắc chắn nàng sẽ là người hối hận trước những người khác. Hy Bình lớn tiếng nói, các vị, ca thần với sự hợp tác của vũ hậu sắp bắt đầu. Xin mời các vị rửa tay nghe tiết mục mà quý vị đã chờ đợi đã lâu. Nhạc công, tấu nhạc. Hắn còn đang nói thì thấy bọn người Lôi Long, Triệu Tử Hào quay người bỏ đi để lại 12 nàng vũ nữ thiên trúc, phụ tử La Tùng cùng 7 người thê thiếp chưa biết chuyện, còn có Cẩm Châu Ngũ Nghĩa đang chờ đợi nữa. Hy Bình thật sự quá vui với số lượng khán giả như vậy, hắn đưa cao hữu thủ nhìn Tứ Cẩu và Hoa Tiểu Ba hai người rồi phất tay xuống, lập tức âm thanh của những mảnh kim loại vang lên. Mọi người ngạc nhiên. Đầu tiên là thiên trúc thập nhị vũ nữ giống như ngọn gió tản ra, chạy thoát ra ngoài. Phụ tử La Tùng và thê thiếp của bọn họ cũng tương kế chối chết chạy đi, Cẩm Châu Ngũ Nghĩa vừa định đứng dậy lại bị Hy Bình chặn lại bắt trở lại chỗ ngồi. Hy Bình ngừng hát, nói một cách uy hiếp, các ngươi chỉ được làm hai động tác, một là mở miệng khen hay, hai là vỗ tay cổ vũ. Còn lại bất kỳ động tác nào khác đều là dư thừa, để ta nhìn thấy nhất định là ăn một quyền. Lộ Nhàn và Lộ Giáp trong Cẩm Châu Ngũ Nghĩa đồng thanh nói, tại hạ thà nhận quyền đầu của ngài. Hy Bình bước đến trước mặt bọn họ, nhìn thẳng vào mặt bọn họ, lắc đầu thở dài nói, đây là tại các ngươi yêu cầu nhé. Song quyền của hắn xuất ra phân biệt tại mặt của hai người bọn họ, hai người lập tức la lên ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Mời các ngươi làm thính giả cao nhã các ngươi lại hết lần này tới lần khác muốn làm cái đầu heo. Hắn quay mặt nhìn ba người còn lại nói, bọn các ngươi cũng muốn thưởng thức quyền đầu của ta chứ. Ba người đồng thanh nói, bọn tại hạ thật sự là thính giả trung thành của đại hiệp, rất nhiệt tình say mê ca nhạc. Tốt, rất tốt, kết quả rất tốt, thế là hắn lớn tiếng hát những bài hát thối nát của hắn. Thế nên ba vị thính giả trung thành chỉ còn biết nhẫn. Nhẫn, nhẫn. Trương Đa Tài căn bản là có gương mặt tuấn tú bây giờ nhăn nhúm giống như trái khổ qua, Lưu Hồ Mãn hai tay không ngừng bứt tóc mình, Lý Toàn Tu hai tay không ngừng đấm xuống phiến đá đại lý dưới chỗ ngồi. Thân thể chảy đầy mồ hôi. Lại còn sau mỗi bài hát, ba người bọn họ đều vỗ tay rất to, lớn tiếng khen hay. Hy Bình rất là mãn ý với biểu hiện của ba người bọn họ, sau một vài bài hát, nói tam vị huynh đệ quả nhiên là tri âm của ta, cảm tạ các người vì ta có thể cho ta ca hát mê say. Trương Đa Tài nhân cơ hội này nói, đại hiệp, xin ngài ngừng hát một chút, sáng mai lại hát tiếp. Lưu Hồ Mãn cũng nói, sáng mai bọn tại hạ lại tiếp tục cổ vũ cho tiếng hát của đại hiệp. Lý Toàn Tu mặt mày nhăn nhó nói, đại hiệp, tại hạ đói bụng rồi, muốn đi ăn một chút gì đó rồi trở lại nghe đại hiệp hát tiếp. Thấy Hy Bình không có phản ứng, Trương Đa Tài lại nói tiếp, đại hiệp, bọn tại hạ anh mời ngài ra một tửu lâu bên ngoài, sau đó cùng nhau tới kỹ viện lớn nhất Cẩm Châu Thành là Tiêu Diêu Phường Hoa mời một vị muội muội hấp dẫn nhất bồi tiếp ngài, ngài thấy sao? Hy Bình cười lớn nói, không tốt, hay là mọi người lại tiếp tục nghe giọng ca mỹ diệu của ta, tiếp tục vỗ tay, tán thưởng. Cho đến gần tối, ba bàn tiệc lớn đã được dọn ra La Cân Đường, giọng ca Hy Bình vẫn còn vang vang, chỉ hơi khan khan. La Tùng nhíu mày nói, Mỹ Mỹ, đi mời Hoàng Tráng Sĩ dùng cơm. Cậu ta cũng hát đã hơn nửa ngày rồi. Trong nửa ngày qua, lão đã đi dạo 10 vòng quanh Cẩm Châu Thành này rồi. Lâu lắm rồi lão không đi dạo. Lão cũng sắp vào quan tài rồi, thường thì một năm đi dạo chưa tới một lần, nhưng hôm nay lão đi dạo như vậy bằng 10 năm cộng lại, đúng thiệt là khổ nhưng lão phải nghe Hy Bình hát thì thả lão đi dạo 100 vòng quanh Cẩm Châu Thành cũng còn đỡ khổ hơn. La Mỹ Mỹ bực tức nói, tiểu tôn không đi, cái tên hỗn đản đó hát no rồi, cần gì dung cơm. Cái mặt dày của Hoàng Dương cũng không còn chịu nổi được nữa, xấu hổ lên tiếng, hai vị đừng tranh cãi nữa. Cái tên nhi tử của tại hạ là như vậy đó. Lúc ở thôn Trang,
nếu không hát thì tìm người đánh nhau, bởi vậy tại thôn trang không có cô nương nào thèm để ý đến hắn. Xuân Yến đứng lên nói, để thiếp đi gọi nó cho. Nếu để bất cứ ai đi gọi cũng không lay động được nó đâu. A Di, cho con theo với. Tiểu tước dũng cảm xung phong đi theo sau Xuân Yến. Mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm, tuyệt sướng cuối cùng cũng kết thúc, cảm tạ Phật tổ. La Tùng nói, tướng mạo của Hoàng Tráng Sĩ thì không chê vào đâu được, lại còn có tấm lòng hiệp nghĩa nữa. Duy chỉ có tiếng ca của cậu ấy thì lão hủ không có can đảm để nghe, lão hủ cả đời này âm nhạc nào cũng đã nghe qua nhưng chưa có nghe thấy ai hát như vậy, khiến chẳng ai có thể nghe được. La Mỹ Mỹ bất mãn nói, ra ra, cái tên đó không những ca hát khiến người ta buồn nôn mà hết thảy hành vi với phẩm hạnh của hắn đều chán ghét đến cực điểm. Ra ra còn nói hắn có tấm lòng hiệp nghĩa nữa sao? La Tùng không có một chút nào phản đối lại lời nói của tôn nữ mình, chính mắt lão đã thấy hành động vô lễ của Hy Bình khi quăng trương đa tài trỏng bốn chân lên trời, sau đó lại biết Lộ Nhàn và Lộ Giáp bị Hy Bình đấm cho một quyền, hiện tại chắc còn đang nằm ác mộng, ấn tượng tốt của lão về Hy Bình còn được bao nhiêu. Tiếng hát chấm dứt không lâu, mọi người nhìn thấy Cẩm Châu Ngũ Nghĩa đi ra. Lộ Nhàn và Lộ Giáp làm như vừa tỉnh dậy, cái dấu quyền đầu trên mặt vẫn còn đó. Trương đa tài toàn thân hư thoát giống như vừa làm chuyện đó xong với ba nàng kỹ nữ, không còn tinh khí để ra nữa. Lý Toàn Tu hai tay chảy máu ròng ròng, y phục toàn thân ướt nhem, thấy người gầy như không có tí thịt nào. Nhưng kỳ quái nhất là Lưu Hồ Mãn, trên đầu không còn một cọng tóc nào, chỉ có những vết chảy xước còn chảy máu do hắn gãi. Điệu này phải đổi tên thành Lưu Quang Quang thôi. Chỗ này tác giả chơi chữ, Hồ Mãn bằng rất nhiều, rậm rạp, Quang Quang bằng chọc lốc, trống trơn. La Tùng nhìn thấy bọn họ liền chào hỏi, ngũ vị công tử, mời các vị ở lại dung cơm xong rồi về. Trương đa tài cự tuyệt Nagi tại chỗ, là lão gia, trong phủ của lão gia có đến một nhân vật thật đáng sợ, bọn huynh đệ tiểu bối không dám lưu lại thêm một khắc nào nữa cả. Lưu Hồ Mãn thống khổ tiếp lời, tiểu bối bài bạc hơn 10 năm, lần này thua thật thê thảm. Lý Toàn Tu Bi phẫn nói, tiểu bối phải đem hết toàn bộ ca nữ trong nhà đem bán vào kỹ viện hết. Sau này không còn dám ăn cơm nữa. Không phải, sau này không còn dám nghe hát nữa, thật là ác mộng. Lộ Nhàn và Lộ Giáp đã chạy tới cửa cũng quay đầu nói với lại, quyền đầu của hắn cứng quá, chúng ta không dám ăn. La Mỹ Mỹ hừ lạnh nói, toàn là lũ vô dụng. Ai vô dụng thế Mỹ Mỹ? Giọng Hy Bình khàn khàn truyền tới. La Mỹ Mỹ quay đầu lại nói với hắn, ngươi, ta có thể chứng minh với nàng rằng ta là người hữu dụng. Hy Bình nhìn nàng ta cười một cách gian xảo, sau đó quay sang nói với La Tùng, La lão tiền bối, bọn tiểu bối toàn thân đầy mồ hôi, cho phép bọn tiểu bối được đi tắm rửa trước. Mọi người cứ dùng bữa trước đi, không cần đợi bọn tiểu bối. Tước Nhi, dẫn đường bọn ta tới phòng tắm. Có quỷ mới chờ ngươi. La Mỹ Mỹ nhìn bốn người đi khỏi La Cân Đường, hốt nhiên mặt biến sắc, đứng lên vội vàng đuổi theo. Hy Bình vừa ra khỏi La Cân Đường lập tức ôm Tiêu Tước vào lòng. Hôn một cái rồi nói, Tước Nhi, nửa ngày không có cùng nàng thân thiết, có nhớ ta không? Tiểu Tước giận dữ nói, Đại Sắc Lang, người chàng đầy mồ hôi làm y phục của Tước Nhi bẩn hết rồi. À, thiếu chút nữa làm Tước Nhi của ta giận rồi. Hy Bình nói xong làm bộ như muốn buông Tiểu Tước ra. Tiểu Tước liền ôm lấy hắn chặt hơn, nói, người ta rất thích mùi vị của Đại Sắc Lang. Hy Bình nói, sáng mai ta phải đi rồi, nàng đi theo ta thôi. Tiểu Tước do dự một chút rồi en soi, tiểu thư có cùng đi với Đại Sắc Lang không? Hy Bình nói, như quả nàng ta nguyện ý, ta có thể mang nàng ta theo. Nàng ta cũng là nữ nhân tốt, chỉ tội hay thích cãi nhau thôi. Tiểu thư thật sự rất yêu chàng. Tiểu Tước ngẩng đầu lên nhìn hắn một hồi, rồi nói tiếp, người ta cũng muốn có thể cùng chàng vĩnh viễn ở cùng một nơi nhưng thiếp lại không nào xa tiểu thư được. Hiện tại người ta rất mâu thuẫn. Đại Sắc Lang, xin chàng đừng có làm tổn hại đến tiểu thư có được không? Hy Bình chăm chú nhìn vào đôi mắt khẩn cầu của tiểu tước kiên định đáp, ai yêu ta, ta đều sẽ không thương tổn đến họ. Phàm là người ta yêu, ta nguyện dùng cả đời mình canh y ư. Nhưng mà có một số việc phải cần tới thời gian, nàng hiểu không? Tiểu tước si mê nói, thiếp hiểu. Hy Bình cười nói, vậy thì phải tắm chung với ta. Hoàng Hy Bình, ta biết là ngươi lúc nào có cơ hội nhất định sẽ chiếm tiện nghi của tiểu tước mà. Ngươi cũng không nhìn xem nơi đây là đâu, ngươi muốn làm cho cả cái La phủ này mọi người đều biết đến dâm tặc nhà ngươi đã hủy trinh tháo của chúng ta hay sao?
La Mỹ Mỹ tức giận đuổi theo đằng sau, muốn kéo tiểu tước ra khỏi hữu thủ của Hy Bình, lại bị tả thủ của hắn ôm vào lòng. Hy Bình nói, nàng không muốn người khác biết, sao lại la to thế? La Mỹ Mỹ vùng vẫy một vài cái, sau đó yên tĩnh lại nói, người đừng có ôm như vậy, hạ nhân có thể nhìn thấy. Tiểu tước nói, đại sắc lang, tới phòng tắm rồi, thiếp đi đổ nước cho chàng tắm, chàng thả người ta và tiểu thư ra được không? Hy Bình cười nói, mỗi người phải hôn ta một cái. Tiểu tước nhón chân lên hôn hắn một cái, La Mỹ Mỹ thì mím môi cại không thèm để ý đến hắn. Hy Bình buông tiểu tước ra, ôm lấy La Mỹ Mỹ hôn vào cặp môi đang mím lại của nàng, nhỏ giọng nói, tối nay ta muốn nàng. Hai nàng đứng nhìn ba người tiến vào phòng tắm. Tiểu tước nói, tiểu thư sang mai có cùng đi với hắn không? La Mỹ Mỹ thở dài nói, tâm sự sủa ta không thể giấu ngươi. Tước nhi, sáng mai ngươi cứ đi chung với hắn. Tiểu tước kinh ngạc nghi ngờ hỏi, tiểu thư thì sao? Để một thời gian nữa ta nghĩ lại chuyện này, nếu như ta không quên được hắn, ta sẽ đi tìm hắn. Nhưng mà ta không thể trước mặt hắn nói yêu hắn được. La Mỹ Mỹ lại thở dài, rồi lắc đầu quay đi. Tiểu tước đi theo sau nàng cũng thở dài nhẹ nhẹ. Hai nàng vừa đi khỏi không lâu, bọn ba người Hy Bình ra khỏi ổng tắm quay trở lại La Cân Đường. Thấy mọi người còn chưa dùng bữa, Hy Bình nói, để mọi người phải chờ lâu, thật là ngại quá. La Mỹ Mỹ nói, ta một điểm cũng không thấy ngươi có chút gì gọi là ngượng ngùng cả. Hy Bình cho nàng một tràn di cười đầy kịch tính, sau đó ngồi bên cạnh Hoàng Dương nhỏ giọng hỏi, phụ thân, so với hồi trước con hát hay hơn nhiều hay ít? Hoàng Dương liếc nhìn mọi người rồi nói, cũng được, nhưng so với lúc ở Hoàn San thôn thì thanh thế không bằng. La Tùng nâng ly rượu, hào tình sung mãn nói, các vị anh hùng hào kiệt, lão hủ xin kính Hoàng Tráng Sĩ và các vị một ly. Sau khi mọi người cạn ly, La Tùng nói, mời mọi người tùy tiện. La Cân Đường trở nên nhiệt náo, một bên thì nữ nhân thưởng thức những món rau mỹ vị nhỏ tiếng, một bên thì nam nhân ăn uống nói cười ầm ĩ. La Tùng nói, Hoàng Tráng Sĩ, không biết Tráng Sĩ có thể ở lại Cẩm Châu Thành nghỉ ngơi được mấy ngày được không? Nhưng tuyệt đối không được hát. Trong thâm tâm của La Tùng thật sự rất muốn nói câu này nhưng lại không có nói. Độc Cô Minh đáp, Hy Bình, đề nghị của La Lão tiền bối rất hay đó. Chiều nay bọn ta đi dạo một vòng, thấy có rất nhiều mỹ nữ, bọn ta tưởng như đang đi lạc vào thiên đường vậy. Hoa Tiểu Ba nôn nóng hỏi, Độc Cô đại ca, huynh có cơ hội hạ thủ không? Có đem theo mỹ nhân nào về không? Tỷ phu, huynh coi đó, huynh hại đệ không có cơ hội cùng với Độc Cô lão huynh đi tìm mỹ nhân, cái gì mà ca với hát? La Tùng cười nói, tiểu hòa tử, chỉ cần cháu ở Cẩm Châu Thành này vài ngày thôi, chắc chắn cháu sẽ được như ý thôi. Hoa Tiểu Ba vui mừng hỏi lại, thật vậy không? Tức thì bị Cốc U Lan ở bên cạnh nhét một miếng rau vào miệng, chỉ nghe nàng nói, đương nhiên là thật rồi, ăn rau đi. Cả đại sảnh vang tiếng cười. Hy Bình lập tức cự tuyệt, nói, La Lão tiền bối, bọn tiểu bối quyết định sáng mai là quay về. Đã ly khai đám thê tử đang mang thai một thời gian, bọn tiểu bối phải quay về gấp để chiếu cố cho bọn họ. Nam nhân có thể phong lưu khoái lạc bên ngoài nhưng không thể quên là ở nhà có đám thê tử mang nặng đang trông chờ mình về, lão tiền bối nói có phải không? La Tùng tán thành, lời của Tráng Sĩ nói rất đúng, lão hủ kính Tráng Sĩ một ly. Hoa Tiểu Ba cố gắng nuốt miếng rau còn ở trong miệng xuống, luyến tiếc nói, còn tưởng cùng tỷ phu đại náo kỹ viện một phen, nay phải từ bỏ ý định rồi. Một số nữ nhân cùng trừng mắt nhìn gã. La Mỹ Mỹ nói, Hoa Tiểu Ba, ngươi dám không? Hoa Tiểu Ba cười cười nói, Mỹ Mỹ tỷ tỷ, thỉnh thoảng thì tiểu tử đây cũng dám lắm. Ngươi thử coi, lần này là giọng của Vưu Túy. Hoa Tiểu Ba nhìn thấy gương mặt lạnh như tiền của Vưu Túy, liền cúi đầu xuống gắp miếng rau bỏ vào miệng rồi nói, không dám nữa, không dám nữa, ăn cơm. Gã không sợ là Mỹ Mỹ, tại vì nàng không có võ công, nhưng mà nàng Vưu Túy này đã từng đánh ngang tay với Hy Bình. Hoa Tiểu Ba gã có 10 lá gan cũng không dám chọc giận tới nàng. Hắn gắp một gắp thức ăn nhét vào miệng, vừa nhai vừa nghĩ thầm, nữ nhân này cũng thật là kỳ quái, tỷ phu không phải là lão công của nàng ta ghen tuông cái gì chứ? Vưu Túy quay đầu nhìn về Hy Bình, tức thì thấy Hy Bình đang nhìn nàng cười cười, gương mặt nàng tự nhiên nóng bừng lên, bên tai còn nghe tiếng Hy Bình nói, Túy tỷ đang mang trong người hài tử của đệ, đừng có nổi nóng nhé. Xuân Yến kinh ngạc hỏi, Bình Nhi, phải nàng có mang với con không?
La Tùng cười nói, cung hỉ, cung hỉ. Hoàng Dương hồi lễ đáp, tạ lời chúc mừng của La lão gia. Hy Bình bên cạnh Hoàng Dương nói, phụ thân, tương lai không lâu, sẽ có một đám hài tử vây quanh phụ thân gọi lão gia. Hoàng Dương nói, không sao cả, mấy chục năm làm phụ thân, bây giờ cũng muốn làm gia gia rồi. Nhưng mà mẫu thân của con không phục là mình già, nếu muốn một nữ nhân thừa nhận là mình già thật đúng là sự kiện khó khăn. Hy Bình nhìn Xuân Yến rồi nói, phụ thân, thật ra mẫu thân đích xác là còn rất trẻ người không biết sao. Hoàng Dương mắt trắng dã, hết lời để nói. Tước Nhi, cái tên hỗn đản đó có nói tối nay muốn đến để làm trò đồi bại, hắn có thật sự đến không? La Mỹ Mỹ đang nằm trên giường, nghiêng người qua nhìn tiểu tước. Sở dĩ nàng hỏi vấn đề này là lo lắng Hy Bình thật sự sẽ đến. Trên đường đi, Hy Bình có rất nhiều cơ hội để chiếm hữu nàng, nhưng hắn đều bỏ qua, lại nói sẽ cùng nàng hoàn hảo ở nhà nàng, nàng thật sự không biết lời nói của Hy Bình được bao nhiêu phần thành thật. Mặc dù nàng hay mạnh miệng nói quan hệ giữa nàng và Hy Bình chỉ là cưỡng gian nhưng nàng lại tịnh không kháng cự cái hành vi tính dục dã man đó. Nếu như không phải hiện tại đang ở nhà mình thì không cần biết lời nói hôm nay của Hy Bình là thật hay giả, nàng đều không coi đó là một vấn đề, nhưng vấn đề ở đây là cái tên dâm côn đó sẽ cưỡng gian nàng tại nhà nàng, điều này làm cho mặt mũi của La Mỹ Mỹ nàng biết bỏ đi đâu. Tiểu tước suy nghĩ rồi nói, cứ theo sự hiểu biết của muội về chàng, sau khi chàng nói loại lời này đại đa số đều là sự thật, nếu như chàng nói chàng tuyệt không có đụng đến ta, như thế chàng chỉ trong một khắc sẽ lột sạch y phục của ta. La Mỹ Mỹ hoảng hốt nói, chuyện này sao được, để người nhà biết được thì thật là phiền, bọn họ không cho phép ta gả cho người trong võ lâm. Tiểu tước nhỏ nhẹ hỏi, tiểu thư, đây cũng là nguyên nhân ta thường hay giả bộ kháng cự đại sát lang không? La Mỹ Mỹ giận dữ nói, cái gì mà giả bộ? Ta một mực kháng cự hắn, muội không thấy sao? Phiền cái là muội nói chuyện có chút thành thục, thời gian muội làm nữ nhân so với ta còn làm lâu hơn, mỗi đêm đều cùng tên dâm côn đó ở chung. Tiểu tước xấu hổ nói, không phải là mỗi đêm, người ta đâu tiếp thụ nổi chàng có tiếng gõ cửa, tiểu thư, đại sắc lang đã tới. Hy Bình ở ngoài cửa gọi, tước nhi, là ta, mở cửa mau. La Mỹ Mỹ ấn thân hình muốn nhổm dậy của tiểu tước xuống, nói, không cho mở cửa. Hy Bình đứng ở ngoài cửa phòng một lúc, không thấy ở trong phòng có bất kỳ động tĩnh nào, đưa mắt nhìn tứ phía, như muốn quay trở về, nhưng mới bước được mấy bước thì quay lại nói, Mỹ Mỹ. Ta tới đây là muốn tử giã nãi, có chút việc gấp không thể chờ đến sáng mai. Tước nhi, nàng ra đi, cùng đi với ta. La Mỹ Mỹ khẩn trương hẳn lên, nhỏ giọng nói, tước nhi, hắn nói hắn phải đi kìa. Tiểu tước không có gì kinh ngạc, trầm ngâm nói, cứ theo sự suy đoán của muội, lời nói này của chàng là giả. Hai nàng còn đang nói, thì nghe tiếng bước chân của Hy Bình xa dần. La Mỹ Mỹ vội vã tung mền ra, mang giày vào. Chạy thẳng ra ngoài cửa phòng, gọi lớn theo hình bóng của Hy Bình, dâm côn, ngươi thật sự muốn đi sao? Hy Bình quay đầu lại, cười một tiếng rồi nói, nàng nói cái gì? Quay đầu trở lại tiếp tục bước đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong lòng La Mỹ Mỹ thấy khẩn trương, hai chân không thể khống chế đuổi theo tới nơi, nắm lấy áo Hy Bình. Hy Bình ngừng lại quay đầu nhìn nàng, nàng cũng ngẩng đầu nhìn hắn không nói một lời nào. Hy Bình cúi xuống hôn nàng rồi nói, nàng không cho ta đi sao? La Mỹ Mỹ vẫn không nói một lời nào, nhìn nam nhân này. Tại sao hắn luôn luôn lấy tổn hại nàng làm niềm vui vậy? Nàng không có lỗi gì đối với hắn, chỉ có đôi lúc châm chích cãi nhau với hắn, chẳng lẽ hắn không biết lòng của nữ nhân sao? Nữ nhân nếu yêu một nam nhân nào thì cũng sẽ rất thích cãi nhau, còn ngược lại nếu không yêu thì một lời cũng không muốn nói. Cái tên hỗn đản này. Nàng đã cam tâm tình nguyện cho hắn cưỡng gian, hắn còn chưa thỏa mãn sao? Hy Bình đúng vào lúc này thì thầm nói, nàng không sợ ta cưỡng gian nàng sao? Nói xong hắn ẵm nàng đi về hướng cửa phòng. La Mỹ Mỹ bị Hy Bình ẵm lên, liền bắt đầu quyền đánh chân đạp nhưng không mở miệng nói một lời. Nàng biết rằng chỉ cần nàng la lên một tiếng là kinh động đến toàn bộ La Phủ, đây là tình huống nàng không muốn thấy chút nào. Hy Bình nói, nàng làm ơn cho ta yên tĩnh một lúc. Đừng cứ mỗi lần đều dùng hết khí lực trước, đến lúc ta chân thành chiếm hữu nàng thì nàng không còn khí lực để kháng cự ta. Như vậy thì còn gì mùi vị của việc cưỡng gian? La Mỹ Mỹ, ngươi không phải nói rằng nhất định phải đi sao?
Hy Bình cười nói, ta đã từng nói tối nay muốn nàng, cưỡng gian nàng ta lại đi sao? Hừm, hắn ôm thân thể của La Mỹ Mỹ tiến vào phòng. Hướng sang tiểu tước đang nằm trên giường liền nói, tước nhi, nàng qua bên phòng của ta mà ngủ, tối nay ta phải bồi tiếp tiểu thư của nàng cho thật tốt, không thôi nàng ta lại ghen tị. Hai người đừng có làm lớn tiếng quá. Tiểu tước xỏ giày, khoác áo ngoài vào bước ra khỏi phòng, cửa phòng cũng được nàng đóng lại. La Mỹ Mỹ trong lòng của Hy Bình nhỏ giọng quát mắng, ta cảnh cáo ngươi, ở đây là nhà ta, ngươi mà dám vô lễ với ta, ta sẽ thiến ngươi. Hy Bình đè nàng nằm xuống giường, cười nói, ta cởi hết y phục để cho nàng thiến một cái, có được không? Cả ngày lúc nào cũng nói thiến ta, xem ra tối nay phải cấp cho nàng một đứa hài tử, để nàng thay đổi giống túy tả. Mỹ Mỹ, nàng thích nam hài hay nữ hài? La Mỹ Mỹ dẫy nảy nói, người dám làm cho bụng ta lớn lên, ta liền chết cho ngươi coi. Hy Bình đùa giỡn nói, làm sao thình lình làm bụng nàng lớn ra được. Tay của hắn đặt nhẹ lên tiểu phúc phẳng phiu của La Mỹ Mỹ, tiếp tục nói, nàng chết rồi thì tai của ta sẽ được thanh tịnh. Nhưng mà, nàng tựa hồ cả đời này rất muốn thiến ta. Trước khi chưa thiến được ta chắc nàng chưa muốn chết đâu. Mỹ Mỹ này, hạ ưm, sáng mai đi theo ta, nàng nhất định là lão bà của ta, về sau này ta ca hát còn nàng gảy đàn, như vậy có phải tốt không? La Mỹ Mỹ vừa nghe xong, tức giận nói, tên hỗn đản ngươi. Ngươi tưởng cưỡng gian thân thể của ta chưa đủ hay sao mà còn muốn cưỡng gian tài nghệ của ta nữa? Suốt đời này, đừng nghĩ là ta vì ngươi mà đánh đàn. Con người của ngươi, một điểm tế bào âm nhạc cũng không có, chỉ giống con chó điên sủa bậy, bảo người ta thế nào chịu đựng nổi. Buông ta ra, ngươi nặng quá, đồ con trâu bự. Xin lỗi, nữ nhân thiên sanh là không sợ bị nam nhân nằm đè lên người, tạm thời ta không thả nàng ra bởi vì nàng chưa biết học khôn. Nói xong hai tay Hy Bình nắm lấy quần của La Mỹ Mỹ cởi ra, tức thì bị nàng đưa hai tay giữ lại. Hắn không thể dùng những thủ pháp ôn nhu mà chỉ có thi triển những thủ đoạn thô bạo, y phục trên người của La Mỹ Mỹ trở thành những mảnh vải vụn bay xuống giường. La Mỹ Mỹ tức giận nói, hỗn đản, ngươi lại xé nát y phục của ta, lần trước ta còn chưa tính toán với ngươi, ngươi còn không biết hối cải. Hy Bình cảm thấy buồn cười, cả thân thể nữ nhân này đều cho hắn, lại còn để ý đến hai bộ y phục. Hắn không cầm được khàn giọng nói, đừng có tức giận như thế, có một vài bộ y phục chứ mấy, gia đình nàng có tiền mà, sáng mai sẽ mua lại. Bất quá nàng đừng có xé y phục của ta, bỏ tay nàng ra, La Mỹ Mỹ, nàng đã xé nát áo của ta rồi, nàng nếu dám xé quần ta nữa lão tử sẽ không làm nữa. Nói xong, hắn liền gạt tay La Mỹ Mỹ đang nắm lưng quần hắn ra nói, để ta tự cởi lấy, chưa từng thấy cường gian mà còn nhờ nữ nhân cởi quần mình bao giờ. Như vậy đâu có được, hàng ngày muốn lão tử mang cái mũ trùm mặt mà cưỡng gian, cứ như vậy thì đâu phải là cưỡng gian. Hai tay của La Mỹ Mỹ dùng sức nhéo hai bên eo của Hy Bình, nói ta không có kêu ngươi cưỡng gian ta là phú gia thiên kim tiểu thư, là một nữ hải biết lễ giáo, ngươi tưởng ta cam tâm tình nguyện cùng ngươi là tên giang hồ đại lừa đảo à? Ta bị cưỡng gian, có chuyện gì xảy ra ngươi phải chịu toàn bộ trách nhiệm, tê tê toàn bộ trách nhiệm đấy. Hỗn đản! Ngươi có nghe thấy không? Hy Bình tự cởi quần mình ra quăng sang một bên nói, sợ nàng luôn, ta chịu trách nhiệm. Nàng đừng có động đậy, nàng không biết mình phiền toái như thế nào sao? Làm sao mà ta lại gặp một nữ nhân như nàng so với Liên Nhi nàng còn phiền toái hơn? Nói xong, hôn lấy môi La Mỹ Mỹ, một tay hắn vuốt mái tóc tuyệt đẹp của nàng, tay còn lại xoa nhẹ trên cặp ngực mềm mại của nàng. La Mỹ Mỹ đẩy mặt của hắn, có cơ hội vội vàng hít thở mấy hơi dài. Dên gì nói, cái miệng của ta toàn bộ bị ngươi lấp lại, ta thở không được. Hy Bình nói, Mỹ Mỹ, không biết nàng có phát giác bánh bao trắng của nàng được kích thích so với trước lớn hơn nhiều. Đó là công lao cưỡng gian của ta, nàng cảm tạ ta thế nào đây? Ngươi, cái đồ vô sĩ, nàng gạt bàn tay của hắn đang ở trên ngực nàng ra, giận dữ nói, đây là địa phương kiêu ngạo nhất của nữ nhân, là tính sáng tạo vĩ đại nhất của thần linh. Ngươi lại lấy bánh bao trắng ra mà hình dung, cái tên nông dân nhà ngươi cả đời không được ăn no hay sao? Thấy cái gì cũng cho là bánh bao, đừng có cọ sát chỗ đó của ta, cái tên dâm côn nhà ngươi. Tay của Hy Bình trêu chọc ở nơi tư ẩn của nàng, cười nói, cặp bánh bao cũng vĩ đại rồi, bánh bao trắng lại có dinh dưỡng. Hai tay của La Mỹ Mỹ không biết để đâu cuối cùng ôm chặt lấy lưng của Hy Bình, động tình nói, Hy Bình, Mỹ Mỹ không thể theo chàng. Chàng có trách Mỹ Mỹ không?
Hy Bình hôn nàng rồi nói, chỉ có lần này, nàng mới gọi tên ta một cách thân mật, ta cũng biết nàng trăm lần không chịu để ta hoan ái với nàng. Kỳ thật nói yêu nàng thì cũng có chút ít thật nhưng nàng ương ngạnh muốn ta nói thành cưỡng gian ta cũng hết cách. Thật là xin lỗi, trên đường đi đều không hoan ái với nàng, tối nay ta sẽ bồi thường lại. Có lẽ gia đình nàng không đồng ý cho nàng theo ta, sau khi ta đi rồi, nàng có lấy người khác không? À mà không nên hỏi nàng vấn đề này, nàng hiện tại đang ở trong lòng của ta mà. Nhưng nàng nếu muốn lấy người khác ngàn vạn lần phải lấy một người nam nhân tốt một chút, đừng có giống như Túy Tả. Nàng ấy rất khổ, ta muốn an ủi và yêu thương nàng ấy cứ kiên trì muốn làm phu nhân của thằng tử quỷ Thi Trúc Sinh, ta chỉ còn cách để nàng ấy làm thi phu nhân hữu danh vô thực mới để nàng trở thành kiều thê tài tình nhất của ta. Nàng với Túy Tả đều rất đẹp, không mấy người trong số thê tử của ta bằng các nàng. Ta phải đi, không thể cho nàng lời hứa nào, chuyện này rất là hão huyền, ta chỉ có khả năng cho nàng những buổi tối cưỡng gian điên cuồng mà thôi. La Mỹ Mỹ hai mắt đầy nước mắt, nghẹn ngào nói, cái kiểu cười nói của ngươi, ta không thích. Ta cũng không thích, ta chỉ thích cưỡng gian nàng thôi. Mỹ Mỹ, ta muốn tiến vô đây. La Mỹ Mỹ cảm giác được cái cường tráng của Hy Bình đang xâm nhập vào địa phương bí ẩn của nàng, cả thân tâm thân thể và linh hồn của nàng rung động cái tên dâm côn này cưỡng gian nàng lần thứ hai. Mỹ Mỹ không còn là xử nữ, chàng coi ra sao? Lương Lệ Quỳnh không thể nào ngủ được. Nàng cảm giác nữ nhi của mình lúc sau này biến đổi rất nhiều. Hôm nay nàng hỏi han nữ nhi ứng phó trong tâm trạng không ổn định, thế nào Thất Trinh lại không giao phó một cách rõ ràng. Sau chuyện này nàng bình tĩnh suy nghĩ lại, lúc nữ nhi giận dỗi đối với nàng, nàng nhất thời hồ đồ. La Niên bình tĩnh nói, sao lại không nhận ra đạo lý đó, Mỹ Mỹ bị Thái Hoa Tặc bắt đi chuyện thất thân khó có thể không xảy ra. Còn mạng là tạ ơn trời đất rồi, huống hồ cũng không thấy nữ nhi có cái gì không đúng. Tựa hồ vui vẻ hơn trước nhiều, nàng lại muốn khơi lại vết thương đó. Đừng có coi chuyện thất thân của nó là đại sự, bọn ta coi như không biết gì, như vậy có phải tốt hơn không? Lương Lệ Quỳnh nói, chuyện kỳ lạ ở đây là nếu nữ nhi của mình bị Thái Hoa Tặc lăng nhục, tại sao nó lại không có chút gì đau khổ? Trừ phi nó cam tâm tình nguyện hiến dâng, nhưng nó lại nói bị cưỡng gian. Thiếp nghĩ chuyện này là người khác làm, hơn nữa người đó là Hoàng Tráng Sĩ.